Nhất Thế Chi Tôn Quyển 7, chương 51, dòng sông số mệnh, dòng sông thời gian này nằm ngoài ý liệu của Mạnh Kỳ, nhưng lại có cảm giác rất là hợp lý. Hợp lý là ở chỗ vì việc tử khuynh đã chuyên môn giảng giải cho hắn nghe về lý niệm thôi diễn và quan điểm về tương lai của chỉ hư sơn, miêu tả rõ ràng cái gì gọi là đại thế, cái gì gọi là số mệnh, cái gì gọi là tai kiếp khó trốn, cái gì gọi là dù là tương lai nào thì chuyện đó cũng nhất định sẽ xảy ra, bây giờ gặp phải cái tấm pháp này, đương nhiên hắn cũng không cảm thấy đột ngột, nhưng Mạnh Kỳ thật sự là không ngờ tổ sư khai phái của chỉ hư sơn lại dùng cái này để kiểm tra đệ tử. Ngoài bỉ ngạn đại nhân vật, chỉ có những tạo hóa cường thế có đạo lộ về thời gian hoặc có bảo vật tương ứng, hoặc là người có khí vận cường thịnh, mới có khả năng xông qua cửa ải này mà thôi. Hèn gì tự vạn cổ tới nay, tuy chỉ hư sơn nhân tài không ngừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng mãi vẫn không có ai vượt qua được dòng sông hư ảo này nhìn thấy được vật tổ sư để lại, ông ta thật sự là đang kiểm tra đệ tử chứ không phải bỉ ngạn. Nếu thật sự có bỉ ngạn giá lâm, dòng sông hư ảo này sẽ yếu ớt chẳng khác gì đứa bé con còn ở trong tả lót, không chịu nổi sự công kích của người ta. Cho nên, Mạnh Kỳ mới khá là ngoài ý muốn, trước mắt tựa hồ là tuyệt lộ, với thực lực của hắn hiện giờ là không có khả năng vượt qua kiểm tra, thu liễm tâm thần, thẩm tra ý niệm. Mạnh kỳ loại trừ cảm xúc biết khó mà lui ra khỏi người, bước tới một bước, Bước vào dòng sông hư ảo, không cố gắng một phen, không trải qua thực tiễn, làm sao biết mình chắc chắn không thể thông qua. Lỡ cái tấm pháp này có chỗ sơ hở nào đó thì sao? Dễ dàng buông tay không phải là tính tốt. Nước sông hư ảo như tuế nguyệt tẩy lễ cọ rửa mà đến, trong mắt mạnh kỳ hiện ra đạo nhất lưu ly đăng, quanh thân vây quanh lên một dòng sông thời gian và vận mệnh, có hình dạng và sự hư ảo giống với dòng sông bên ngoài, nhưng mà cao xa mênh mang hơn. Đây là đặc thù bỉ ngạn của hắn có dòng sông này vòng quanh, Mạnh Kỳ liền giống tảng đá ngầm chìm vào đáy sông cấm pháp, bị nước cọ rửa qua mà bất động mảy may, hắn dùng bản tính linh quan chỗ cao vô cùng cảm ngộ những thông tin của quá khứ, kiểm tra các khả năng của tương lai, thi triển vô cực ấn, khai thiên ấn và đạo nhất ấn sẽ không có tác dụng gì, cuối cùng cũng sẽ thất bại, không thể thông qua, bởi vì nguyên thủy kim chương còn chưa đạt tới cảnh giới tạo hóa, dùng tru tiên tứ kiếm, nhất khí hóa tam thanh, bày ra thái cổ đệ nhất sát trận nhiễu loạn thời không, nhưng vẫn không thể bị được với tốc độ của trận, không thể chém đứt trường hà, trong khi đó nhiễu loạn sẽ khiến thời không loạn lưu, ngược lại lại làm bản thân khó mà vượt qua được, xuất ra toàn bộ thần thông, mời Ngọc Hư giúp đỡ chi lực, lấy vẫn thạch động xóa sạch hết những áp lực trước mắt, sửa lại tương lai, nhưng mà nếu trước mắt vỡ tan, toàn bộ quy về hư vô, sẽ lại càng thêm không thể thông qua, dùng ngoại lực hỗ trợ. Chỉ hư sơn sẽ đột nhiên bị tai họa bất ngờ dòng sông hư ảo vỡ tan nhưng bí địa cũng sẽ theo nó mà tan thành mây khói từng hình ảnh tương lai theo nhau hiện ra chứng tỏ rõ số mệnh đã chú định đại thế đã thành không thể nào sửa đổi được nữa dù có dãy dụ cố gắng thế nào cũng sẽ là kết cục không thể thông qua mà thôi mạnh kỳ chống đỡ đã đến cực hạn lui về một bước bước ra khỏi dòng sông hư ảo cách duy nhất có lẽ là cách mà mình đã từng nói với việc tử khuynh thân thành bỉ ngạn trở về thay đổi quá khứ thay đổi lịch sử dẫn tới một tương lai khác đi, dùng nó đánh vỡ số mệnh, khiến chuyện nhất định sẽ xảy ra chỉ xảy ra trong một số khả năng mà thôi, mạnh kỳ nhíu mày. Cách này rõ ràng không phải là cách tốt, nếu mình thân thành bỉ ngạn, hoặc tạo hóa đỉnh phong, quay về quá khứ, vậy thì xông vào bí địa chỉ hư sơn còn có ý nghĩa gì nữa, về phần thất sát đi căn cứ kinh nghiệm lần trước, e là không mượn được nữa, khả năng thao túng vận mệnh, đặc thù bỉ ngạn thay đổi tương lai cũng không dùng được ở đây, vì nó sẽ thông qua ảnh hưởng thời gian và dòng sông vận mệnh, tác động tới tương lai của hắn. Trong khi đó, tương lai ở đây không phải là do hắn tạo nên, dòng sông thời gian và vận mệnh lại bao gồm tất cả khả năng, sai biệt giữa các tương lai không có bao nhiêu, không phân biệt đại thế thế nào, cho nên với khả năng ảnh hưởng dòng sông thời gian chỉ được với biên độ nhỏ của hắn mà đem vận mệnh dẫn hướng cho dòng chảy kia thì chỉ là một cách mua lợi mà thôi. Trong khi hiện giờ cái hắn đang phải đối mặt là vấn đề vận mệnh chú định sẽ phải xảy ra dù hắn có dẫn đường kiểu nào dẫn hướng dòng chảy nào thì cũng chỉ là vô ích mạnh kỳ như pho tượng đứng trước dòng sông hư ảo hoàn toàn không tìm ra phương hướng giải quyết rời đi hay là nên đánh thức tiểu tang nhờ cô ấy chỉ giúp những đôi mắt đều chăm chú nhìn về tông môn bí địa vừa khiếp sợ vừa nóng rực thành tựu cao cấp nhất của môn phái mình không ngờ chỉ trong có vài canh giờ đã bị nguyên hoàng tô mạnh khám phá nắm giữ chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhất lý thông trăm lý minh nhưng trong Chỉ Hư Sơn vẫn còn có những truyền thuyết trưởng lão mãi tới giờ vẫn chưa thể tạo ra vật có tỷ lệ đồng bộ đủ cao để thông qua, dừng bước, chi tường, tục truyền nguyên thủy cửu ấn bao dung vạn đạo, cho nên Tô Mạnh mới có thể lấy một phương thức thế như rút nước nắm giữ được huyền bí trong cách luyện chế báo thân lực sĩ hoặc thần cách hay sao? Trong tông môn đại điện, văn sĩ áo trắng và bà lão áo đen thở dài, nhìn về phía thanh đồng cổ môn, cùng chìm vào suy tư một lúc rất lâu mới bừng tỉnh lại hồi trước khi đối mặt với dòng sông số mệnh, ta chính là hoàn toàn tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ lại có một đề bài khó như thế. Bà lão nhớ lại cảnh bản thân khi đối mặt với khảo nghiệm tầng thứ ba, văn sĩ áo trắng cười khổ, ai mà không vậy đâu. Đối với chúng ta, đối với tất cả truyền thuyết, và đa phần tạo hóa, đó đều là nan đề khó giải, nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặt, quên mất luôn hồi nãy mình vẫn còn đang cãi nhau chưa xong. Một lúc sau, bà lão lại là người lên tiếng trước, theo ngươi thấy, tô mạnh có thể vượt qua dòng sông số mệnh không, làm sao mà được? Văn sĩ áo trắng thở dài, đó là tổ sư khai phái lĩnh ngộ bỉ ngạn chi đạo mà ra, thiết kế ra đề bài đó là để cho người đăng lâm bỉ ngạn kia mà. Dòng sông số mệnh trong bí địa tuy không hoàn chỉnh, chỉ là một mặt hình chiếu nào đó, dùng để thúc giục đệ tử nghiên cứu chuyện tương lai, nhưng cũng tuyệt không phải cỡ tô mạnh là giải được, ta vẫn câu nói đó, đối với chúng ta, đối với tất cả truyền thuyết, và đa số tạo hóa, nó đều là nan đề khó giải, khó giải thật sự về mặt nghĩa đen. Từ, bà lão khẽ trả lời, ngoài thanh đồng cổ môn, đống lửa trong mắt Việt tử khuynh tắt dần đi, cô lại lần nữa trở thành một con rối hoàng mỹ vô khuyết, chờ mạnh kỳ đi ra. Đúng vậy, hắn sắp đi ra, bao nhiêu vạn năm nay, tuy chỉ hư sơn không trang thiệp thế sự, dốc lòng ẩn cư nghiên cứu, nhưng cũng không phải là không hề có khách tới, đã từng có mấy tạo hóa từng tới bái phỏng muốn nhờ cách vượt qua dòng sông số mệnh, để tìm hiểu bỉ ngạn chi đạo, nhưng đều thất bại. Bọn họ mà còn như thế, huống chi tô mạnh. Các loại tương lai trước mắt là do trạng thái và tin tức thôi diễn mà sinh ra, mà các trạng thái và tin tức trước mắt lại do quá khứ xác định nên, nên nếu không quay trở lại quá khứ, sẽ không thể thay đổi tương lai, mạnh kỳ ngẫm nghĩ. Dòng sông trước mắt không ngừng chảy đi, vô thanh, vô tức, mạnh kỳ đi qua đi lại mấy bước, chợt nghĩ ra một chuyện, nếu dòng sông thời gian và vận mệnh của chân thật giới là hình thành từ quá khứ thì dòng sông số mệnh của nơi này chỉ bao gồm quá khứ của giới này mà thôi không có bao gồm những biến số ở bên ngoài nói cách khác dòng sông số mệnh ngay lúc này không hoàn toàn do quá khứ quyết định không thuộc về quá khứ của giới này biến số của bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng tới nó từ đó tạo ra những tương lai khác nhau mạnh kỳ vương thần thức ra ngoài vận chuyển chư quả chi nhân và ngọc hư thần toán cảm ngộ những yếu tố cấu thành bên trong dòng sông số mệnh. Quả nhiên là vậy, nhưng mà nếu mình nghĩ ra điều này, thì tổ sư khai phái chỉ hư sơn đương nhiên cũng nghĩ ra, mạnh kỳ gật gù, cấm pháp trong dòng sông số mệnh này bao gồm rất nhiều biến số, bị một loại thủ pháp huyền diệu xử lý tới mức không thể thay đổi được đại thế, ví dụ như biến số của những người từ bên ngoài vào có ý đồ muốn vượt qua dòng sông số mệnh, hay biến số xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả diệt thế vẫn thạch, tà ma xâm nhập cũng đều đã được dự tính sẵn tổ sư khai phái chỉ hư sơn mặc dù khả năng thôi diễn chỉ cực mạnh nhất thời nhưng ông ấy không phải là bỉ ngạn không thể biết được hết tất cả mọi khả năng xảy ra ngoài ý muốn tất cả mọi biến số có thể chỉ cần tìm ra được những con cá lọc lưới này là có thể thay đổi tương lai thay đổi số mệnh ở đây sức người là luôn có giới hạn khả năng thôi diễn hiện giờ của mạnh kỳ đương nhiên so với tổ sư khai phái chỉ hư sơn là còn cách nhau rất xa muốn tìm sai sót của ông ta là chuyện gần như không có khả năng, nên hắn chuyển ngay sang góc tính toán khác, chư quả chi nhân của mình đương nhiên không thể mô phỏng chuẩn xác các biến số, chỉ có thể xử lý tạm tạm, không đủ sức tạo nên công kích, nhưng những vật cấp bỉ ngạn hẳn là nó sẽ có bỏ sót, tiếc là tuyệt đao chỉ thức tỉnh đến cảnh giới truyền thuyết, chưa hoàn toàn áp chế được ma Phật Lạc Ấn, ma Phật Lạc Ấn, ân, ma Phật Lạc Ấn. Mạnh kỳ đang bước đi dừng phát lại, trong đầu hiện ra một suy nghĩ điên rồ đó là đồ do bỉ ngạn để lại đó, có thể dùng được không? Đồng thời dùng dòng sông số mệnh này để làm cho nó càng bị yếu hơn. Mạnh kỳ suy nghĩ cực nhanh, cẩn thận kiểm tra suy nghĩ của mình, gạt sang một bên sự sợ hãi của bỉ ngạn đối với ma Phật để tính toán, càng kiểm tra, hắn càng có cảm giác khả năng này rất có thể thành công, tuy nó điên rồ, nhưng không phải không có đạo lý. Khảo nghiệm của dòng sông số mệnh vốn không gây nguy hiểm cho sinh mệnh, thử một cái cũng đâu có sao vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao kích thích được ma phật lạc ấn khiến nó xuất hiện dị biến mang đến hậu quả không tốt ma phật tuy bị phong ấn bên trong nhưng hiện giờ không thể lộ ra sức mạnh mà lạc ấn và tuyệt đao lại đang ở thế cân đối với nhau nếu có vượt qua khả năng khống chế thì hẳn cũng vẫn ở trong một phạm vi nhất định mà thôi nghĩ vậy mạnh kỳ liền xác định quyết tâm làm thử phương hướng đã có liền chuyển sang nghĩ phương thức thực hiện sau khi suy nghĩ một hồi lâu Mạnh Kỳ rút đao ra, lại bước vào dòng sông số mệnh. Quanh thân, dòng sông thời gian và vận mệnh lại hiện ra, chảy cuồn cuộn, vĩnh viễn không dừng lại, chống cự với sự cọ rửa của dòng sông số mệnh. Mạnh Kỳ dựa vào đặc thù bỉ ngạn của mình, đứng sừng sững trong dòng sông số mệnh. Bản tính linh quan từ trên cao vô cùng chiếu xuống, hắn không quay lại quá khứ, không xem kỹ tương lai, mà chỉ cẩn thận thể ngộ trạng thái và tin tức của tiết điểm trước mắt. Tuyệt Đao rực rỡ lớp điện mang tím đen tỏa ánh sáng rực, phát ra khí tức mạnh mẽ. Mạnh kỳ phân ra thần thức, chìm vào trong tuyệt đao, nhìn thấy biển cổ lôi trì hóa thành một vùng biển điện quan rộng vô biên bị hôn ám bao phủ, bị cùng phong tứ lược, từng đạo lôi long nối tiếp bầu trời và mặt nước, suy diễn ra vô số cảnh tượng khác nhau. Lôi hải một phân thành hai, một nửa tôn quý màu tím, một nửa sâu thẳm hắc ám. Hai bên không hề có sự phân chia rõ ràng, mà không ngừng ăn mòn, làm tan rã lẫn nhau, thiểm điện rực rỡ nửa màu tím quay cuồng, mỗi một dọc lôi thủy mỗi một đạo lôi đình đều như ẩn chứa một thần linh, nối kết tới vạn giới, những thần linh chấp trưởng điện từ và lôi phạt, chúng hội tụ vào trong chỗ sâu nhất, có đao ảnh màu tím phập phù trôi nổi, ở bên hắc ám thâm trầm, lôi thủy và điện mang không ngừng sinh diệt, nối tới vô tận trầm luân, sát lục vô hạn, mang tới một vận luật kỳ quái, như đang dựng dục vật gì đó có khả năng hủy thiên diệt địa đây chính là hình tượng cụ thể hóa sự tranh đấu giữa tuyệt đao và ma phật lạc ấn từ sau khi tấn chức truyền thuyết mạnh kỳ vẫn luôn có ý muốn giúp tuyệt đao diệt trừ lạc ấn ma phật lưu lại nhưng bản chất của lạc ấn rất huyền ảo quỷ bí cho dù sức mạnh không phải là rất mạnh nhưng lại chẳng khác gì kẹo da trâu không sao bước ra được chỉ có thể dùng cách ngày qua ngày hao mòn dần dần tới khi chiếm thế thượng phong biến lượng biến thành chất biến trên cao nhìn xuống nhìn thấy tất cả nắm rõ tất cả tình huống xong mi tâm mạnh kỳ mở ra lưu ly cổ đăng bay ra như hư như thực chiếu khắp chung quanh chiếu sáng vũ trụ nhân quả chiếu thấu mọi liên hệ của tình hình trước mắt những sợi dây tinh tuyến dày đặc nhiều đếm không xuể tượng trưng cho đủ loại quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại chúng và yếu tố ngoại lai mạnh kỳ sinh ra vô số liên hệ đều lấy hắn làm chủ kết hợp với những dự đoán trước về những tình huống ngoài ý muốn của tổ sư khai phái chỉ hư sơn tạo ra những nhánh tương lai trong mỗi một nhánh đó đều chứa đựng kết quả Mạnh Kỳ không thể thông qua khảo nghiệm, đại thế khó sửa, vì gần như tất cả các trường hợp ngoài ý muốn đều đã bị đối phương suy tính ra hết rồi. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Kỳ tiến hành vận chuyển chư quả chi nhân, lưu ly cổ đăng bừng lên rực rỡ, xóa sạch u ám, từ từ xoay tròn, khiến những sợi tinh tuyến cùng xoay tròn theo. Tốc độ xoay tròn ngày càng nhanh, nước sông hư ảo bắt đầu nổi cuộn sóng, thời không chấn động. Nhân quả bắt đầu vượt qua khỏi tầm khống chế, mạnh kỳ vương cả hai tay ra, không ngừng biến ảo thủ ấn, kết ra, đạo nhất, oanh, một âm thanh hư ảo, tất cả mọi liên hệ, mọi tình trạng theo lưu ly cổ đăng xoắn về hướng tuyệt đao, khiến dòng sông số mệnh, trung lên kịch liệt, sóng nổi cuồn cuộn tất cao, không còn sự ưu nhã êm đềm như xưa nay, ầm, từ bên trong tuyệt đao, tiếng sấm chấn thiên, khắp nơi đều có hủy diệt và tân sinh, tử điện tím liệm dương nanh múa vuốt lưu ly cổ đăng vừa mới tiến vào, lập tức xoay tròn theo chiều ngược lại, chuyển các dây tinh tuyến quấn quanh chuyển hướng sang phía lôi hải sâu thẳm hắc ám bên kia, bóp méo nhân quả, mang thiên quá hải, chư quả chi nhân, chiếu xuống, kia sợi tinh tuyến dày đặt tới mức hoa cả mắt, như trận mưa rào ào ạt bắn về phía lôi hải trầm luân tượng trưng cho ma Phật lạc ấn. Chúng vừa tiếp xúc với u ám lôi đình, xuyên qua mặt biển, thì cùng phong sóng to liền ầm ầm bùng nổ, vô số tia điện quang hợp thành một đạo, như sóng triều chụp tới, đạo nhất lưu ly, đăng. Nửa bên hải dương đó hiện ra một thân ảnh ngồi trong hư vô, chính đầu 26 mặt, không hề theo tỷ lệ, không cân xứng chút nào, hỗn loạn điên cuồng đến cùng cực. 24 cánh tay cánh cầm bạch cốt niệm châu, cánh cầm mỏ da người, cánh nắm hỏa diễm tối tâm, cánh cầm vật hỗn độn khủng bố vân vân, chính là hư ảnh nghịch Phật ma thân tượng trưng cho đại khủng bố, đại hủy diệt, đại trầm luân, đại điên cuồng. Nửa bên tử điện hải dương cũng sinh ra kịch biến, tất cả điện quan co lại, dung nhập vào trong đao ảnh, khiến nó trở nên như chân thật, tử đao chi ảnh lóe lên, chém đứt sóng triều hắc ám đang chụp tới đạo nhất lưu ly đăng, nhân quả chi tuyến rơi xuống, dính vào ma Phật hư ảnh, nó liên tục nghịch dùng pháp môn dính nhân quả, nhưng đều bị mạnh kỳ vận chuyển chư quả chi nhân, kết hợp tuyệt đao chi lực trấn áp, ầm, tiếng sấm nước nở, hôn ám đầy trời tiêu tán không còn. Mọi liên hệ đều chuyển dời lên ma Phật lạc ấn, ầm dòng sông số mệnh hất lên sóng gió động trời, nước sông trở nên đục ngầu một cách quỷ dị, thấy không xử lý được, biến số, ma Phật lạc ấn, nó lại lần nữa sinh ra lốc xoáy, trình diễn sở trường hỗn loạn tới cùng cực của mình. Biến hóa như vậy, khiến các tương lai có khả năng xảy ra lại tiếp tục phân hóa, xuất hiện những dòng chảy mà trước đây chưa hề xuất hiện, hư ảo mờ mịt, như lúc nào cũng có khả năng biến mất, chính là lúc này. Trong mắt Mạnh Kỳ hiện ra hình ảnh dòng sông thời gian và vận mệnh, hắn há miệng, quát to, hắn muốn thao túng vận mệnh, dẫn đường tương lai. Trong tông môn đại điện chỉ hư sơn, trưởng giáo văn sĩ trung niên không còn giữ được phong tư của mình nữa, lại đang tiếp tục cãi nhau với bà lão áo đen. Bỗng họ nghe thấy một tiếng nổ hư ảo, thời gian xung quanh trở nên hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, mà lý do chính là từ nơi tông môn bí địa kia. Sao thế? Hai người đứng bật dậy, về một cái đã xuất hiện trước thanh đồng cổ môn, thấy việc tử khuynh đang định chạy vào trong xung quanh một màu u ám, một dòng sông hư ảo không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang qua phía chân trời, chảy về phía phương xa, lấy thanh đồng cổ môn làm tiết điểm, sau đó chia ra vô số nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhỏ đều đang rung chuyển kịch liệt, không ngừng có nhánh cũ biến mất, và nhánh mới xuất hiện, tô mạnh đã tìm ra cách vượt qua dòng sông số mệnh. Hai người vô cùng ngạc nhiên, cũng định theo bắt chước việc tử khuynh chạy vào trong đó xem, đúng lúc này, một thanh âm to lớn ra nghiêm vang lên, đến từ dòng sông hư ảo ở trên không đến từ chỗ cao vô cùng nếu ta thân thành bỉ ngạn thì chuyện thế gian dù là trong khốn cảnh vô biên vẫn luôn luôn có một đường sinh cơ nếu ta thân thành bỉ ngạn thì chuyện thế gian dù ở trong khốn cảnh vô biên vẫn luôn có một đường sinh cơ văn sĩ trung niên và bà lão áo đen quay qua nhìn nhau câu mạnh đã hoàn thành khảo nghiệm dòng sông số mệnh có nghĩa không cần trở thành bỉ ngạn cũng có thể thông qua chưa xong còn tiếp nếu ta thân thành bỉ ngạn thì chuyện thế gian dù ở trong khốn cảnh vô biên cũng luôn có một đường sinh cơ theo câu nói đó của mạnh kỳ những dòng chảy tương lai trong hỗn loạn vô biên chấn động nhanh hơn thay đổi trong nháy mắt phân hóa ra càng thêm nhiều nhánh khả năng mới những dòng chảy hư ảo mờ mịt này ngoài những dòng có chứa những kết cục không thể thông qua đã được dự kiến trước kia thì có khá nhiều nhánh mà ngay cả mạnh kỳ cũng không thể suy đoán được rõ ràng thế nhưng hắn một lời ra sinh cơ hiện thân thể như bị vận mệnh dẫn dắt, bước lên phía trước một bước, vừa đúng bước vào một dòng chảy trong đó, theo nó tràn tới hướng tương lai. số mệnh hư ảo, mờ mịt không chừng, mạnh kỳ phật phù trôi nổi, nước chảy bèo trôi, qua không biết bao lâu, nước sông rốt cuộc biến mất, một cánh cửa đá rất bình thường xuất hiện trước mắt hắn, cấm chế rất yếu ớt, một võ giả tầm thường cũng đẩy ra được. ngoài tông môn bí địa, trước thanh đồng cổ môn, một âm thanh to lớn vang vọng, dòng sông số mệnh phủ đầy thiên không cọ rửa tuế nguyệt trần ai. Tất cả mọi con mắt ở khắp nơi trong chỉ hư sơn đều nhìn sang đây, kinh ngạc nhìn dòng nước sông hư ảo kia tràn ra, nhìn dòng chảy của nó thay đổi, không còn cái gọi là mệnh trung chú định, không thể sửa đổi được nữa. Sau một khoảng im lặng khá lâu, sóng nước cuồn cuộn rít gào dần bình tĩnh lại, rồi biến mất, bầu trời bí địa chỉ còn lại một chiếc cầu vòng sáng rực vắt ngang qua sơn mạch, mông lung minh lệ, như Phật quan, câu mạnh thật đã thông qua khảo nghiệm tầng thứ ba bà lão áo đen nhìn văn sĩ trung niên như muốn chờ ông chứng thực cho phán đoán của bản thân mà chính bà không thể nào tin được. Văn sĩ trung niên mấy mấy môi mấy lần, cuối cùng cười khổ, từ khi tổ sư ngủ say, chưa từng có ai vượt qua được khảo nghiệm tầng thứ ba, làm sao mà ta biết được, đành chờ tô mạnh đi ra, từ miệng hắn chứng thực mà thôi. Ông dừng một chút lại nói tiếp, nhưng mà dị cảnh Phật quan Thải Hà đã xuất hiện, chứng tỏ 89 phần 10 tô mạnh đã vượt qua dòng sông số mệnh, làm trưởng môn chỉ hư sơn, ông cũng rất muốn đi vào trong đó nhìn một cái cho biết nhưng lời ra tới miệng lại phát hiện ra một vấn đề rất lớn chính là nếu nói về tính chất của ba tầng khảo nghiệm thì không phải là cứ có người thông qua là sẽ mất đi hiệu lực bố trí trừ phi là dùng bạo lực phá hủy hoàn toàn cho nên dù tô mạnh có vượt qua được dòng sông số mệnh thì đám người mình cũng sẽ vẫn phải dừng chân trước dòng sông nhìn nó mà than thở như trước chỉ có thể từ thực tế là tô mạnh không còn ở bên này sông để đoán tình huống của hắn mà thôi mà nếu đoán kiểu như vậy thì có nhiều khả năng kết quả xảy ra khác nhau lắm việc tử khuynh không còn giống con rối trong mắt lửa cháy rừng rực như đang cãi nhau với người ta tuy khó mà tin rằng số mệnh có thể bị một đại năng nào đó sửa đổi nhưng dòng sông số mệnh dị thường đã đủ để chứng tỏ rất nhiều điều cô có vẻ rất khẩn cấp muốn vào bên trong để nghiên cứu trạng thái hiện giờ của dòng sông số mệnh những đạo động quan thi nhau bay tới tất cả trưởng lão còn sống của chỉ hư sơn và đệ tử thi nhau chạy tới thanh đồng cổ môn, không ngừng đặt câu hỏi, không ai nhường ai, hiện trường như có cả 10 vạn con vịt tụ hội, vô cùng ầm ĩ. báo thân lực sĩ hiện ra, dẹp sạch tạp âm. Bà lão áo đen cao mày, lào bào, theo nghiên cứu của chúng ta về dòng sông số mệnh, có thể tin chắc rằng trừ bỉ ngạn hoặc tạo hóa nổi bật chủ tu thời gian đại đạo, thì không có ai có khả năng vượt qua thành công. Cho dù tổ sư thức tỉnh, khôi phục đỉnh phong, nhưng nếu không dùng thân phận người sáng lập ra chỉ hư sơn để thao túng tấm pháp, thì e là cũng không thể nào xông qua dòng sông số mệnh. Văn sĩ trung niên lắc đầu thở dài, tuy tô mạnh là chư quả chi nhân, khó có thể thôi diễn đo lường tính toán rõ ràng, nhưng chuyện hắn có liên quan tới mấy bỉ ngạn đại nhân vật thì không phải là chuyện gì khó biết, hơn nữa, trên tay hắn còn cầm bá vương tuyệt đao. Có lẽ hắn đã dùng một vật do bỉ ngạn lưu lại ấn ký nào đó, nên mới có thể làm nhiễu loạn dòng sông số mệnh, tạo ra những khả năng tương lai mới, làm được như vậy cũng không hề dễ dàng, nếu đổi lại là ta, e là ta cũng không làm được. Nói tới đây, sắc mặt ông chuyển thành nghiêm túc, nói với bà lão áo đen và đám trưởng lão đệ tử xung quanh, theo quan điểm của chỉ hư sơn chúng ta, không bao giờ có những từ như là tin chắc, nhất định, tuyệt đối. Đại đạo là mông lung, tràn ngập những điều chưa biết chúng ta hiện giờ chỉ mới nghiên cứu được một phần rất nhỏ của nó mà thôi, không chừng thực sự có cách khác vòng qua dòng sông số mệnh mà chúng ta chưa có nghiên cứu tới. Chúng ta cho vài người vào trong xem xét, xem xem tình hình hiện thời của dòng sông số mệnh ra sao, thu thập tin tức, để sau này tiếp tục nghiên cứu. Bà lão áo đen gật đầu, cùng ông bước vào thanh đồng cổ môn, mấy trưởng lão và Việt tử khuynh theo sát theo sau, đám đệ tử đông đúc của chỉ hư sơn vẫn đứng im, đợi chờ trong kích động chờ có thêm những tin tức mới có người còn chuyển thứ mình đang nghiên cứu tới để vừa làm nghiên cứu vừa chờ vượt qua dòng sông số mệnh mạnh kỳ đau đầu muốn nứt sự chuyển dời nhân quả vừa rồi đã gần như vượt qua cực hạn của hắn khiến hắn suýt nữa không chịu nổi hắn vuốt ve tuyệt đau nhìn cánh cửa đá cuối cùng của bí địa trên mặt hiện ra tiếu ý khẽ vung tay cánh cửa mở ra hiện ra cảnh tượng đằng sau ơ ờ. mạnh kỳ ngạc nhiên nơi này như một vùng phế tích chỗ nào cũng có đồ đạc vỡ tan như vừa trải qua một vụ nổ kinh thiên quỷ dị ở chỗ vụ nổ không lan ra khỏi cánh cửa đá mà chỉ vỏn vẹn trong phạm vi mấy trăm trượng ở sau cánh cửa đá mà thôi có thể thấy được nơi này nguyên bản có một vách tường ngăn cách có rất nhiều phòng nhưng bây giờ không nhìn thấy bức tường đó đâu mà chỉ có những mảnh vỡ với hình thù kỳ quái tình hình không giống bình thường lòng mạnh kỳ trầm xuống nghi nơi này từng xảy ra chuyện gì đó có người lấy diệu pháp vòng qua dòng sông số mệnh, đi tới nơi này, phá hỏng mọi thứ, hay là một bỉ ngạn đại nhân vật đã vào đây. Nhưng mà với khả năng của bỉ ngạn đại nhân vật, cách không thời gian, chỉ cần búng một cái là đã có thể sang bằng nơi này thành bình địa rồi, đâu cần phải tìm tới tận đây. Thông thả bước vào trong, Mạnh Kỳ nhíp lên mấy mảnh vỡ lên để xem, tất cả đều thuần một màu xanh, có cái ánh màu lưu ly, đều không hề có sinh cơ, từ trong tới ngoài đều bị phá nát hết không thể tái sử dụng làm gì được nữa thần thức tỏa ra vận chuyển chư quả chi nhân mạnh kỳ cẩn thận phân tích từng cái một trong mắt hai màu đen trắng lưu chuyển sinh diệt không ngớt loáng thoáng kích phát ra vô số ánh lửa đột nhiên tất cả đều tiêu thất hắn kinh ngạc tạo hóa viên mãn chẳng lẽ tổ sư khai phái của chỉ hư sơn tìm được di thể của một đại thần thông nào đó hay dùng bí pháp chém xuống một phần của cơ thể luyện chế ra vật trước khi vỡ này bình thường truyền thuyết tạo hóa bỉ ngạn đều không thể dùng bộ phận cơ thể pháp thân của mình để luyện khí luyện đan bởi vì những vật này một khi rời khỏi cơ thể là sẽ mất ngay sinh cơ mất đi rất nhiều đặc chất để khỏi làm quấy nhiễu bản thể thua xa di thể rất nhiều đồ vật đang dược luyện chế ra giảm đi phẩm dai rất nhiều cho nên nếu thật sự muốn dùng chỉ có thể dùng đại đạo vĩnh viễn chém đứt bộ phận đó đi sau này không thể khôi phục được nữa nhưng kỳ vật dùng phương thức này luyện chế ra lại phá hủy được sao vỡ ra đầy đất thế này, thần thức tản ra, bao phủ bốn phía, mạnh kỳ chuyên chú tìm tòi, không bao lâu sau, hắn cũng tìm được những cái ngọc giản không trọn vẹn, hình như chúng được đặt ở một chỗ được bảo vệ rất kỹ, nên không bị hôi phi yên diệt, cầm cái ngọc giản thứ nhất lên, bên trong chỉ còn một hàng nội dung, đo lường dòng sông thời gian, mạnh kỳ khẽ gật đầu, đại khái đã hiểu đây là cái gì. Hẳn đều là những tâm đắc về thăm dò bỉ ngạn chi đạo tổ sư khai phái chỉ hư sơn có được trước khi ngủ say. Những ngọc giảng tiếp theo đã chứng minh suy đoán của hắn, hắn đọc được những chữ kết nối, quay lại, quá khứ, tương lai, nhưng cũng chỉ còn lại mấy chữ này, cơ bản không thể nhìn ra được nội dung cụ thể, Mạnh Kỳ chán nản thở dài, cầm ngọc giảng cuối cùng lên, Mạnh Kỳ đọc, ô, không ngờ cái này lại còn khá tốt. Hắn bật thốt, sau khi truyền thuyết tạo hóa vẫn lạc, trong thiên địa thường sẽ sót lại dấu vết, hứng chịu vận thế nhất định, bỉ ngạn cũng vậy những người như thái cổ hạo thiên thượng đế hay đông hoàng thái nhất thượng cổ hậu thổ thiên đế đều có cái để lại những dấu vết này có vẻ giống với thiên địa lạc ấn nhưng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ không có khả năng sống lại và cũng rất mơ hồ xa xăm khó cảm ứng nên ta chém xuống cánh tay trái chế thành một vật đặt bên trong nơi mình ngủ say để cảm ứng tìm những dấu vết lạc ấn đó cuối cùng sau mấy vạn năm từ trong ngủ say bị tỉnh lại thì ra tìm kiếm bấy lâu nay cũng đã có điều thu hoạch nếu nghiên cứu được những dấu vết lạc ấn này, nhất định sẽ tới được bỉ ngạn, nội dung tới đây thì chấm dứt. Mạnh Kỳ ngưng trọng, cẩn thận nhìn quanh, nhưng xung quanh vẫn chỉ thấy điêu tàn. Trong phế tích không còn mảnh vỡ ngọc giản nào khác, Mạnh Kỳ thu hồi thần thức, trong lòng nặng nề, xem ra tổ sư khai phái của chỉ hư sơn vì nghiên cứu dấu vết lạc ấn của bỉ ngạn đã vẫn lạc nên mới dẫn tới kết quả như thế này, phải chăng là đại nhân vật nào đó thấy ông ta nghiên cứu thành công, sắp đăng lâm bỉ ngạn? nên mới ra tay tiêu diệt hay vì trong dấu vết lạc ấn đó có dấu bí mật đáng sợ gì đó gây ra phản vệ khi bị lộ ra nếu là ý trước vậy chỉ có thể than là thiên ý khó dò suy nghĩ của các bỉ ngạn đại nhân vật rất là khó hiểu bởi vì ngoại đạo luật sư đều có đạo lộ riêng của mình chỉ chuyên chú vào nghiên cứu của mình mà thôi không có ý định dính líu tới chuyện bên ngoài những người như vậy dù có độ hết khổ hải, thân nhập bỉ ngạn cũng sẽ không tạo nên ảnh hưởng gì đến bố cục và tranh đấu của những đại nhân vật khác ngăn cản hay tiêu diệt ông ta hoàn toàn là chuyện không cần thiết còn nếu là ý sau vậy thì chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm mạnh kỳ sởn tóc gáy chỉ là dấu vết lạc ấn bỉ ngạn đã vẫn lạc lưu lại thôi mà cũng nguy hiểm đến như thế ư trầm tư hồi lâu sau mạnh kỳ bình tĩnh trở lại nhìn lại ngọc giảng trong tay sau đó vung tay áo thay trời đổi đất đắp lại càng khôn hút tất cả vật trong phế tích vào trong tay áo đã gặp phải chuyện này, đương nhiên cũng phải có lời giải thích cho chỉ hư sơn để khỏi xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Dòng sông số mệnh vòng quanh nơi đây, đối phương nhất định vào không được, hắn hẳn là nên đưa người vào đây, hoặc chuyển toàn bộ chiến trường ra bên ngoài, để tránh tới tới lui lui phiền toái, mạnh kỳ chọn cái trước. Vì mỗi lần vượt qua dòng sông số mệnh đều là một lần có cảm giác sắp vượt qua cực hạn của bản thân. Mục đích chuyến đi muốn xem các dạng khả năng trong tương lai xem ra đã thất bại. Hắn lập lại trò cũ, vượt qua dòng sông, còn chưa tới, dừng bước chi tường, đã nhìn thấy việc tử khuynh, văn sĩ trung niên và bà lão áo đen, thấy mạnh kỳ từ trong dòng sông số mệnh, cả ba người đều nhìn hắn chầm chầm, văn sĩ trung niên trung trung, tô trưởng giáo, làm sao ngươi vượt qua được dòng sông số mệnh, những chuyện khác họ không có quan tâm, xin hỏi đạo hữu là. Mạnh kỳ miễn cười, văn sĩ trung niên lúc này mới nhớ ra mình chưa có tự giới thiệu, vội nói. Bỉ nhân là trưởng giáo chỉ hư sơn Mạc Phi, vị này là thái thượng trưởng lão hoang diêu cho hỏi tô trưởng giáo đã dùng cách nào mà vượt qua được dòng sông số mệnh ông lặp lại câu hỏi vô cùng quan trọng với mình bà lão áo đen và việt tử khuynh nhìn hắn đầy mong đợi họ không dám cầu đối phương nói tỉ mỉ vì đó là bí mật của người ta chỉ cần biết phương hướng đại khái là được mạnh kỳ lắc đầu cười chỉ dở chút tiểu xảo mà thôi dùng lạc ấn ma phật ở trong tuyệt đao để làm yếu tố bên ngoài bất ngờ dùng chư quả chi nhân kết nối nó với dòng sông số mệnh tạo ra biến số, diễn sinh ra nhiều khả năng tương lai mới, thoát khỏi số mệnh chú định, hắn nói rất cụ thể, không chút giấu giếm, vì những thần thông hắn dùng người người đều đã biết, chuyện lạc ấn ma phật, cao nhân của chỉ hư sơn dù lúc này chưa ngờ thì sau này cũng sẽ có thể đoán ra được, nếu đã như vậy, không bằng nói thẳng ra luôn, lấy lòng đối phương. Yếu tố bên ngoài bất ngờ, mấy người Mạc Phi lẩm bẩm, ngẫm nghĩ, tự liên hệ tới bản thân mình, một hồi lâu sau, Mạc Phi thở dài, chỉ hư sơn chúng ta từ lâu cũng đã ngờ hướng biến số từ bên ngoài này, nhưng vì không có bỉ ngạn chi vật, ngọc ngẫu thay nhân chịu quả lại không thể chịu đựng nổi số lượng dây nhân quả khổng lồ phức tạp như vậy nên mãi mà không nghiên cứu thành công. Nói tới đây, ông chợt nhận ra mình đã quá để ý vào suy nghĩ của bản thân, nói chuyện không có lễ phép, vội chuyển lời, gom được đủ những điều kiện này đã rất là khó, mà đòi hỏi khả năng thao túng của bản thân cũng rất cao, đủ thấy Tô trưởng giáo quả thực có tài nếu đổi lại là ta dù ta có mang chư quả chi nhân có cả bỉ ngạn lạc ấn cũng khó mà ở cảnh giới truyền thuyết vượt qua được dòng sông số mệnh thấy mấy người hoang diêu việc tử khuynh nóng lòng muốn thử muốn đặt câu hỏi mạnh kỳ phất tay áo ném đống đồ trong phế tích ra ngoài tạo lại cảnh tượng phế tích mà mình đã nhìn thấy mổ đã vượt qua dòng sông số mệnh mở ra bí địa đằng sau cửa đá thứ mổ nhìn thấy chính là như thế này chứ không có những khả năng tương lai mà tổ sư khai sơn của quý phái để lại, hắn đầy nghiêm túc, hả? Ủa? Đám người Mạc Phi, Hoang Diêu, Việt Tử Quynh đều ngạc nhiên, quên cả hỏi chuyện dòng sông số mệnh, vội đi qua cầm lấy những mảnh ngọc giản vỡ lên xem, Mạnh Kỳ lặng lặng đứng đó đợi họ, qua ước chừng một nén nhang, cao tầng của chỉ hư sơn quay qua nhìn nhau, nhìn thấy được sự ngưng trọng, nghi hoặc và bi thống trong mắt nhau, Mạc Phi hít sâu, bí địa đúng là nơi tổ sư đã ngủ say, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, ngay cả tổ sư cũng còn không thấy nữa, ông trịnh trọng chắp tay, đa tạ tô trưởng giáo đã chuyển cáo giúp, nếu không chúng ta vẫn chưa hay biết gì, ông quay qua nói với việc tử khuynh, tử khuynh, lấy lệnh bài trưởng môn của ta tới trọng địa, điều chỉnh lại quy tắc, cân bằng cấm chế, trong vòng 49 ngày mở hết cấm pháp nơi này, để dòng sông số mệnh tạm thời trở về hư ảo, vâng, sư phụ. Việc tử khuynh không chút do dự trả lời, lĩnh mệnh mà đi, từng mệnh lệnh phát ra, từng trưởng lão rời đi, Mạc Phi sắp xếp công việc thật là đâu vào đấy, đợi ông làm xong hết, Mạnh Kỳ mới mở miệng, ngươi chắc chắn tổ sư quý phái thật sự là chỉ biến mất mà thôi, không dám chắc chắn, chỉ là hồn đăng của tổ sư ở trong trọng địa của tông môn vẫn chưa có tắt. Mạc Phi thản nhiên nói thẳng, hồn đăng không có tắt. Mạnh Kỳ giật mình, cái này không khớp với điều mình đoán rồi. Hắn những tưởng cả người lẫn vật của Tổ sư Chỉ Hư Sơn đều đã bị tiêu diệt, không ngờ hồn đăng của ông ta vẫn còn sáng. Từ, nhưng mà vậy cũng có lý, nếu không Chỉ Hư Sơn đã sớm phát hiện ra chỗ Tổ sư ngủ say có dị thường rồi. Vậy rốt cuộc ông ta đã chết hay chỉ là mất tích, bị người khác di hoa tiếp mục duy trì hồn đăng. Mạc Phi nói tiếp, ta đã nghe Tử Khuynh nói là Tô trưởng giáo tới bổn môn là vì muốn xem các tương lai mà Tổ sư thôi diễn ra, tiết giờ bí địa đã bị hủy những thứ đó cũng đều đã hôi phi yên diệt nhưng nếu tô trưởng giáo không ghét bỏ bổn môn nguyện dân cho ngươi xem những tương lai mà bao đời tích lũy của chúng ta có được mạnh kỳ khẽ gật đầu xin hỏi trong đó có cái nào đề cập tới thanh đế hay không chuyện tới hôm nay chỉ có thể thà có chút ít còn hơn không mặc phi ngẩn người bật cười cái ta với hoang trưởng lão cãi nhau bao năm nay cũng chính là về thanh đế đó mâu thuẫn ra sao nghe vậy mạnh kỳ trong lòng thầm mắng việc tử khuynh sớm biết như thế trước đi bái kiến Mạc Phi có tốt hơn không, nếu mà không ổn mới phải xông qua ba tầng khảo nghiệm. Việc tử khuynh này rõ ràng chắc nghĩ là hắn có khả năng vượt qua hết khảo nghiệm nên mới giấu giếm hắn, cổ vũ hắn vượt kiểm tra. Mạc Phi thành thực đáp, trong tương lai ta thôi diễn ra, 10 năm sau, thanh đế sẽ thành đạo ở phù tang cổ thụ giới vực, đăng lâm bỉ ngạn, chuyện này không thể thay đổi đại thế. Trong khi đó hoang trưởng lão lại tính ra thanh đế ở phù tang cổ thụ giới vực chứng đạo thất bại khiến Thái Ức Thiên Tôn và Dược Sư Vương Phật hoàn toàn biến mất trên đời. Theo ta thấy, kết quả thôi diễn của bà ấy có vấn đề rất lớn, ông thao thao bất tuyệt, cứ như đứng trước mặt không phải Mạnh Kỳ, mà là Hoang Diêu. Mạnh Kỳ lặng lặng lắng nghe, rồi hỏi, Mạc Trưởng Môn, nói cách khác, dù ông đúng hay là bà ấy đúng thì cũng vẫn xác nhận một điểm, là trong tương lai Thanh Đế sẽ đi phù tan cổ thụ giới vực. Thanh Đế từng lấy được miếng vỡ hạch tâm của Hạo Thiên Kính, tu bổ thành tuyệt thế chi vật, mà phù tan cổ thụ là do máu tươi của đông hoàng thái nhất và hạo thiên thượng đế tưới trưởng thành ông ta lựa chọn nơi này chứng đạo có phải là có ẩn chứa ý nghĩa gì đó hay không có hơn chính thành chắc chắn mạc phi gật đầu vậy thì rất tốt mạnh kỳ mỉm cười lại hỏi đến tình hình của bản thân trong các tương lai được các đời chỉ hư sơn thôi diễn ra tuy vì hắn là chư quả chi nhân nên kết quả khá là mơ hồ nhưng dù sao cũng đã giúp ích được rất nhiều cho hắn cảm ơn ân tình của hắn Mạc Phi nói hết những gì mình biết, hơn nửa canh giờ sau, Mạnh Kỳ chấp tay, quý phái hôm nay xảy ra đại sự, tô mổ không làm phiền nữa, phải tới phù tang cổ thụ, nhắn lại cho thanh đế tương lai, đại loại như Ngọc Hư Tô Mạnh đã ở đây kính đợi thanh đế tiền bối lâu lắm, vì chuyện của tổ sư khai phái, Mạc Phi cũng không giữ hắn lại, tự mình tiễn hắn ra khỏi chỉ hư sơn, sau đó phong bế giới này, ngăn cách với bên ngoài, Mạnh Kỳ thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở ngoài phù tang cổ thụ giới vực nhìn thấy cây cổ thụ che trời kia, hai thân cây đỡ lấy nhau, lá như dâu, như dục kim hỏa, cảm giác hoang mang cổ xưa mà huyết tinh nóng hực, tạo ra một thế giới không thua gì chân thật giới. Bước qua chỗ hổng, thượng cổ tiên cảnh giống như một bức tranh, từ từ bày ra trước mắt mạnh kỳ, phiêu miểu thoát tục, nhưng lại chất đầy tuế nguyệt trần ai, một nát mà chết chóc. Mạnh kỳ theo kết quả thôi diễn của Mạc Phi và Hoang Diêu, đi thẳng tới chỗ phù tan cổ thụ, cảm nhận được khí tức của hai thân cây khác nhau, một bên chí cao chí thượng trầm trọng một bên chí u chí thâm huyền diệu như thái cổ hoàng giả sóng vai đứng thẳng cùng nhìn xuống kỷ nguyên này bỏ đi cảm xúc của bản thân quan điểm cũ sụp đổ hình thức mới nhanh chóng xây dựng lên những gì mạnh kỳ nhìn thấy cũng khác hẳn đi phù tan cổ thụ giống như khung xương của chư thiên vạn giới đứng vững trong u ám mênh mông mỗi cái lá gánh vác một vũ trụ truyền thuyết đại năng so với nó là vô cùng nhỏ bé mạnh kỳ không đi tới nữa lẳng lặng đứng bên trên chỗ bộ rễ khô hóa thành sơn cốc, trong đầu ngờ rất nhiều ý. Hắn vươn tay ra, ngón trỏ ngón giữa song song, viết lên mấy chữ vàng to lên vách đá của sơn cốc. Ngọc Hư Tô Mạnh ở đây kính đợi thanh đế tiền bối, nhắn tin ở đây trước khi tới tiết điểm, chữ như lưu ly, trang nghiêm mà thần thánh, Mạnh Kỳ vừa viết xong là quay đầu bỏ đi, tiểu tang vẫn luôn dẫn đường cho hắn tìm ra nơi thanh đế hạ lạc. Hắn để tin nhắn lại cho mấy năm sau chính là để tạo ưu thế khi nhìn trộm tương lai. Chỉ hư sơn lại vừa vặn thôi diễn ra được thời gian và địa điểm thanh đế chứng đạo, hai loại số mệnh mâu thuẫn với nhau, kết hợp tất cả lại, nối kết chúng với nhau, nếu như thế mà hắn còn không nhìn ra được huyền cơ trong đó, thì hắn chính là ngu như bò, hắc. Chỉ hư sơn am hiểu thôi diễn, lại có tích lũy vạn cổ, thôi diễn việc thanh đế chứng đạo e là trên lệch cũng không xa. Là ai cố ý dẫn đường cho họ vậy nhỉ, mạnh kỳ đi tới chỗ hổng ra vào phù tang cổ thụ, mỉm cười. Thanh đế là một trong những đại thần thông còn sống tiếp cận bỉ ngạn nhất, chỉ hư sơn muốn thôi diễn những chuyện liên quan tới ông ta, nhất định sẽ không dễ dàng, chẳng khác gì đi nhìn trộm kẻ có chư quả chi nhân như mình, dù họ có chỗ dựa cường thế, tính toán được chuyện thanh đế một hai, nhưng việc chứng đạo cũng đương nhiên là có liên quan tới sự tranh đấu giữa các bỉ ngạn, làm sao họ nhìn thấy được cụ thể thời gian và địa điểm. Các đại năng chỉ hư sơn chỉ say mê nghiên cứu không phân tâm tới những việc vặt vãnh có lẽ không nhận ra được vấn đề trong đó nhưng hắn chỉ cần nghe thấy có kết quả thôi diễn cụ thể là hắn liền hiểu ra ngay nếu nói tới mưu đồ của các bỉ ngạn giả hắn chỉ cần hoàn thành một phần chuyện của cái bản thân này là đủ rồi không cần phải lo lời nhắn của mình sẽ bị ai đó xóa mất chuyện này tự nhiên sẽ có người khác bận tâm thay nếu để ý quá không chừng lại dẫn tới nguy hiểm sinh tử khó lường hắn còn chưa đủ sức để cho mình cuốn vào câu chuyện của các bỉ ngạn lúc nào nên lùi thì phải lùi, lúc nào nên thoát ra thì phải lập tức thoát ra. Mạnh kỳ mỉm cười, chắp tay sau lưng rời khỏi giới vực phù tan cổ thụ, một bước đã về tới cung luân sơn ngọc hư cung. Bên trong tấn vương phủ, du cảnh hoa mặt trang phục nha hoàng, đang lau chùi, gương mặt thanh tú không có chút vẻ oán tháng nào, vô cùng chuyên chú. Ma ma quản sự đứng gần đó nhìn mà gật đầu, thầm khen ngợi nha đầu này quả nhiên là đơn thuần thành thật, không có tâm địa gian dảo một năm nay làm việc lúc nào cũng chuyên tâm, theo đúng khuôn phép, chịu được khổ cực, không có tí khả nghi nào, cũng không ra vẻ muốn với cao xa, muốn tăng tu vi hay tới gần vương gia gì đó, rất tốt, phải nhắc tổng quản tăng tiền lương cho cô ta mới được. Ma ma quản sự thầm nghĩ, du cảnh hoa tuyệt không có chăm chú như vẻ ngoài, cô đã mai phục ở đây gần một năm, đã vượt qua giới hạn lục đạo yêu cầu rất xa, nhưng vẫn chưa thấy đưa cho thêm nhiệm vụ, đành chịu thôi trong phủ có tấn vương cấp thần ma liên quan tới tổ chức tiên tích cô đành phải kiên nhẫn đợi coi mình là một nha hoàng hạ đẳng thật sự mỗi hành vi lời nói đều giống hệt mọi người có khi còn quên luôn việc mình là một luân hồi giả từ thế giới khác đến phải làm như vậy mới có thể an toàn mai phục trong vương phủ làm xong việc trong tay du cảnh hoa dọn dẹp dụng cụ đi theo ma ma quản sự tới sân khác phần còn lại đã có các loại máy móc dọn dẹp của mặt cung làm thay xuyên qua cánh cửa tròn du cảnh hoa gặp phải Trúc thiên minh cũng vừa mới chỉnh trang xong cây cối trong vườn hai người nghiêng người lướt qua nhau khẽ gật đầu chào nói vài câu chào hỏi làm như không thân gì nhau trong mắt mọi người họ chỉ là làm việc ở đây thấy được nên giới thiệu cho đồng hương cùng vào mà thôi du cảnh hoa và Trúc thiên minh đều nhìn ra được sự nôn nóng trong mắt nhau lục đạo không giao nhiệm vụ tiếp theo họ cũng không biết phải làm sao chẳng lẽ cả đời làm nha hoàng trong tấn vương phủ thật sao du cảnh hoa chợt nghĩ cô vừa chia tay Trúc Thiên Minh thì giật mình, cả người cứng lại, Trúc Thiên Minh cũng vậy. Giọng nói quen thuộc kia đã vang lên trong tai. Sâu trong hoàng cung trường nhạc, trong một bí điện giữa một vùng đầy cấm chế, quanh người cao lãm nhân đạo quan huy hội tụ, những thân ảnh đế giả vòng quanh bỗng nhiên mở mắt, thân hình sinh quang, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong điện. Cuối cùng cũng đã có đủ ấn ký ta khác, cao lãm vẻ mặt hờ hững nhưng trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, khe khẽ thở dài dùng kim sinh kính kết hợp hai nhân cách không phải là chuyện đơn giản, sự gian nan và khốn khổ trong đó không phải ai cũng chịu được, nhưng nhờ có nó, y sớm có phần hiểu thêm về ta này là ta, tới khi mưu đồ làm yến nhiên sống lại thất bại, y càng thêm thấy rõ bản thân, nhìn thấu rất nhiều thứ, đến ngày hôm nay, tích lũy xem như đã đầy đủ, y nắm lấy nhân hoàng chi kiếm, đứng dậy, ngạo nghễ với trời đất, lẩm bẩm, trăm năm đau khổ, một đời tan thương, lòng này không đổi chí này không ngã, soảng, y rút nhân hoàng kiếm, một phần ánh vàng rực lên, những đống sáng vàng rực rỡ, nhân đạo khí tức tràn ngập, trong trường nhạc, đạm kim hóa thành cột sáng huy hoàng, xông vào tầng mây, nhiễu loạn cương phong, nhụn vàng bầu trời, mây khói theo đó hiện lên, một tầng rồi thêm một tầng, tới chừng chín tầng, phân chia giới hạn rõ ràng, mênh mang cao vợi nhưng đầy cảm giác điêu tàn hoang phế, không nhìn rõ được cái gì bên trong, tiên giới hoành không. Lại có người tự chứng truyền thuyết, xem giữa cột sáng kia hình như là hoàn thành trường nhạc không lẽ là đương kim thiên tử có kinh nghiệm của mạnh kỳ lần trước mọi người không còn thấy xa lạ với dị tượng họ kích động hào hứng ồn ào xôn xao bàn luận với nhau không ngờ người tự chứng truyền thuyết đại năng thứ hai lại xuất hiện nhanh như vậy lại còn chính là đại chu thiên tử nhân hoàng xem ra xây dựng phong thiên đài đã mang lại lợi ích rất lớn cho y trên trời cao tiên quan phù động cảnh tượng thiên đình như ẩn như hiện thiếu huyền trấn thủ cung thành hi nga trên phong thiên đài đều nhìn lên trời đầy cảm khái và vui mừng cao lãm có thành tựu truyền thuyết thì mới tính là nhân hoàng thật sự đột nhiên bầu trời tối sầm lại từ trong hư ảnh cửu trọng thiên xuất hiện một bàn tay ám kim khổng lồ tỏa ra phật quan viên mãn vô ngần ầm ầm ấn xuống thiếu huyền và hi nga như bị ngăn cách khỏi trường nhạc rơi vào một phương vũ trụ u ám vô ngần trong này chỗ nào cũng là những sợi dây tinh tuyến lấp lánh mang theo khí tức lạnh lẽo huyền diệu tĩnh mịch vô cùng làm cho bọn họ không tìm thấy đường ra cũng không tìm được cách phá vỡ ở giữa vũ trụ đó có một cây cổ đăng lưu ly mang rất nhiều nhân quả sắc thái ánh đèn lắc lư chiếu ra phật quốc tịnh thổ ngang qua ức vạn kiếp số nhiên đăng cổ phật hắn muốn ngăn cản nhân hoàng tự chứng truyền thuyết thiếu huyền và hy nga lòng nặng trĩu cái nên tới cuối cùng cũng tới khác với nguyên hoàng tô mạnh chứng truyền thuyết ở trong đông phương lưu ly thế giới người ngoài khó mà quấy nhiễu được nhân hoàng lại liên lụy quá rộng không có nơi nào là tuyệt đối an toàn. Nếu dùng cẩm tú sơn hà đồ bảo vệ y nó đồng thời cũng sẽ ngăn cản y kết nối với chỗ cao vô cùng, nên không dùng được. Hai người vừa nghĩ thế, một làn kiếm quan màu xanh đã từ trên thiên ngoại rơi xuống, cắm vào trong vũ trụ băng lãnh quỷ dị này, sát khí ngập tràn, đầy ý hủy diệt, khí mang bắn thẳng tới chỗ ngọn cổ đăng lưu ly. Cùng lúc đó, kiếm quan màu đỏ, màu đen và màu trắng cũng từ đâu xuyên vào, chia đất trời làm bốn phần, nháy mắt hợp thành tu tiên kiếm trận, kiếm quan tác nhập, chán đầy nhiên đăng cổ Phật nhân quả Phật quốc. Từ bên ngoài nhìn vào, bốn thanh tiên kiếm giữa không trung kết thành trận pháp, đỏ xanh đen trắng tung hoành, về lấy bàn tay Phật đạm kim kia, không cho nó chụp xuống trường nhạc cung thành, thế vẫn chưa hết. Không có trận đồ, tru tiên tứ kiếm chỉ có thể làm trưởng này của nhiên đăng yếu đi một chút thôi, chứ không ngăn cản được nó, thế nên từ trên bầu trời u ám, một cái cổ ấn màu xanh đen ầm ầm đánh xuống, đảo ngược càng khôn, nghiêng trời lệch đất, đè lên bàn tay mang theo Phật quốc kim thân kia. Một làn kiếm quang mông lung từ ngoài thiên ngoại chém vào, theo một phương thức vô cùng trí tuệ, chém vào Phật trưởng, chém vào nhân quả vũ trụ băng lãnh huyền diệu, quảng thành thiên tôn, văn thù quản pháp thiên tôn, xích tinh tử, ngọc đỉnh chân nhân, đạo hành tiên tôn cùng lúc ra tay, cản lại nghiêng đăng cổ Phật, nếu biết trước sẽ có người ra tay ngăn cản, không để cho mình tự chứng truyền thuyết, làm sao có chuyện cao lãm không có chuẩn bị đứng im khoanh tay chịu chết thiếu huyền và hy nga tế ra tận thế chi thuyền thừa dịp kiếm quan cổ ấn và ánh đèn đánh nhau lập tức tận lực thoát ra khỏi giới này để đi cản trở những kẻ địch khác trên phong thiên đài các màu sắc rực lên nối kết với lãnh thổ đại chu khiến cả chân thật giới chấn động hình thành nên cẩm tú sơn hà đồ cuộn tranh bốn màu bao phủ lấy cả hoàn thành bảo vệ trường nhạc cảnh tượng tiên giới dần dần biến mất giữa không trung hiện ra thủy quan trong mỗi một giọt thủy quan đều chiếu ra các loại nhân đạo các thái thương sinh chúng tụ thành dòng sông trong veo bao phủ bầu trời phủ khắp các giới thủy quan như mưa phùn rơi xuống nhân gian những ai hứng được cả thân thể đều trở nên khỏe mạnh tư chất tăng lên không ít người vượt qua luôn cửa ải mà đột phá thánh đức nhuận vật ân trạch thương sinh trong khoảng thời gian ngắn ai nấy đều trở nên kinh hỉ và lo lắng hỉ vì có được sự ưu ái này lo vì có người đang ngăn cản đương kim thiên tử chứng được truyền thuyết khi bốn làng kiếm quan cùng với phiên thiên ấn đại trí tuệ kiếm ngăn cản cự chưởng tận thế chi thuyền tận lực công kích thoát ra khỏi vòng vây thì trên kim ngao đảo bạch viên đột nhiên mở mắt một cây gậy to đâm xuyên qua bầu trời xuyên qua thánh đức thủy quan đập về phía trường nhạc cung thành như muốn sang bằng nơi ấy thành bình địa không để cho cao lãm được nhìn thấy dị tượng khác bóp nát truyền thuyết chi môn nhân hoàng chứng đạo tiêu tà trở lộ, Mai Sơn Đại Thánh, viên hồng ra tay không chút giữ lực, nhưng bầu trời đã lóe sáng, những đạo thiểm điện tím liệm như thần lôi thống ngự chư thiên loạn vũ bầu trời, một thanh tử đao trong vắt trầm trọng từ thiên ngoại bay tới, chém vào cây gậy, từ cung luân Sơn Ngọc hư cung, mạnh kỳ cũng ra tay, đương, thiên địa chấn động, thanh loạn chúng linh, cự bổng của viên hồng bị một đao này chém nghiêng đi, hai bên gần như mạnh bằng nhau, ngươi, cự bổng chấn động hư không, gầm vang. Viên hồng hoàn toàn không ngờ mạnh kỳ lại có thể cản được một gậy này của mình. Tuy mình trọng thương chưa có khôi phục, lần trước lại rơi vào ma trảo của lục ác, nhưng tốt xấu gì mình cũng là tạo hóa người đại thần thông, dựa vào cái gì bị một kẻ chỉ mới là truyền thuyết lại ngăn cản được. Chẳng lẽ tô mạnh đã lấy tốc độ nghịch thiên tấn chức tạo hóa, không đúng, là tuyệt đao của hắn thức tỉnh tới cấp độ tạo hóa, mà chuyện này, lại chẳng có ai hay, dùng dòng sông số mệnh, cỏ rửa, ma Phật lạc ấn yếu đi thêm thực lực của tuyệt đao đương nhiên khôi phục thêm, nên Mạnh Kỳ mới dám nhận nhiệm vụ một mình ngăn cản viên hồng. Mặc dù cảnh giới của hắn thua kém người ta, phải nhờ vào thần binh pháp bảo, thì thực lực tổng thể so với viên hồng vẫn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu thời gian cao lãm tự chứng truyền thuyết không dài, hắn tin rằng mình vẫn đủ sức bám lấy viên hồng, tranh thủ thời gian cho y. Một ở Côn Luân Ngọc Hư, một ở Đông Hải Kim Ngao, Mạnh Kỳ và Viên Hồng dùng tuyệt đao và cự bổng đánh nhau, khắp bầu trời là tử điện sáng lạng, thắt thiết mênh mang, không ngừng kịch liệt va chạm với nhau, thi thoảng cự bổng lại hiện ra ở góc khắc định bổ vào trường nhạc nhưng đều bị tử điện ngăn cản kịp. Lúc này, thủy quan biến mất, những đống sáng huyền hoàng xuất hiện, ngưng tụ thành một ngọn kim đăng. Kim đăng vạn trảng, chiếu sáng khắp trời đất, diệt trừ tất cả dư ba chiến đấu, không để cho chúng lan tới lãnh thổ đại chu. Cao lãm đồng thời chứng được hai loại dị tượng, đằng trước phong thiên đài lặng lẽ xuất hiện thêm một người, chính là tấn vương triệu hằng y nghiêm trang bước lên dùng thân phận thuận vị người thừa kế xuyên qua cẩm tú sơn hà đồ mà không hề bị ngăn cản chút nào tay phải trung lên trong tay y xuất hiện một tấm bản tỏa ánh sáng ám ký như đất trời cùng hiện trên bản có ba chữ truyện khó miêu tả thành lời phong thần bản lão ngũ mạnh kỳ đang nghe truyện trên tv audio cv ngạc nhiên suýt nữa bị viên hồng đánh lui tuyệt đao đánh trúng vào trường nhạc cung thành triệu hằng lúc đầu còn có thể ẩn nấp ra phủ lặng yên tới gần phong thiên đài nhưng khi y xuyên qua cẩm tú sơn hà đồ lên tới trên đài thì không thể giấu giếm các đại năng nữa cho dù trọng tâm chú ý của họ không phải ở chỗ y mạnh kỳ cũng đã nhận ra thứ triệu hằng đang cầm trong tay tuyệt thế chi bảo phong thần bản căn cơ của thiên đình triệu lão ngũ và lục áp cấu kết với nhau không phải y đã nhìn ra sự thật theo lý trí lựa chọn buông tay sao mạnh kỳ vô cùng bối rối kinh ngạc và đau khổ đối với mỗi người sinh tử chi giao hắn đều thành thật với nhau, chân thành đối đãi cho dù có là đạo lộ khác nhau ví dụ như tề chính ngôn, nhưng tình nghĩa hai bên chưa bao giờ bị ảnh hưởng, Thực không ngờ ngay giây khắc này, Triệu Hằng lại phản bội, đứng về phía kẻ thù, sự đau lòng làm cảm xúc của hắn bị dao động. Nếu lục áp muốn giúp phe hắn thì khi xưa đã đưa phong thần bản cho cao lãm, như thế phong thiên đài đã sớm đại công cáo thành, hôm nay lén lút để Triệu Hằng mang nó tới đây thừa lúc các đại năng đại thần thông giả đều đang dùng lực chú ý lên người cao lãm tự chứng truyền thuyết chi sự mà tới vùng hạch tâm của phong thiên đài, là ý tốt hay ý xấu đã quá rõ ràng, không cần phải hỏi nữa, thì ra triệu lão ngũ chưa bao giờ thật sự bỏ đi ý nghĩ trở thành đế giả nhân hoàng, mà chỉ giấu nó xuống thật là sâu, tới lúc cần mới lôi nó lên, là mình đã sơ sót. Mình cứ nghĩ y đã đồng ý quy phụ đại chu, giúp mình không cần phải đau lòng lựa chọn giữa huynh đệ kết nghĩa và sinh tử chi giao nữa mình đã quá vui mừng, dẫn tới việc sơ sót không để ý tới tham vọng thật sự của y, tín niệm vẫn luôn hừng hực trong lòng y, bỏ qua việc suốt bao nhiêu năm y vùng vẫy trong tín niệm và mê mang. Mạnh kỳ cảm thấy vô cùng ấy nấy, song cũng nhanh chóng dẹp những dao động cảm xúc sang bên, tuyệt đao kích phát tất cả điện từ trong trời đất, chiếu đại chu sáng bừng, bao phủ cự bổng của viên hồng vào trong thế giới của lôi đình hủy diệt, hắn thò tay chộp một cái, nhân đạo quan huy, công đức thánh đức ngưng tụ thành một cây tam bảo như ý xanh trắng vàng ống ánh dị sắc như ý đánh ra cùng với phong thiên đài lãnh thổ đại chu và tất cả thần dân đại chu tạo ra sự cộng minh trở nên vô cùng nặng nề với khả năng của mạnh kỳ hiện giờ cũng chỉ có nó mới có thể xuyên qua cẩm tú sơn hà đồ nên hắn phải phân tâm ra cho nó không thể thi triển nhất khí hóa tam thanh hao tốn công sức rất lớn trong nhân quả phật quốc tru tuyệt hãm lục tứ kiếm ra trận phiên thiên ấn và đại trí tuệ kiếm một trầm trọng một nhẹ nhàng, đánh ngang tay với ngọn cổ đăng lưu ly nhân quả kia, giúp thiếu huyền và hy nga có được cơ hội tông mạnh tận thế chi thuyền vào hư không u ám, trắc, hư không nước ra khe hở, tận thế chi thuyền đổ hết kiếp nạn, xông thoát ra ngoài, nhiên đăng cổ Phật ngồi xếp bằng giữa vô biên Phật thổ, sau đầu Phật quan viên mãn, chiếu khắp thập phương tam giới, khe khẽ thở dài, nhưng cũng không để ý lắm, quản thành tử. Văn thù quản pháp thiên tôn, xích tinh tử, ngọc đỉnh chân nhân, đạo hành tiên tôn hợp lực lại với nhau quả thật là khủng bố, khiến ông ta phải có chút cố hết sức, bây giờ đã khác ngày xưa. Hơn một năm trước, đám đại thần thông quản thành tử các người chỉ vừa mới bắt đầu thức tỉnh, chỉ có thể hàng lâm một tia sức mạnh, đến ngày hôm nay, mức độ thức tỉnh của họ đã tăng lên, mỗi ngày lại mạnh hơn một chút. Sức mạnh họ thi triển được lúc này đã sớm không thể nào so sánh với một năm trước đó, đã có vài phần uy lực khi cường thịnh đủ sức giữ chân kẻ chưa khôi phục như cũ là mình. Tận thế chi thuyền thoát khỏi, đạm kim Phật trưởng, trở lại bầu trời trường nhạc cũng chính là lúc tam bảo như ý của Mạnh Kỳ đã tới sát, cẩm tú sơn hà đồ, thiếu chút nữa là hợp lực được với nó, thì một làn kiếm khí như hư như thực đen ngòm vắt ngang qua bầu trời, chặn cả như ý lẫn cự hàm. Nó mang theo ô uế và hủy diệt, lại có cả khả năng công kích và tiêm nhiễm bản tính linh quan, chính là Thái Thủy Thiên Ma kiếm khí. Cái thế ma quân nãy giờ vẫn ngồi im nhìn, do dự không hạ được quyết định, không biết nên ngăn cản cao lãm tự chứng truyền thuyết hay là nên giúp y, bởi vì thực lực cao lãm càng mạnh, thì sự áp bách đối với Nam Hoang sẽ càng cao, việc giải quyết tề chính ngôn sẽ càng sớm hoàn thành, nhưng mà cao lãm kế thừa nhân hoàng y bác, có bỉ ngạn chi kiếm trong tay, còn thành lập phong thiên chi đài, nếu để y thành công tự chứng truyền thuyết, e là thế sẽ lớn lên khó mà khống chế, giống như Nguyên Hoàng, Tô Mạnh bây giờ. Trong lúc còn đang do dự, Y nhìn thấy triệu hàng cầm phong thần bản xuất hiện trên phong thiên đài, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, quyết định luôn, cho dù cao lãm có bước vào được truyền thuyết chi cảnh, thì chỉ cần cướp đi phong thiên đài, y cũng khó thành đại nghiệp, như một con chim bị bẻ gãy cánh mà thôi. Vì thế, đôi mắt ma quân tối lại, bắn ra thái thủy thiên ma kiếm khí, cản đường tận thế chi thuyền, tam bảo như ý và hao thiên quyển đang nấp trong hư không, tranh thủ thời gian cho triệu hằng. Bên trong tấn vương phủ, đám du cảnh hoa, Mao Kình thừa dịp khắp thành hỗn loạn, lập tức lẫn chạy ra ngoài. Họ không ngờ nhiệm vụ tiếp theo của mình lại đơn giản như thế, mai phục một năm chỉ để hôm nay giao một vật kỳ quái cho Tấn Vương Triệu Hằng. Mọi việc vô cùng thuận lợi, Tấn Vương thậm chí không hỏi lai lịch mấy người bọn họ, cũng không hỏi vật kia là cái gì, cứ như đã biết trước tất cả, mặt minh hoàng bào, ngồi ngay ngắn sau bàn, trầm ổn tiếp nhận, sau đó biến mất, mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần ra khỏi tấn vương phủ, đợi mọi việc bình ổn, lục đạo luân hồi chi chủ sẽ đưa bọn họ rời đi. Hôm nay trời cao xuất hiện dị tượng, ẩn chứa nguy hiểm, việc này không nên chậm trễ, chậm e không kịp. Triệu Hằng đứng trên phong thiên đài, xung quanh là cẩm tú sơn hà đột mang theo hình ảnh lãnh thổ đại chu thu nhỏ rực rỡ, khiến y ngỡ mình như đang ở trung ương, nhìn ra giang sơn như họa xung quanh. Đây chính là cảnh mà trước nay chỉ nhìn thấy được trong giấc mơ, là tín niệm đã ăn sâu trong lòng từ hồi nhỏ. Chỉ cần đặt phong thần bản này vào chỗ hạch tâm của phong thiên đài, chúng sẽ hợp lại thành một, sau đó là có thể mượn gà đẻ trứng, đổi trắng thay đen, hắn sẽ trở thành người chấp trưởng thiên địa, tái hiện lại phong thái cường thịnh của thượng cổ thiên đình khi xưa, tiêu diệt đại thương, sắc phong chúng thần, thiên địa đều nằm trong lòng bàn tay. Lục ác và hàng quản sẽ giống như nguyên thủy thiên tôn, đạo đức thiên tôn khi xưa, đứng sau lưng thiên đế, trở thành chúa tể phía sau màn, thầm khống chế tất cả cũng như trợ giúp mình chuyển cảnh tốt đẹp như thế làm sao tâm mình không động mạnh như thiên đế mà còn phải cúi đầu trước nguyên thủy thiên tôn và đạo đức thiên tôn mình còn có gì mà bất mãn triệu hằng nhắm mắt lại thở một hơi dài phong thần bản trong tay tỏa kim quan sáng lạn trên trời cao các đại năng đại thần thông giả đang đánh nhau kịch liệt thế mà lại chẳng ảnh hưởng tí nào tới nơi này khiến trên phong thiên đài có một sự trầm tĩnh và yên bình kỳ lạ một dòng sông thời gian không biết từ đâu mà đến không biết chảy về phương nào không ngừng cuồn cuộn chảy về phía trước xung quanh đều là hỗn độn ban sơ nhất nó tới tiết điểm thì chia nhánh chia ra vô số dòng chảy khác nhau mỗi một dòng chảy có chỗ giống nhau cũng có chỗ khác nhau chính là các loại khả năng của tương lai trong đó có một dòng chảy thiên địa mông lung vạn vật hư ảo một thân ảnh chân đạp thuyền con chạy vào phù tang cổ thụ giới vực đi tới chỗ hai thân cây giao nhau nhìn thấy bộ rễ vượt hơn hẳn nhật nguyệt và những chiếc lá diễn hóa ra từng phương vũ trụ, không khí nóng rực, cả phù tan cổ thụ như tắm trong liệt hỏa, những tia sáng như lửa buông xuống, khiến bóng người kia như có thêm vài phần thần thánh siêu nhiên. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi tuấn tú xuất trần, hắn tóc tai bù xù, mặc một bộ quái bào màu xanh, y bước tới một bước, đã tới chỗ sơn cốc bên trên bộ rễ, đang định đi qua thì khóe mắt nhìn thấy mấy chữ vàng to khắc trên vách đá ngọc hư tô mạnh ở đây kính đợi thanh đế tiền bối để tin lại trước khi tới tiết điểm trước khi tới tiết điểm ngọc hư tô mạnh đạo nhân dừng bước dậm chân cao mày y quay đầu nhìn lại hướng đã tới như nhìn xuyên qua hư ảo nhìn thấy được dòng chảy thời gian đôi mắt chậm rãi nhắm lại hơn nửa ngày mới nói khẽ ta là thanh đế ta là thái hạo nơi nào đó bên trong bí địa thân xuyên đại hồng bào lục áp biểu tình nghiêm túc thần sắc ngưng trọng đang chuyên chú bái trước mắt người rơm người rơm đặt ở trên đài trên đỉnh đầu có một ngọn đèn dưới chân có một ngọn đèn đầy cảm giác quỷ bí đáng sợ trên thân dáng phù triện trên phù triện viết rất nhiều văn tự trong đó có hai thần văn thượng cổ rất hút mắt thái hạo lục áp đầu đội mũ đuôi cá chân đi cương bộ đấu nét mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có không còn dáng vẻ tiêu sái tự nhiên bình thường y bước ra một bước là một tấm phù ấn cháy rực lên dáng vẻ như đang chiến đấu sinh tử với ai đó. Người rơm dần dần phủ lên một tầng huyết quang, gương mặt mơ hồ dần xuất hiện nét tuấn tú, vô cùng quỷ dị. Ma quân là người tàn nhẫn, tung hoành những năm cuối thượng cổ, sáng lập nguyên thủy ma đạo, trong giới đại thần thông đứng ngang hàng với di lạc, dù tạm thời mất đi ma hoàng trảo và một bộ ma khu, thì cũng không phải thiếu huyền, khi Nga, hao thiên quyển và tam bảo như ý của mạnh kỳ chống lại nổi, y cơ bản không hề hiện thân chỉ có từng đạo thái thủy thiên ma kiếm khí từ xa vô cùng chém tới, hư thực biến hóa, nhàn nhã thông dong chiến đấu với mấy người, tạo cơ hội cho triệu hằng, trời cao hắc quan tách nhập, linh động vẫy vùng như những con mãng xà, ngăn cản như ý xanh trắng vàng ống ánh và tận thế chi thuyền, triệu hằng đã sắp đặt. Phong thần bản, vào phong thiên đài thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng gầm dày đặc như có rất nhiều sư tử đang cùng gầm lên, khiến ma quân hơi khựng lại. Một con sư tử chính đầu từ trong hư vô đi ra, cả thân hình như có một vòng vần sáng bao phủ trên lưng có một người ngồi mông lung mơ ảo không giống thực thể mà giống như chỉ là dấu tích đây là tọa kỵ của thanh đế đạo môn chi thân thái ất cứu khổ thiên tôn trong giới đại thần thông là xếp hàng đầu cửu linh nguyên thánh hình như nó được báo tin lập tức phá vỡ hư không tới đây giúp đỡ nhân hoàng không để phong thiên đài đổi chủ trống chính cái miệng khổng lồ của cửu linh nguyên thánh mở ra muốn hút cả đất trời và ma quân vào trong bụng mới vừa ra trận đã lập tức dùng tới thần thông sở trường của mình, không chút qua loa coi thường. Tuy nó và ma quân không phải là người đại thần thông của cùng một thời đại, nhưng bản thân nó vì là kẻ trông coi cửu U Chi Môn, nên cũng đã từng giao thủ với cửu U Ma Quân mấy lần, tính ra cũng không phải là xa lạ, trống, hao thiên khuyển, tam bảo như ý với mạnh kỳ, tận thế chi thuyền với thiếu huyền và hy nga đều bị trao đảo dữ dội, nhưng lại được vừa vặn nằm bên ngoài phạm vi công kích, không còn bị ma quân dây dưa, có thể ra tay xử lý phong thiên đài. Thái thủy thiên ma kiếm khí tự động tan vỡ, những con hắc xà hóa thành hư ảo, tránh né một kích thôn thiên thực địa của cửu linh nguyên thánh, xanh trắng vàng ống ánh lóng lánh, như ý hiện ra ở bên ngoài cẩm tú sơn hà đồ, định xuyên qua nó, thì thế giới do cửu linh nguyên thánh tạo ra bỗng nhiên cuộn lên, bao phủ nó vào trong đó, sự biến đổi quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Trong tiếng trống giận dữ của cửu linh nguyên thánh, một cánh tay khổng lồ thò ra rút lên một cuộn tranh thủy mặt trong cuộn tranh núi non sống động một con sư tử chính đầu đang bay trong thế giới hai màu đen trắng chí bảo của yêu tộc sơn hà xã tắc đồ ngưu ma vương từ trong chỗ nấp chui ra tay phải xách hai đầu cuộn tranh sau lưng hiện hư ảnh thần ngưu màu trắng vận toàn lực khống chế sơn hà xã tắc đồ không để cho cửu linh nguyên thánh xông ra ngăn cản nhân hoàng tự chứng truyền thuyết để cho phong thiên đài khả năng đổi chủ yêu tộc đương nhiên sẽ không ngồi bàn quan. Hắc xà hư ảo kiếm khí lại tái hiện, chém vào tam bảo như ý và tận thế chi thuyền, khiến cả hai lại phải né ra xa khỏi cẩm tú sơn hà đồ. Có ngưu ma vương dùng sơn hà xả tắc đồ vây khốn cửu linh nguyên thánh, ma quân lại rảnh tay, cuốn lấy mấy truyền thuyết đại năng còn lại. Bên kia, trên bầu trời trường nhạc, sắc trời bỗng tối sầm, một con kim sĩ đại bằng già thiên tế nhật, mổ xuống cung thành, cùng lúc đó, thủy ý hóa mưa, Giao Ma Vương hiện ra dưới hình dạng đại hán, sách đạo hải xoa, quanh thân là hồng thủy diệt thế, ầm ầm đánh xuống. Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn cản cao lãm, bởi vì nếu chờ đến khi kim đăng dị tượng biến mất, thì có nghĩa y đã vượt qua khảo nghiệm, xuyên qua truyền thuyết chi môn, dị tượng thứ ba sau đó thì không thể làm nhiễu loạn gì được nữa. Đại bằng già thiên, hồng thủy mạng thế, giống như tận thế đã đến. Bên ngoài bí điện nơi cao lãm bế quan, có một người ngồi ngay ngắn, thiếu niên thanh tú, một cây hỏa tiêm thương đặt ngang trên gối, thân quấn lăng đoạn, chính là tam đàn hải hội đại thần Na Tra. Na Tra nhận được phù chiếu của Ngọc Hư trưởng giáo mạnh kỳ canh giữ nơi này, bên ngoài có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, trừ phi có người công kích tới cung thành. Đây là vòng bảo vệ cuối cùng của mạnh kỳ, thủ hạ bại tướng. Ánh lửa vọt lên, gió tán cuộn sóng, Na Tra xông ra khỏi điện cát, dưới chân phong hỏa thành luân, một thương đâm thẳng vào mi tâm của Giao Ma Vương cùng lúc càng không quyện tung ra đánh tới bằng ma vương căn bản na tra không hề để hai tên đại thánh vừa khôi phục tới tiếp cận tạo hóa này vào mắt vì ngay cả pháp thân cũng không thèm tung ra bỗng nhiên thiên địa đảo ngược màu sắc đều không còn chỉ còn lại năm màu đỏ xanh vàng trắng đen chúng cùng tồn tại với nhau như trở thành tượng trưng cho vật chất cùng lúc quét xuống không gì không quét vào ngũ sắc thần quang quá nhanh na tra còn chưa kịp phản ứng đã bị quét vào bên trong Thái Ly sau khi lấy được năm sợi lông đuôi khổng tuyên để lại, thì qua nhiều năm, cuối cùng cũng đã luyện hóa thành công, có được vài phần phong thái của đại thần thông thời thượng cổ, nhưng bởi vì nó chưa đạt tới cảnh giới truyền thuyết, nên chưa có khả năng kích phát được, giống như người thường không nâng nổi núi to, đành phải nhờ sức mạnh của các vị đại thánh để dùng nó vây khốn cường địch, ngũ sắc năm màu thu lại, không ngừng đung đưa mãnh liệt sau lưng bằng ma vương, na tra đã sắp thoát ra được, bằng ma vương, giao ma vương và các đại thánh còn lại kết thành trận pháp hợp lực duy trì ngũ sắc thần quang không cho na tra có cơ hội thoát khốn đại chiến nổ ra dữ dội khắp nơi đều có giao tranh ngoài ma quân không còn ai còn dư lực để phân tâm cho người khác bây giờ chỉ cần có một cảnh giới thiên tiên xuất hiện là có thể hạ xuống trường nhạc ngăn cản bước cuối cùng của cao lãm bên ngoài tẩy kiếm cát tô vô danh và giang chỉ vi bị một kim thân bồ tát ngăn cản không rời được khỏi sơn môn không thể giúp gì được cho trường nhạc đó là đại diệu tướng bồ tát lần trước bị hao tổn nghiêm trọng đến nay vẫn chưa khôi phục được như cũ nhưng ngăn cản thiên tiên không có tuyệt thế thần binh thì vẫn dễ dàng khắp nơi chiến đấu dân trào trường nhạc cung lại như một nơi thế ngoại đào nguyên thanh bình từng ngọn kim đăng chiếu sáng thần thánh trang nghiêm kim đăng dần dần tiêu ẩn cao lãm đi dần tới bước cuối cùng thì một bóng người đột ngột hiện lên giữa không trung người này mặc bào dài tiêu sái khoang thai tóc đen như mực nét mặt lúc nào cũng mỉm cười, có một mị lực rất kỳ dị, chính là ma sư hàng quản, một trong diệu thế song tinh ngang hàng với cao lãm, hàng quản nhìn cấm pháp bảo vệ cung thành, tự hồ có thể nhìn thấy bóng người đế giả ngang tàn bên trong, cảm nhận được đôi mắt hờ hững mà kiên định của y, trong lòng không kềm được cảm khái, từ khi xuất đạo tới nay, ma sư đã luôn nổi danh cùng với phong vương. Cùng là anh tài của một thời đại, nối tiếp nhau trở thành pháp thân, nhiễu loạn thiên hạ đại thế, đều giỏi tính toán bố cục, cả hai Diệu Thế Song Tinh đều xứng đáng được ghi vào sử sách, và bây giờ, cả hai đều có hy vọng trở thành truyền thuyết, nhưng bao năm qua, hai người bọn họ chưa bao giờ chiến đấu sinh tử với nhau, sau vài lần va chạm, cả hai đều rút ra được kết luận không nên ép người kia, để khỏi xảy ra cá chết lưới rách, giống như lần trước, lúc ấy mình không đủ sức, nên lập tức nhận thua, rút lui, không ngờ, trận chiến sinh tử đầu tiên giữa họ lại có khả năng cũng là trận chiến sau cùng vốn dĩ mình không cần phải ra sân, nhưng sao có thể không tự tay đưa tiễn kẻ địch cả đời của mình đi hết đoạn đường cuối cùng. Đây là tôn trọng, cũng là kính ý. Hàng quản hơi không người, trang trọng nói, thỉnh bảo bối hiện thân, một cái hồ lô nhỏ màu đỏ thắm nhảy ra, từ trong hồ lô bắn ra một đường hào quang dài hơn ba trượng, bên trong có một vật có mi có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, chúng xuyên qua cấm pháp của cung thành, bắn thẳng tới bí điện nơi cao lãm bế quang hai đạo bạch quan do hồ lô đỏ bắn ra coi cấm pháp cung thành là đồ bỏ, dễ dàng xuyên qua nó, rồi xuyên qua bao tầng cấm pháp bao quanh bí điện như vào chốn không người, sát khí ngập trời, khiến kết giới màu ám kim bị ép chặt, lộ ra rất nhiều sơ hở vốn không nên tồn tại. Cao lãm mắt vẫn nhắm nghiền, những ngọn kim đăng vòng quanh người thi nhau biến mất, phiêu đảng khí tức của kiếp số, như không cảm nhận được những biến động của thế giới bên ngoài kia. Diệu thế song tinh thành danh nhiều năm, vẫn luôn ngang hàng với nhau, xem ra hôm nay phải phân ra thắng bại. Từ trong bóng tối bên cạnh đế tòa, một bóng người đi ra, mặt kim bào, tóc búi kiểu đạo nhân. Hắn vung tay lên, kéo ra một cuộn tranh tỏa khí tức cổ xưa, mang tới cảm giác trấn áp, bảo vệ kỷ nguyên. Cuộn tranh này có âm dương ngư đen trắng đầu đuôi xen lẫn, miêu tả thiên địa đại đạo thời hỗn độn chưa phân âm dương, từ có đến không, rồi lại từ không đến có. Cuộn tranh chấn động, hóa thành một cây cầu vàng vắt ngang qua biển khổ, trên cầu là cao lãm bên ngoài cây cầu, âm dương hỗn loạn, địa thủy phong hỏa hoành hành, nhưng những ai tới gần được nó thì đều được yên bình, khổ hải không xâm, kiếp số không rơi. Hai luồng bạch quan của trảm tiên phi đao phóng tới đây thì chậm hẳn lại, bị cây cầu vàng trấn trụ, bị nhạn chí bảo, thái cực đồ, vật trấn thế của đại xích thiên thái thanh cảnh ngoài 33 trọng thiên, kẻ âm thầm bảo vệ cao lãm chính là kim giác đồng tử của đâu xuất cung. Trảm tiên phi đao không vào được, những ngọn kim đăng tiếp tục tắt dần, sắp nên đón giây phút thành công của cao lãm, hàng quản không chút nao núng, gật gù, thì ra kẻ đứng sau lưng hắn là một trong tam thanh, đạo đức thiên tôn, một trong những bỉ ngạn giả cổ nhất. hàng quản khẽ cười, nhìn về phía phong thiên đài, không chút thất vọng vì mình thất thủ, dù sao vẫn còn có một quân cờ, chỉ cần triệu hàng đặt phong thần bản vào để nó hợp làm một với phong thiên đài, kế hoạch mượn gà đẻ trứng của mình thành công, vậy thì phong thiên đài sẽ lập tức rơi khỏi sự khống chế của cao lãm không còn thuộc về y nữa. Cao Lãm có thể nhanh như vậy có đủ được ấn ký ta khác toàn là nhờ vào Phong Thiên Đài dung hợp chân thật giới đại địa chi lực, thông tới vạn giới vũ trụ, lan truyền ra nhân đạo quan huy. Tuy khi ấn ký ta khác hình thành là sẽ trở thành một bản thân riêng, không phải cướp đi Phong Thiên Đài là có thể làm bọn họ tiêu tán, nhưng tới lúc mấu chốt, mất đi Phong Thiên Đài tất nhiên sẽ khiến những ấn ký ta khác của Cao Lãm bị chấn động, xuất hiện sơ hở, sai lầm khiến bản thể có khả năng vẫn là khi đó sẽ chính là sai lầm do bản thân phạm phải mà cái dạng này thái cực đồ không thể bảo vệ được đương nhiên nếu cao lãm thành công chứng được truyền thuyết chấn động do phong thiên đài mang đến sẽ không ảnh hưởng gì được tới cảnh giới của y nữa hàng quản nhìn vào triệu hằng trong mắt hiện ra hình ảnh một dòng sông hư ảo đang êm đềm chảy bản tôn hóa thành thiên đế chi tướng chân đạp quan âm ở bên trên vạn vật y vừa biến hóa thì cảm nhận được thời gian trong trời đất dao động những ngọn kim đăng đang tắt dần không ngờ lại thi nhau sáng lên, sau đó lại nhanh chóng lụi tắt. Ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo, một giọng nói vang lên, vang vọng khắp bát phương, cao xa uy nghiêm, như truyền tới từ vô số dòng chảy tương lai, các đại năng đại thần thông giả đang chiến đấu kịch liệt đều vô thức dừng lại. Ta là Thanh Đế, ta là Thái Hạo, hư không trước mặt triệu hàng bỗng trở nên mông lung hư ảo, như có gợn sóng thủy quan đung đưa những bóng người từ trong những chỗ sâu khác nhau không ngừng nhanh chóng đi ngược ra, xuyên qua màn nước tới gần y, ngưng tụ lại thành một người, một đạo nhân tuấn tú mặt quái bào màu xanh. Người này không buồn quan tâm tới cẩm tú sơn hà đồ, mà cứ thể lên thẳng phong thiên đài, bởi vì khi tiến vào từ tương lai, cẩm tú sơn hà đồ vẫn chưa có mở ra, đạo nhân càng tới gần, càng trở nên chân thật, như thoát khỏi khả năng không đếm được, dần dần quy về duy nhất. Đất trời bỗng mất đi màu sắc, trong hư không hiện ra một dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy xuôi, trong nước sông hư ảo, vùng thượng du có một thanh lam Phật đà Phật quan viên mãn, có một đạo sĩ cao gầy đầu đội trúc thăng quan, ánh mắt nheo lại, có rất nhiều những thân ảnh khác, nhưng trong những dòng chảy tương lai, chỉ có một người trẻ tuổi tuấn tú tố mặt bào xanh kia mà thôi, những thân ảnh đều ngẩng lên nhìn trời, từ trong dòng sông thời gian nhìn ra bên ngoài, cùng hô to, ta là thanh đế, ta là thái hạo, thanh âm chồng lên nhau, đến từ quá khứ và tương lai, kích khởi cả dòng sông thời gian chấn động, khiến thời gian khi nhanh khi chậm, khiến chân thật giới đều hoàn toàn mất đi màu sắc. Thanh đế chứng đạo không phải là năm nào khác, mà chính là hôm nay. Bước ngoặt chuyển tiếp lẽ ra phải xảy ra trong tương lai, nhưng lại thành công ngay lúc này, bỉ ngạn chi đạo chính là vi phạm lo như thế. Bao nhiêu tầng mưu đồ cuối cùng cũng đã tới thời khắc cuối cùng. Trong bí địa, cả khuôn mặt lục áp nhún một tầng màu đỏ vàng, nhiệt khí cuồn cuộn toát ra, nóng chảy cả hư không, rối loạn cả quy tắc, y vô cùng gian nan đốt cháy lên một đạo phù ấn cuối cùng, sau đó cúi đầu xuống, ầm, cả bí địa rung chuyển điên cuồng như muốn sụp, hai ngọn đèn đỉnh đầu và dưới chân người rơm yếu hẳn đi, thân hình người rơm nhuốm một màu đỏ máu rất rõ ràng, bên trên chính là khuôn mặt tuấn tú xuất trần của thanh đế, nhưng so với người thật thì nó đầy vặn vẹo, vô cùng thống khổ, rào rào, cả dòng sông thời gian chấn động. Dị tượng truyền thuyết của cao lãm không thể biến mất đúng hạn thanh đế sắp trở lại tiết điểm thì khẽ rên lên như bị bắn trúng một mũi tên vô hình nguyền rủa chí bảo đinh đầu thất tiễn thư thanh đế trở nên uể oải mệt mỏi ông là người đại thần thông tiếp cận bỉ ngạn nhất trở thành mệt mỏi là chuyện rất không bình thường mạnh kỳ nhìn thấy vậy cộng với phong thần bản trong tay triệu hằng lập tức nghĩ ra thanh đế bị đinh đầu thất tiễn thư của lục áp ám toán ngay lúc ông trùng kích bỉ ngạn làm sao bây giờ cấp độ giao thủ này đã vượt quá khả năng của mạnh kỳ thanh đế phun ra một ngụm tinh huyết, đỏ rực sáng loà, không giống như bị đinh đầu thất tiễn thư tạo thành thương tổn, mà ngược lại giống như ông chủ động phun ra. Ngụm tinh huyết này ngưng lại giữa không trung, thanh đế vẽ mặt ngưng trọng dùng hai tay từ hai bên đè lại, nháy mắt biến ảo vài cái phù ấn cổ quái, sau đó kéo nó duỗi ra thành một cái lốc xoáy đỏ sậm, lốc xoáy vừa hiện lên, liền như liên kết với một vật bí ẩn nào đó, muốn triệu hoán nó hàng lâm, Ken kết. Một âm thanh nghe ê cả răng vang lên, Lốc xoáy đỏ sậm một phân thành hai, điên cuồng xoay tròn, vô cùng hỗn loạn, như một đôi mắt lạnh lùng vô tình. Chỉ cần nhìn thấy nó từ xa, Mạnh Kỳ liền có cảm giác mỗi một ý niệm, mỗi một ý muốn đều trở nên độc lập với nhau, tranh giành chiến đấu với nhau, thiên đạo quái vật. Mạnh Kỳ kinh hãi, thanh đế có thể triệu hoán thiên đạo quái vật. A, à, hai mắt hỗn loạn đỏ sậm vừa hiện, Lục Áp bên trong bí địa liền hét lên thảm thiết, ông lấy đầu vô cùng đau đớn gương mặt của người rơm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ ngọn đèn đỉnh đầu và dưới chân rực sáng lên mạnh mẽ hàng quản giật mình cao giọng quát triệu hằng còn chưa động thủ phong thần bản chỉ còn cách vị trí hạch tâm của phong thiên đài có mấy thước thôi nhưng triệu hằng không bỏ phong thần bản ra mà lại mỉm cười từ lòng bàn tay phát ra hai đạo kim mang chói mắt chộp lấy cơ hội ngàn vàng bắn vào trong bản muốn làm ngư ông đắc lợi đoạt quyền khống chế phong thần bản hàng quản giật mình tên này đâu phải tên điên, đương nhiên hiểu được mình không có khả năng xóa được ấn ký của tạo hóa đạo quân ở trong bản, y làm như vậy tất có nguyên nhân. Hàng quản vừa nghĩ vậy, thì kim mang trong lòng bàn tay triệu Hằng đã trở thành màu đen, cực kỳ ô uế, là sự nén đặc của tà ác và phá hoại. Trên ngọn núi Nam Hoang, tề chính ngôn lơ lửng giữa không trung, hai vì sao bình đẳng và tự cường ở mi tâm sáng lên. Dùng liên hệ đặc thù truyền khả năng liên hệ với ma hoàng trảo cho triệu hằng hồi trước triệu hằng đi du lịch các nơi chính là để che giấu đi mục đích chính của y đến nam hoang gặp tề chính ngôn ma hoàng trảo chí tà chí uế là bảo vật có khả năng lây dính mạnh nhất cướp lấy quyền khống chế có cẩm tú sơn hà đồ ngăn cách sức mạnh mà lục ác có thể truyền vào cho phong thần bản đã ít lại càng ít kim mang trong tay triệu hằng trở nên đen ngòm bao phủ phong thần bản y cười rực rỡ ánh mắt nhìn hàng quảng không hề che giấu sự kiêu ngạo ta không muốn khuất phục dưới cao lãm cũng không muốn bảo hộ Lục gia, ta phải lựa chọn con đường thứ ba, liên thủ với Ma đế Tề Chính Ngôn, hoàn toàn nhiễu loạn thế cục thiên hạ, hắn tranh lý muốn của hắn, ta vì chấp niệm của ta. Nam Hoang bốc lên quang mang, hai ngôi sao trên trán Tề Chính Ngôn sáng rực, chiếu ra màu sắc của bình đẳng và tự do, xoay quanh người Ma Thánh, chúng do đại tự tại thiên tử hóa thân thống lĩnh, kết thành công thiên chi trận, viễn hóa ra sương mù chí thâm chí ám, bao trùm lên Ma Hoàng trảo. Để làm hao mòn ấn ký của Lục Áp trong phong thần bản mà không ảnh hưởng tới khả năng ngăn cách của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Tề Chính Ngôn phải mạo hiểm khiến Ma Hoàng Trảo thức tỉnh thêm một bước. Dù biết như thế, bản thân y sẽ lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, sự chênh lệch thực lực và cấp độ khiến y khó mà áp chế Ma Hoàng Trảo được nữa, lúc nào cũng có khả năng bị nó lây dính, trở nên cực đoan, đọa lạc thành ma, cho nên y mới phải dùng sức mạnh của Đại Tự Tại Thiên Tử và các ma thánh để cân bằng đây là một con đường nguy hiểm, nhưng tề chính ngôn phải lựa chọn. Đời này lý còn nặng hơn tính mạng, cử tử bất hối, hắc vụ trong tay triệu hàng nhanh chóng thấm vào phong thần bản, khiến nó rực lên ánh vàng, sau đó ánh sáng vàng dần bị nhiễm thành màu mực, e là không lâu nữa sẽ trở thành giọng thách ác giọng chủ, quyền khống chế tuyệt thế chí bảo này đổi chủ, hàng quảng miễn cười, thầm nghĩ, ra là vậy, hồi trước có đại tự tại thiên tử che giấu, có ma hoàng trảo che lấp, và mối quan hệ đồng sinh cộng tử trong thế giới luân hồi, nên y với lục áp chưa bao giờ nghi ngờ mục đích triệu hằng đi Nam Hoang, và tới Lan Gia, vì bình thường khi gặp chuyện gì đó quan trọng liên quan tới tương lai và sinh tử, con người ta thường muốn gặp người quen cũ, nhớ lại quá khứ là chuyện rất dễ hiểu, nhưng mà, làm chuyện mưu đồ đại sự, sao có thể không phòng bị sự cố xảy ra. Tuy y và lục áp không hề nghĩ tới khả năng triệu hằng sẽ cấu kết với tề chính ngôn, muốn làm nhiễu loạn thế cục, nhưng từ ban đầu, hai người đã phòng bị y sẽ phản bội, vẫn đứng về phía phe cao lãm, khả năng này là không nhỏ, không thể không phòng, cho nên dù không ký kết khế ước, nhưng y cũng đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Cái gọi là hậu chiêu rất đơn giản, Triệu Hằng từng nhập qua Luân Hồi, tên gọi, ngày sinh, tất cả thông tin cá nhân đều nằm trong lòng bàn tay lục áp, muốn trốn tránh nguyền rủa dứt khoát là không có khả năng, mình đang cất trong người một cái người rơm triệu hằng do lục áp tự tay chế tác và phỏng chế đinh đầu thất tiễn thư mình không đối phó được truyền thuyết chẳng lẽ cũng không giết nổi người mới vào phát thân hay sao hôm nay triệu hằng đã lựa chọn con đường thứ ba hậu chiêu này đương nhiên đã có chỗ để dùng nhưng mà có khi cũng không cần thiết vì chuyện thay trời phong thần theo mình đoán ắt sẽ có biến cố xảy ra muốn sắc phong cấp tinh chủ thì phải mở ra được tầng trên cùng của cửu trọng thiên nhưng với khả năng của tề chính ngôn và triệu hằng hiện giờ, cho dù có ma hoàng trảo, có đại tự tại thiên tử và các ma thánh tương trợ, thì tới khi đại sự đã định, cướp lại phong thần bản trong tay bọn họ cũng là một chuyện dễ dàng, coi như tạm thời gửi lại ở chỗ bọn họ đi, trước mắt bây giờ để cho phong thần bản và phong thiên đài hợp hai làm một mới là chính sự. Hàng quản lấy ra một cái trận đồ bốn màu đỏ xanh đen trắng, ẩn chứa đại sát lục, đại hủy diệt, đại chung kết khủng bố y ném chu tiên trận đồ lên trời, nó lập tức kết nối với chu tuyệt hãm lục tứ kiếm, nhưng lần này không kết thành kiếm trận hoàn chỉnh, mà muốn kéo chúng nó phi thăng. Ông ông ông, bốn thanh tiên kiếm lập tức chấn động, mấy người quản thành tử suýt nữa thì không giữ nổi kiếm, bốn màu kiếm khí trở nên hỗn loạn, nhiên đăng cổ Phật lập tức đánh văn đại trí tuệ kiếm, vỗ bay phiên thiên ấn, mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây, năm ngón tay không ngừng biến hóa. Trong phút chốc đã kết ra không biết bao nhiêu là thủ ấn, ngưng tụ ra khổ hải vô biên với sóng to cuồn cuộn, xông tới định xuyên qua Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, Nhiên Đăng cổ Phật bỏ qua không cản cao lãm tự chứng truyền thuyết nữa, mà lựa chọn công kích Thanh Đế, nếu bây giờ xuất hiện một bỉ ngạn giả, mọi chuyện sẽ vô cùng phiền toái. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ không đỡ nổi biển khổ vô biên này, vì nó dính liền thế tục hồng trần, là một phần của nhân đạo, thế nên Triệu Hằng cũng không bị ảnh hưởng, vì y vốn dĩ đã luôn ở trong biển khổ dù có biến hóa thế nào cũng không ảnh hưởng gì tới y, nhưng thanh đế thì khác. Ông đang muốn quay về quá khứ, giữ lấy tương lai, trong dòng sông thời gian nối chúng lại thành một đường, dùng nó để tránh thoát khổ hải, đăng lâm bỉ ngạn, nên lúc này khi biển khổ biến hóa, sóng to vọt tới, ông đành phải giảm tốc độ, một bên dùng thiên đạo quái vật, chống đỡ đinh đầu thất tiễn thư, bên kia nê hoàng mở ra, lao ra tường vân, trên mây sừng sững một cái cây giống như phù tan cổ thụ bộ rễ lan rộng, ghim vào khổ hải, khiến nó đang cuồng trào mãnh liệt trở nên bình tĩnh. Cả thái ức cứu khổ thiên tôn lẫn đông phương dược sư vương Phật và thanh đế hiện giờ đều đang muốn quay lại quá khứ, không thể nhảy ra hiện tại, ra tay chống đỡ một kích này của nhiên đăng cổ Phật. Sống trong biển khổ không còn hung mảnh, nhưng cũng chưa được bình lặng, thì bên trong biển khổ vô biên bỗng xuất hiện một ngọn đèn lưu ly cổ xưa tan thương mang theo sắc thái nhân quả, ánh đèn chiếu lên biển khổ vô ngần, muốn vì chúng sinh trải ra một con đường siêu thoát. Ánh sáng của đèn lưu ly biến ảo thành một kim thân Phật đà tràn đầy trí tuệ, sau đầu là Phật quan viên mãn, miệng phát ra giọng nói trang nghiêm, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, như lai thần trưởng thức thứ tư, quay đầu là bờ, Phật quan ngưng tụ, dung nhập vào khổ hải, như bàn tay vô hình kéo thanh đế lại, muốn ông quay đầu. Đúng lúc này, cây cầu vàng từ trong trường nhạc cung đột nhiên kéo dài ra, xuyên qua cẩm tú sơn hà đồ, tới chỗ thanh đế. Kim Kiều bắt cao, một đầu cầu là khổ hải, đầu kia là bỉ ngạn mờ mịt hư vô. Thanh đế ở trên cầu, sóng triều không xâm, thống khổ không tới, chỉ cần cứ thế bước về phía trước, là có thể thuận lợi đăng lâm. Đây là bỉ ngạn Kim Kiều, thanh đế cất bước, muốn đi tới chỗ tiết điểm, nối liền với quá khứ, nối tiếp với tương lai. Lúc này, đại diệu tướng Bồ Tát ngoài tẩy kiếm các tay chấp hình chữ thập, nghiêm túc niệm Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, trong chân thật giới tất cả những người có liên quan tới phật môn đều tâm sinh cảm động niệm theo nam mô a di đà phật phật hiệu vang vọng khắp bốn phương trong dòng sông thời gian trung cổ dược sư vương phật như nhìn thấy một hư ảnh cự phật màu vàng đang mấp máy môi đọc kinh văn thành trụ phôi không thế sự như thế dược sư vương phật thanh lam lưu ly chi thân dần dần ảm đạm như muốn tuân theo quy tắc này của trời đất khiến dòng sông thời gian chấn động gợn sóng quán thông như sắp đứt ra bỉ ngạn kim kiều lại kéo dài thêm bước vào quá khứ, đi tới trước mặt dược sư vương Phật, ngăn cách Phật âm hư ảo bên ngoài. Đúng lúc này, khô vinh bồ đề sau lưng dược sư vương Phật đột nhiên biến hóa, khô giả một nát, vinh giả điêu linh, tất cả trở về thanh tịnh, cuối cùng niết bàn. Bỉ ngạn kim kiều không thể ngăn cách mọi ảnh hưởng được nữa, dược sư vương Phật hai tay kết ấn, toàn lực đối kháng những xâm nhập còn thừa. Dòng sông thời gian từng trận Phật phòng, từ chỗ dược sư vương Phật đung đưa gợn sóng, lan tới trước mắt và quá khứ. Khiến mọi thứ không còn êm đềm bình tĩnh, Thanh đế trở về tới tiết điểm, muốn nối kết mọi điểm trong dòng sông thời gian thành một dòng, có đủ quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng, chỗ dược sư Vương Phật lại chấn động, khiến ông giống như một con rắn bị nắm ngay chỗ bảy tấc, vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được, không thể quán thông như nhất. Đôi mắt đỏ sẫm hỗn loạn phía trước ông dần nhạt đi, xuất hiện vẻ đau đớn, nếu còn kéo dài thêm nữa, thời cơ này ắt sẽ mất đi, sẽ phải trả giá rất đắt. Mạnh kỳ nhìn thấy vậy, nghĩ ngay, đạo đức thiên tôn, linh bảo thiên tôn, A-di-đà Phật, bồ đề cổ Phật, và yêu hoàng, thiên đạo quái vật đều đã hạ cờ, tuy không phải tự mình động thủ, nhưng dùng vật tùy thân hoặc đặc tính báo thân để ra tay, cũng coi như cùng mỹ ngạn chi tranh. Tình hình hiện giờ, linh bảo thiên tôn mất tích đã lâu như chỉ tiện tay hạ một bước cờ nhàn, không lộ ra tí tung tích nào, giống như không hề tham dự, chỉ thông qua hàng quản và lục áp dùng đinh đầu thất tiễn thư tiêu diệt thiên đạo quái vật thanh đế triệu hoán yêu hoàng thì vây khốn cửu linh nguyên thánh cắt đứt cánh tay phải của thanh đế sau đó là đạo đức thiên tôn lực kháng a di đà phật và bồ đề cổ phật muốn giúp thanh đế đăng lâm bỉ ngạn nhưng có vẻ thế đơn lực bạc vẫn còn mấy bỉ ngạn đại nhân vật nữa chưa có ra tay trạng thái phục hoàng không đúng ma phật thì đang bị trấn áp nguyên thủy thiên tôn tung tích không rõ quý sao lại không có vô sinh lão mẫu thấy thanh đế sắp mất đi cơ hội mạnh kỳ không khỏi thở dài hắn đã để lại lời nhắn ở phù tang cổ thụ vốn tưởng vấn đề ở chỗ quan ải thanh đế trong tương lai ai ngờ cuối cùng lại là xảy ra vấn đề ở chỗ dược sư vương phật trong quá khứ ách phù tang cổ thụ vô sinh lão mẫu từng phái thần sứ tới đó cái quả kia đã rơi vào tay ta thời cơ thanh đế chứng đạo cũng ở phù tang cổ thụ xem ra quan hệ hai người không phải ít trong khoảnh khắc mạnh kỳ chợt có hiểu ra trong tay liền xuất hiện cái quả kỳ dị đã lấy được ở phù tang cổ thụ, thì ra đây mới là quân cờ của Kim Hoàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, quả thực là không một chút dấu vết, nếu đưa cái quả này cho thanh đế thì sao, sẽ là tốt, hay xấu. Ngoài cung thành trường nhạc, từng ngọn kim đăng lụi tắt, trời cao bắt đầu xuất hiện những đống sáng, muốn tụ thành đại hải, hàng quảng lắc đầu cười, thân ảnh dần dần hư ảo, sắp biến mất, đột nhiên giọng nói của cao lãm vọng lên bên tai y, uy nghiêm đạm mạc, bản tôn của ngươi đâu, ma sư này là thiên đế hóa thân và diêm ma hóa thân kết hợp, không phải là bản tôn. Hàng quảng miễn cười, gió đông đã tới, đương nhiên đã tới thời khắc cuối cùng, chỉ có thanh đế chứng đạo, mới có thể khiến cho tất cả bỉ ngạn đại nhân vật chú ý, chụp lấy được thời cơ. Cũng chỉ có chuyện phong thiên đài và ngươi tự chứng truyền thuyết mới có thể khiến những người đại thần thông không rảnh chú ý đến những chuyện khác, thanh âm lượng lờ, hàng quản đã tan biến để lại một nụ cười đầy ý vị sâu trong linh sơn hàng quản nhàn nhã đi tới ngũ chỉ sơn ngẩng đầu nhìn bồ đề diệu thụ tỏa sáng bảy màu không hiểu sao lục áp lại đổi ý nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ta hàng quản mỉm cười tự nói thân thể biến hóa hiện ra một như lai kim thân cửu phật hợp nhất như lai kim thân khổng lồ thò tay ra cầm lấy bồ đề diệu thụ vạn sự đã sẵn sàng gió đông cũng đã tới tới thời khắc cuối cùng chính là lúc phóng thích ma Phật, bồ đề diệu thụ tràn ngập ý vị đại thanh tịnh, đại trí tuệ, đại tự tại, đại cực lạc, dường như là bản tính trong lòng mỗi người, bản thân cũng là như lai. Nhưng trong cảm giác của Như Lai Kim Thân do hàng quản biến thành, nó lại vô vàng nặng nề, không thể nào lay động nổi, dù hai bên lạc đồng nguyên mà ra, đều thuộc Phật môn Như Lai, có thể giảm bớt đi được đa phần sức nặng y đang định hóa ra những hư ảnh Phật đà rồi thi triển như lai thần trưởng thì từ trên cao linh sơn bỗng vang lên âm thanh xé gió, như đao nóng cắt qua dầu mỡ. Hàng quản cảm ứng được một thanh kiếm không ánh sáng từ thiên ngoại bay tới, vạch qua phía chân trời, nhanh chóng chém xuống. Nếu không phải Linh Sơn là đàn tràng năm xưa của Phật tổ, từ bỉ ngạn trở xuống không thể dùng được đặc thù không chỗ không ở, thì một kiếm này đã chém trúng vào người y. Đó là một thanh kiếm một màu thâm đen dài ba thước ba tất ba phân, toàn thân không có hoa văn, chỉ có sát lục thuần túy nhất hủy diệt khủng bố nhất, nơi nó đi qua, không có sinh linh nào còn sống nổi, chỉ là nhìn thấy, hàng quản đã cảm giác được sinh cơ mình đang nhanh chóng trôi đi, không cần tới sát na, dù kiếm chưa tới người, thì y cũng đã chết rồi, sát sinh đệ nhất, minh hải kiếm, thất sát đạo nhân ra tay, quả nhiên, hàng quản không kinh không sợ, đã sớm có đoán trước, trong tất cả đại năng đại thần thông giả nếu nói ai lúc nào cũng chú ý tới ma phật bất kể ngày đêm dù thanh đế có sắp độ hết khổ hải các bỉ ngạn đại nhân vật chiến đấu điên cuồng nhân hoàng sắp chứng kiến loại dị tượng thứ ba thân thành truyền thuyết phong thiên đài và phong thần bản hợp hai làm một như lửa xém lông mày cũng không thể khiến người này phân tâm thì trên đời chỉ có một người chính là kẻ từng do ma phật chế ra trở thành nô bộc của y thất sát đạo nhân không có ai để ý tới chuyện ma phật có thể thoát khốn hay không bằng người này chấp niệm của gã còn mạnh hơn cả tô mạnh. Hàng quảng bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, âm thanh quen thuộc, vô và mạnh mẽ, làm trên mặt y càng sâu thêm ý cười. Thủy ý xung quanh nhanh chóng tăng lên, ở trên trời linh sơn hóa thành một vùng biển màu lam sẫm, sóng nước ngưng tụ hóa thành một thần linh cao lớn trang nghiêm, chân đạp hai con ngũ trảo hắc long, lỗ tai đeo thủy xà, cầm một cái bát lăng giảng màu đen, đứng chắn ngay trước minh hải kiếm. Ba, thần tượng hóa đen, mất đi sinh cơ băng liệt thành từng bọc sóng. Nhưng dòng nước dân trào, sinh cơ cuồn cuộn, nháy mắt lại ngưng tụ ra một thần linh y hệt, sinh lại diệt, diệt lại sinh, minh hải kiếm như rơi vào vũng lầy, giết hoài không hết, thủy tổ, phóng thích ma Phật có ích lợi gì cho ngươi? Thất sát đạo nhân tức giận hỏi, sóng to ngập trời, tiếng nước nổ vang trả lời, ngươi không hiểu được đâu, hai người lời còn chưa dứt, cả vùng biển lớn bỗng nhiên trầm xuống như bị một áp lực cực mạnh đè ép. Bầu trời như sẽ ra làm đôi, một cây kim cô bổng khổng lồ từ trên cao ầm ầm đánh xuống. Tề Thiên Đại Thánh tuy luôn chú ý tới chuyện Thanh Đế với Cao Lãm, Phong Thiên Đài, nhưng thân phận nó đặc thù, không thể lưỡng toàn, không định tham gia vào sân, chỉ định tới lúc cần thì cứu vài người quen biết mà thôi, cho nên có thể phân tâm. Lúc đầu nó thật sự là không kịp phản ứng, không đoán ra được mục đích thật sự của Lục Áp và hàng quản lại là phóng thích ma Phật, nhưng khi Thất Sát đạo nhân ra tay, nó cũng theo bản năng đánh ra một gậy, bất quá chỉ là một con ruồi bọ mà cũng dám làm ra chuyện lớn này, ăn một gậy của lão tôn ta. Xong, từ trong hư ảo thò ra một cánh tay khổng lồ thâm đen có sáu ngón, không có vẻ gì là khủng bố, cũng không dữ tợn, mà trơn nhẵn thâm thúy, cảm giác rất an bình như đây là chỗ cuối của một cuộc đời, ai cũng không thể tránh được cái chết. Sáu ngón tay hóa thành u ám lốc xoáy, hư ảo mông lung, là sáu đại đạo khác nhau, không ngừng xoay tròn, khiến đất trời khi sáng khi tắt, lấp lóe không chừng. Một kích toàn lực của tề thiên đại thánh là mạnh tới mức nào, nhưng sau khi rơi vào sáu cái lốc xoáy kia, thì bị khi khinh khi trọng, như quỷ mị làm khí thế của nó giảm hẳn đi, tốc độ chậm hẳn. Phong đô đại đế sau khi bị vương tư viễn rơi ra khỏi lòng bàn tay thì bắt đầu thức tỉnh, lúc Nguyễn Ngọc Thư chứng được pháp thân, nó đã khôi phục tới thực lực tiếp cận tạo hóa, đến nay dù vẫn chưa quay về đỉnh phong, nhưng cũng là kẻ đại thần thông, không thắng nổi tề thiên đại thánh, nhưng ngăn cản hắn vài tích tắc thì vẫn làm được. Quanh người hàng quản hiện ra hư ảnh các kim thân bắt ấn, đều là như lai thần trưởng. Duy ngã độc tôn, tứ đại giai không, niêm hoa cười, quay đầu là bờ. Chính Phật Đà bay tới trước, hòa vào thân hình hàng quản, chính thức như lai thần trưởng nối kết vào nhau, rơi xuống bồ đề diệu thụ. Hàng quản hé miệng, thanh âm trang nghiêm vang vọng, tất cả đều là pháp, đều chỉ là ảo ảnh. Bồ đề diệu thụ hút chính thức như lai thần trưởng vào, Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng một cách quỷ dị, giống như sự trầm trọng nặng nề ở phía trước chỉ là hư ảo, cấm chế cũng là hư, tất cả đều là hư, là mộng ảo bọt nước. Thành. Hắc vụ trong tay Triệu Hằng đã bao phủ tất cả, lòng y mừng như điên, mình đã ăn mòn hết ấn ký của Lục Ác, việc này không thể chậm trễ, chậm e không kịp, Triệu Hằng một bên tự đánh lạc ấn của mình vào, một bên định đặt phong thần bản lên Phong Thiên Đài, oanh long long, Phong Thiên Đài bỗng rung mạnh từ sâu dưới lòng đất vọng lên một tiếng nổ vang những đống sáng bay lên xung quanh có hình ảnh thần linh xoay quanh khiến nơi này như có vạn tiên đến triều chúng thần vây quanh trên trời cao lấp lánh vô số ánh sao sáng tới lóa mắt tụ thành một biển ánh sáng lấp lá cao lãm cuối cùng cũng bước qua cánh cửa truyền thuyết sau thánh đức nhuận vật và vạn ngọn kim đăng dị tượng cuối cùng chính là tinh diệu thành hải dị tượng này ra chính là không thể ngăn cản được nữa chỉ còn nước chờ đến khi y củng cố cảnh giới, thì chính là người thứ hai tự chứng truyền thuyết đại năng, triệu hằng không chút hoảng hốt, còn thầm hô may mắn, nếu chậm hơn tí nữa, e là cao lãm đã kịp ra tay cản y lại rồi. Mắt y bỗng chiếu thấy ánh sáng, một cuộn tranh từ sâu dưới đất, nơi vừa có tiếng nổ kia bay ra, nó như có một mối liên hệ kỳ dị nào đó với đại chu và chúng sinh, cứ thế xuyên qua, cẩm tú sơn hà đồ, hạ xuống, phong thần bản, dính vào với nhau, quỷ thần chân linh đồ quỷ thần chân linh đồ, phong đô đế quân, ầm, đất trời rung chuyển, trên trời cao như lại sắp hiện ra hư ảnh tiên giới, mặt đất như trở thành trong suốt, nhìn thấy được cả cửu U, và địa phủ mông lung như mộng, thiên đình, đại địa, âm phủ, tam giả như muốn hợp nhất vào nhau, phong đô đế quân đợi suốt bao lâu chính là đợi cơ hội này, đương nhiên bản thân y không hàng lâm sức mạnh tới đây, mà là giao cho thủ hạ Diêm La. Nhưng nhiều đó đối phó triệu hằng với tề chính ngôn là đủ rồi nhất là đây không phải là chiến đấu sinh tử, là dùng thần thức của y ở trong đồ giao phong, giành quyền khống chế, Diêm La ở trên dương thế bị suy yếu, bị Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ngăn cản bớt sức mạnh, đang ở trong trạng thái thấp nhất. Mạnh Kỳ đang do dự có nên đưa quả cây trong tay cho Thanh Đế hay không thì giật mình kinh hãi, vì hắn cảm giác được đỉnh Linh Sơn xảy ra dị biến. Từ sau khi được Tiểu Tăng nhắc nhở, hắn vẫn luôn đề phòng có ai đó bí quá hóa liều, lẻn vào Linh Sơn, thả ma Phật, làm chuyện đập bàn cờ, nên đã lén ở bên ngoài ngủ chỉ sơn phong ấn để lại ấn ký, nay ấn ký bị kích phát, khí tức là đến từ ma sư, hàng quảng và lục áp dương đông kích tây, mục đích là vì ma Phật, lục áp không phải rất đề phòng ma Phật, luôn phá hỏng chuyện của y hay sao, bây giờ chỉ còn có một cách là hỗ trợ thanh đế đăng lâm bỉ ngạn, để ông ngăn cản việc phá phong ấn, dù ông không kịp ngăn cản, thì cũng có khả năng cản lại ma Phật. Linh Sơn không phải nơi hắn hàng lâm xuống được, dù đại ca đã chứng được truyền thuyết, mình bây giờ cũng không cần quản chuyện ở phong thiên đài nữa, có thể nhúng tay tới đó, nhưng mà bây giờ muốn cản hàng quản thì không còn kịp nữa rồi. Cái quả này đối với thanh đế rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Mạnh kỳ bỗng nhớ lại một việc, thanh đế giao mảnh vỡ hạch tâm của hạo thiên kính cho kim hoàng, ôn dưỡng ở trong giao trì, sau đó liền hành tung không rõ. Từ cách thức thanh đế chứng đạo có thể thấy đó chính là lúc ông thật sự bước vào một con đường bỉ ngạn khác thường, hay nói cách khác, chính là trước khi ông làm cái việc quan trọng này, người cuối cùng ông gặp chính là Kim Hoàng, đó chính là cái gọi là tin tưởng. Vì thế mới có chuyện cố tiểu tang khi còn nhỏ yếu đã có thể đi vào phù tang cổ thụ giới vực. Mạnh kỳ không còn do dự, búng tay, quả cây do phù tang cổ thụ kết ra lập tức xuất hiện ở phía trên tiết điểm trong dòng sông thời gian. Bồ đề diệu thụ nhẹ như không, bị hàng quản nhấc lên, vũ chỉ sơn lập tức nhẹ bẩn, một chút hắc khí chui lên. Nhưng hàng quản mở to mắt, bởi vì bên dưới bồ đề diệu thụ có một hư ảnh Phật đà cổ xưa tan thương đang ngồi nơi đó, thân thành thanh kim, có tuệ nhãn, tỏa ra khí tức viên mãn thần thánh trang nghiêm, khiến ngũ chỉ sơn dù bồ đề diệu thụ đã bị sách lên nhưng không hề bị phá vỡ. Không, không phải là hư ảnh Phật đà. Hàng quả ngưng thần nhìn kỹ lại, ấy, đâu phải là Phật đà cổ xưa, rõ ràng là một thanh như ý, đủ bốn màu tử bạch kim hoàng, phúc đức thâm hậu, công đức viên mãn, thánh đức lâu dài chính là vật lừng lẫy tiếng tăm của thời thượng cổ, tam bảo như ý, thì ra nó được lặng lẽ đặt ở trên ngũ chỉ sơn, làm tầng phong ấn thứ hai. Hàng quản biến sắc, trong đầu hiện ra hai chữ: Thánh Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả thật là thiên ý khó dò. Quả cây một màu u ám, hơi trong suốt, như tấm gương phản chiếu hình ảnh xung quanh, nhìn thấy được thanh đế xuất trần trong rất nhiều dòng chảy tương lai, có kim thân thanh lam dược sư vương Phật, có Thái Ức Thiên Tôn đầu đội trúc thăng quang, có Thuần Dương Tử có Đông Dương thần quân, thanh đế từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, đều xuất hiện ở trên quả. Nó vừa tới gần Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bao phủ phong thiên đài, tới đỉnh đầu thanh đế, là lập tức như sinh ra cộng minh với phù tan thanh một cổ thụ, một sự cộng minh xuyên thấu qua thời gian không gian. Ông ông ông, quả cây rung lên bần bật, như trở thành hư ảo, xuyên qua Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, rơi vào tiết điểm phía trước dòng sông hư ảo, rơi xuống tường vân thanh một, rào rào cả dòng sông thời gian dâng lên sóng gió động trời, như một con rắn to uốn éo, khiến thời không xung quanh thượng lại, chỉ còn hai màu đen trắng, quả cây kia đột nhiên vỡ tan, hóa thành những cái mặt gương nhỏ bé, chiếu rọi chư thiên vạn giới, hiện ra quá khứ tương lai, giống giống như hạo thiên kính, cũng giống như đông hoàng chung, những mảnh gương dung nhập vào thanh một cổ thụ, treo ở đầu cành, kết thành những cái quả như đại đạo ngưng kết thành. Mọi việc xảy ra cực nhanh, tích tắc đã thấy thanh mộc cổ thụ với đầy quả cây kỳ dị kia từ trong tường vân bay ra rơi vào dòng sông thời gian nghịch lưu mà lên xuyên qua cận cổ đến bên cạnh dược sư vương phật đoạn nước sông này lập tức êm đềm trở lại ngay tức khắc không còn dao động khô vinh bồ đề sau lưng dược sư vương phật được sinh cơ nồng đậm của thanh mộc truyền cho lại tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ hoàn toàn nối kết với phía trước thanh mộc cổ thụ tiếp tục lướt ngược dòng qua chỗ thuần dương tử qua chỗ đông dương thần quân qua chỗ thái ất cứu khổ thiên tôn, đi đến chỗ thanh đế thời kỳ thượng cổ ngũ đế, những nơi nó đi qua, thời gian gần sóng biến mất, chấn động trở thành bình ổn, dòng sông đang cuộn trào mãnh liệt trở thành yên tĩnh tang thương, thanh một cổ thụ tiếp tục đi ngược lên, từ khi thanh đế cường thịnh đánh ngược trở lại, trải qua khi ông là người nổi bật trong hàng tạo hóa, qua thời kỳ hài cốt thái cổ hạo thiên kính, khi ông mới bước vào tạo hóa, từng cảnh quá khứ hiện ra, thanh đế hồi phục thành một quả cây màu xanh đầy một hành chi lực và sinh cơ nồng đậm, từ mặt đất hướng lên trên, treo ở đầu cành, dần dần thu nhỏ lại, trở về mẫu thể. Mẫu thể của nó chính là cây phù tan cổ thụ kia. Nó lấy máu của hạo thiên thượng đế và đông hoàng thái nhất làm căn cơ, hấp thu kỷ nguyên vỡ tan làm chất dinh dưỡng, dung hợp với sinh cơ và ngũ hành chi một khi kỷ nguyên sáng lập, đản sinh ra thiên tiên thanh đế chấp trưởng một phần quyền lực thần linh. Bắt nguồn ở đây, thời cơ ở đây, chứng đạo cũng ở đây, phù tan cổ thụ tỏa ra khí tức lập kỷ nguyên khác, trọng thai chư thiên vạn giới, cực kỳ giống với đại đạo chi thụ của Mạnh Kỳ, hèn gì lúc trước thanh đế bị ngộ nhận, tưởng đại đạo chi thụ là nó, nhờ vậy tỉnh ngộ một chút quá khứ, hơi nhớ ra được mình là ai, trở lại kỷ nguyên chi sơ, cả dòng sông thời gian đã hoàn toàn yên ắng lại. Dược sư vương Phật thoát khỏi ảnh hưởng tiếng động của Khô Vinh Bồ Đề và A-di-đà Phật, nhảy ra khỏi nước sông hư ảo nhảy vào hỗn độn hư vô kết già ngồi xuống âm vang tuyên cáo ta là thanh đế ta là thái hạo thái ất cứu khổ thiên tôn cũng nhảy ra khỏi dòng sông thời gian thuần dương tử đông dương thần quân cũng vậy họ bay lên đồng thanh hô to ta là thanh đế ta là thái hạo thân ảnh thanh đế dâng lên những thân ảnh quá khứ bay tới những cảnh tượng hư ảo trong các dòng chảy cũng nhảy ra co lại cùng dung nhập vào thân hình thanh đế đất trời trở nên u ám không còn nhìn thấy gì ngay cả cảm giác thời gian chuyển động cũng không còn, đại đạo như hàng lâm, làm bước kiểm tra cuối cùng với thanh đế, nhưng những thứ này không phải là cái mà mạnh kỳ có khả năng thể nghiệm, dị tượng hàng đầu của bỉ ngạn, thiên địa hỗn độn, một đạo thanh quan sáng lên, chiếu khắp hoàng vũ, bao phủ tất cả chư thiên vạn giới vào trong vần hào quang của nó, trừ tầng đầu tiên của cửu trọng thiên và tầng chót cửu u, dị tượng thứ hai của bỉ ngạn, chiếu khắp thập phương, nội tình càng thâm hậu phạm vi chiếu sáng được sẽ càng nhiều. Hào mang biến ảo, hóa thành những cây cổ thụ xanh, kết ra quả cây màu lục nhạt, mỗi một quả đều giống như ẩn chứa thời không. Sinh cơ lan tỏa, đế lưu tương rơi rắc, trong chân thật giới, mọi sinh linh trở nên mạnh mẽ hơn, trẻ hẳn lại tùy theo mức độ, vô số tinh quái yêu mị mở linh trí, bao nhiêu là nhân tộc tăng tiến tư chất của mình lên. Dị tượng thứ ba của bỉ ngạn, đại đạo hiển hóa, loại dị tượng này do bản thân nắm giữ. Kết ra quả thực đại đạo mới hiện mà thành, bao gồm khá nhiều loại khác nhau, như vạn Phật Triều Tông, Mộng Ảo Bọc Nước, Ngũ Đức Thành Phượng, Tuế Nguyệt Luân Phiên, Chư Tiên Cung nên Vũ Trụ Hóa Thư, Linh Bảo Cầm Kiếm, Đạo Đức Cửi Trâu, vân vân. Những loại dị tượng này không phải cái nào cũng từng có người được chứng qua, qua nhiều kỷ nguyên tới nay, người có thể thành bỉ ngạn đã ít lại càng ít, đa phần đều là kết quả thôi diễn của các bỉ ngạn đại nhân vật mà thôi, nhưng rất đáng tin cậy là có thật hơn nữa mấy dị tượng này đều có khả năng đồng thời xuất hiện hai loại thậm chí là ba loại thanh đế lấy một hành và sinh cơ làm căn bản kết hợp hạo thiên kính và đông hoàng chung chi đạo vì thế nên mới có dị tượng phản lão thanh mục này lúc dị tượng thứ ba xuất hiện âm thanh ta di đà phật đầy trời liền biến mất khô vinh bồ đề trong đông phương lưu ly tịnh thổ cũng trở về nguyên trạng tỏa ra khí tức thanh tịnh bỉ ngạn kim kiều rụt về hóa thành thái cực đồ quyển rơi vào tay kim giác đồng tử các đại thánh cũng thu ngũ sắc thần quan về, vội vã độn ra khỏi giới, khiến Na Tra nổi giận mà không kịp ra tay. Ngưu Ma Vương khẽ vẫy sơn hà xả tắc, thả cửu linh nguyên thánh ra, nhanh chóng biến mất, không cho con sư tử chính đầu cơ hội trả thù. Viên Hồng thu gậy về, bản thân trầm xuống, trốn tới bên cạnh thanh bình kiếm, nấp vào trong máu tươi, cũng làm cho kim ngao đảo lại mất tích, tru tiên trận đồ rung lên, sau đó biến mất. Bốn thanh tiên kiếm và đại trí tuệ kiếm phiên thiên ấn đều bay trở về thiên ngoại, khổ hải nhiên đăng cổ Phật diễn hóa ra hóa thành ảo ảnh, đạm kim Phật trưởng cũng biến mất tung. Ma quân lập tức hư hóa, chui vào thế giới tâm linh và tinh thần, biến mất, đại thế đã định, dù có quay về quá khứ cũng không cản được thanh đế nữa, mọi thế lực đối địch đều ăn ý thu tay lại, quay về nhà mình, không ai muốn trở thành vật tế đao cho người mới trở thành bỉ ngạn, sắc mặt triệu hằng vặn vẹo. Vô cùng cố sức tranh đoạt quyền khống chế phong thiên đài phong thần bản, quỷ thần chân linh với diêm la thiên tử. Trong thanh một đầy trời, cửu trọng thiên và cửu u vì cảm thụ cộng minh mà hiện, thể hiện đặc dị của mình. Mạnh kỳ bất chấp tất cả, lập tức vận chuyển chư quả chi nhân, định tóm lấy dấu vết tầng thứ ba của cửu trọng thiên, để vào đại điện đá xám, để đi lên tầng trên cùng. Đúng lúc này, từ trong khô vinh bồ đề sau lưng dược sư vương Phật tỏa ra khí tức thanh tịnh nồng nàng, ngưng tụ thành một nhánh bồ đề có khảm nạm Phật gia thất bảo dù chỉ là hư ảnh, nhưng lóng lánh trong suốt, tỏa sáng dị thải, nhẹ nhàng khẽ vẫy một cái, quất cả phong thần bản lẫn quỷ thần chân linh đồ ra khỏi phong thiên đài. Ông, cửu trọng thiên và cửu u lập tức biến mất, phong thần bản rơi vào trong lòng triệu hằng, quỷ thần chân linh đồ lại về địa phủ, bên tai hai người vang vọng mấy chữ, vẫn chưa tới lúc, thiên ý khó dò, sắp thành lại bại. Cả Diêm La lẫn Triệu Hằng đều không kềm được sự quể oải trong lòng, Triệu Hằng không dám trì hoãn, lập tức nhảy ra khỏi phong thiên đài, thừa dịp cao lãm còn đang củng cố cảnh giới, thiếu huyền và hy nga bị phản lão thanh mục thu hút sự chú ý, nhờ sức mạnh của ma hoàng trảo bỏ trốn mất dạng, thanh mục biến mất, một dòng sông hư ảo thu nhỏ hiện ra giữa không trung, vòng quanh người thanh đế, so với dòng sông thời gian và vận mệnh trước đó chỉ khác nhau có một chút mà thôi, đó là thời gian bị ngạn hồi tưởng lại. Là căn cứ để giữ lấy tương lai dòng sông thời gian thật sự của chân thật giới rốt cuộc cũng đã thành hình dị tượng thứ tư của bỉ ngạn, quan âm nhiễu thân, thuộc về dị tượng ai ai cũng đều có thể nhìn thấy được. Nhìn thấy tam bảo như ý, nghĩ tới hai cái tên thánh Phật và nguyên thủy thiên tôn, hàng quản đột nhiên cảm nhận được thời gian nơi này gần sống, trở thành hỗn độn, thanh đế sắp chứng đạo. Hàng quản nghiêm mặt, tỉnh táo lại, không chút do dự, cầm bồ đề diệu thụ bỏ đi ngay, cơ hội khi đã bỏ qua, mất đi sẽ không quay lại nữa. Hôm nay chỉ có thể chấp nhận thất bại, có vùng vẫy nữa cũng chỉ gánh lấy kết quả chết thảm trong tay thanh đế mà thôi, hơn nữa không có bồ đề diệu thụ, chỉ dựa vào tam bảo như ý, ma Phật vẫn có thể gây nên sóng gió, chỉ là, vì sao tam bảo như ý lại ở dưới bồ đề diệu thụ mà không phải bên trên, thấy hàng quảng bỏ chạy, lại cảm ứng được thanh đế sắp đăng lâm bỉ ngạn, luân hồi thủ ấn phong đô đại đế huyễn hóa ra khẽ khựng lại, rồi biến mất, chỉ còn lại kim cô bổng sừng sững trên trời cao, giao thủ lần này ngộ không có cảm giác có lực mà không xuất ra được, chí cương gặp chí huyễn, không có tạo ra tí ti dư ba va chạm nào, hoàn toàn bị vô số tầng mộng ảo mê ly quấy nhiễu, rõ ràng thực lực mạnh hơn đối phương, thế mà lại bị lấy nhu thắng cương, lấy ảo làm thật, quấn chặt không thoát ra được, hừ một tiếng, kim cô bỗng lùi ra khỏi linh sơn, tề thiên đại thánh đứng thẳng trong kẻ hở chư giới, hỏa nhãn kim tinh nhìn thanh quan chiếu khắp thập phương. Nhìn dòng sông thời gian hư ảo lượng lờ quanh thân thanh đế dưới giao thủ của nó và phong đô đại đế, thần tượng thủy tổ sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh đã hoàn toàn vỡ tan, biển thủy triều biến mất, Minh Hải kiếm khựng lại, rồi bay trở về thiên ngoại, có thủy tổ ngăn cản kiếm khí và dư ba, hàng quản mới có cơ hội lấy được Bồ đề diệu thụ, tiếc là tam bảo Như Ý nằm ở đó đã khiến tất cả kế hoạch bị thất bại, Thất Sát đạo nhân thấy ma Phật chưa thoát ra được, mà mình cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên cũng lười sinh thêm sự, thu Minh Hải kiếm về trên không nam hoang tề chính ngôn thở dài bàn tay đeo ma hoàng trảo khẽ kéo một cái triệu hằng liền hiện ra trước mặt y triệu hằng cầm phong thần bản đã bị nhiễm một màu đen kịch cười chua xót thiên ý khó dò vốn dĩ đã có người ở sau chuẩn bị sẵn ta có thể chiếm được quyền khống chế cả phong thần bản phong thiên đài lẫn quỷ thần chân linh đồ không ngờ lại có bồ đề của phật chặn ngang một tay khiến mọi cố gắng đều thành mây khói còn nói cái gì mà chưa tới lúc Diêm la thiên tử tung ra quỷ thần chân linh đồ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai người, nhưng tề chính ngôn kế thừa kinh nghiệm và kiến thức của ma chủ, làm sao mà không để sẵn chuẩn bị sau lưng, nhưng sức người cũng có lúc tận, thiên ý quá là khó đoán, không ai lại ngờ bồ đề cổ Phật lại nhúng tay vào, tề chính ngôn bình thản, trấn an triệu hằng, chuyện thế gian ít khi có thể thuận buồn xuôi gió, con đường lúc nào cũng là quanh co, phạm phải sai lầm và gặp chuyện ngoài ý muốn là không thể tránh được chỉ cần kiên định đạo lộ của mình, sớm muộn cũng sẽ có lại được cơ hội, hơn nữa có kinh nghiệm và giáo húng lần này, sau này sẽ có kinh nghiệm hơn, từ, ít nhất cũng đã lấy được phong thần bản, triệu hàng lời còn chưa dứt thì dừng bạch, không dung hợp được với phong thiên đài, có lấy được phong thần bản cũng chỉ là vô ích, nếu mọi việc thuận lợi, y liền có thể sắc phong tới cấp vị tử vi tinh chủ, cũng chính là cực hạn phong thần của thiên đình khi xưa. Sẽ có đủ sức mạnh liên kết với các kẻ đại thần thông, bảo trụ thắng quả, nhưng hôm nay sắp thành lại bại, phong thần bản chưa có được cái thần dị này, mà y và tề chính ngôn lại không có đủ khả năng để bảo vệ nó, như đứa con nít cầm vàng đi dạo khắp phố xá, sẽ chỉ rước lấy những khao khát và họa sát sinh. Cao lãm đã chứng được truyền thuyết, sau lưng có đâu xuất cung và ngọc hư nhất mạch làm chỗ dựa, lại có cường giả của nhân hoàng di tộc, dù không có phong thần bản, thì cũng sẽ để ý tới nam hoang, tề chính ngôn vẫn bình thản. Thời gian tới sẽ rất khó khăn, có lẽ chúng ta phải tạm thời rời khỏi nơi này. 12 ma thánh trở về đều là chuyển thế trùng tu, dù dung hợp được ý niệm lạc ấn mình để lại trong trời đất, nhưng mà thời gian không chờ kịp, hiện giờ mới chỉ có ba người đạt tới truyền thuyết, dù có cả đại tự tại thiên tử thì e là cũng không thể chống đỡ nổi cao lãm đang khí thế chính thịnh, cường viện đông đảo, nhất là khi sau lưng còn có ma quân đang không ngừng để mắt tới, có kinh nghiệm kiến thức của ma chủ và sự kiên định của bản thân, Tề Chính Ngôn có tốc độ tu luyện cũng coi như cực nhanh, hiện giờ đã đạt tới Thiên Tiên đỉnh phong, nhưng vẫn còn cách truyền thuyết một quãng đường nữa, không áp chế nổi ma hoàng trảo, tình thế như vậy có muốn làm gì cũng không ổn. Trận pháp do đại tự tại Thiên Tử và các ma thánh kết thành co lại, hóa thành những cái phù văn, nhập vào ma hoàng trảo, tạm thời phong ấn nó, giúp tâm trí chí Tề Chính Ngôn không bị nó xâm nhiễm, xa vào đọa lạc, dòng sông hư ảo quanh người thanh đế mở ra nhập vào dòng sông thời gian và vận mệnh của chân thật giới trong dòng nước dòng sông của thanh đế ở phía quá khứ tiếp tục mở rộng khiến số lượng phân nhánh ra tương lai càng thêm dồi dào dòng sông khi chảy qua phù tan cổ thụ che trời lúc nó thân cây vừa thành qua lúc nó mới từ trong lớp đất đỏ thẩm mọc lên qua thời kỳ khi kỷ nguyên mới vừa bắt đầu địa hỏa phong thủy hỗn loạn tứ lược lúc dòng sông thanh đế đã đi tới giai đoạn kỷ nguyên này chưa mở định xuyên qua hai thời đại trở ngược về thời thái cổ Cơ thể Thanh Đế rung lên, khắp chân thật giới vang lên âm thanh trang nghiêm, nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, bản thân quang minh, chiếu vô biên giới, thân hình Thanh Đế tỏa ra ánh sáng quang minh sáng ngời màu xanh nhạt chiếu khắp Tam giới thập phương, ngay cả hư ảnh tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên và tầng cuối cùng của Cửu U cũng trở nên mông lung. Nguyện ta kiếp sau khi được chứng Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài thanh triệt, âm thanh như có bao nhiêu là tăng nhân cùng niệm, thân thể Thanh Đế như trở nên trong suốt trong ngoài thấu triệt, tựa như lưu ly. 12 đại nguyện của Dược Sư Vương Phật nối tiếp nhau âm vang, thân thể thanh đế biến hóa, lại phúc trạch chư giới. Nguyện ta kiếp sau khi được chứng bồ đề, nếu có hữu tình nào đi theo đường tà, tất sẽ giúp họ đều đi vào bồ đề chính lộ, âm thanh từ trên cao vô cùng vọng xuống, sau đầu thanh đế dâng lên một vòng thần quan tròn trịa, chiếu vào đáy lòng mỗi người. Nhưng đột nhiên thần quan biến mất, mọi dị tượng cũng biến mất theo, dòng sông thanh đế vọt lên, chui vào thân thể ông. Đại nguyện này, chưa hoàn thành. Nếu khi đăng lâm bỉ ngạn, có thể hồi tưởng được thời ban sơ của kỷ nguyên mình chứng đạo, xuyên qua được khoảng cách thời đại, tới được năm cuối cùng của kỷ nguyên trước, thì sẽ được nhìn thấy dị tượng thứ năm, nhìn thấy nguyên thủy. Đáng tiếc Phật môn chi thân dược sư vương Phật của Thanh đế lúc trước đã lấy bản nguyện công đức sáng lập ra lưu ly tịnh thổ, đạt tới cấp độ tạo hóa viên mãn, hôm nay đại nguyện chưa xong, không thể chứng ra dị tượng thứ năm vậy có nghĩa hồi đó đại nguyên của a di đà phật cũng đã hoàn thành cho nên mới trở thành cổ xưa giả mạnh kỳ thấy thanh đế không chứng được dị tượng thứ năm thì thở dài chẳng lẽ 48 đại nguyện của a di đà phật đã giúp y trở thành cổ xưa giả dị tượng tan dần thanh đế trở nên mông lung không còn nhìn thấy rõ cửu linh nguyên thánh bay qua hóa thành sư tử chính đầu uy mãnh thanh đế ngồi lên lưng nó thanh đế quay đầu nhìn ngọc hư cung giao mắt với mạnh kỳ khẽ gật đầu chào sau đó bàn tay khẽ chọc một cái, thò vào dòng sông thời gian của Linh Sơn, chụp vào khoảng thời gian mấy hơi thở trước khi hàng quản kịp lấy bồ đề diệu thụ, trở về quá khứ, thay đổi lịch sử, ngươi thoát được trước mắt, nhưng không thoát được quá khứ, nhưng dòng sông thời gian của Linh Sơn bỗng gợn sóng, trở nên đục ngầu, khiến cái chụp của thanh đế rơi vào chỗ không, là một bỉ ngạn đại nhân vật. Linh Bảo Thiên Tôn Mạnh kỳ cao mày, đây là cú ra tay đầu tiên sau khi thanh đế chứng được bỉ ngạn, thế nhưng lại thất bại. Thanh đế khẽ lắc đầu, khẽ dục cửu linh nguyên thánh, xuất hiện ở phù tang cổ thụ giới vực, nhìn thấy bên trong một nát tỏa sáng sinh cơ, tuế nguyệt trần ai đều giảm hẳn đi, tiên ý dạt vào thời thượng cổ cường thịnh lại được hồi phục. Cùng lúc đó, đông phương lưu ly tịnh thổ như ẩn như hiện, một vòng Phật quan viên mãn dâng lên ở Trung ương, được ta điểm tỉnh và trái cây kia giúp đỡ, thanh đế xem như cũng đã thành công, đông phương lưu ly tịnh thổ viên mãn tề sư huynh và triệu lão ngủ trong tay đã có phong thần bản có thể dùng bác bảo công đức trì giúp xung hòa tiền bối sống lại mạnh kỳ vui vẻ thầm nghĩ chỉ là chuyện cái quả cây kia là tiểu tang không nói hết sự thật hay là kim hoàng đã lừa cô ấy mạnh kỳ đang nghe chuyện trên tv audio cv bắt đầu kiểm tra lại mọi việc có liên quan của cố tiểu tang và kim hoàng dần dần hắn mò ra một ít vấn đề trước khi tiểu tang sống lại Tuy Kim Hoàng vẫn phái thủ hạ đi tìm manh mối cô ấy để lại để hoàn toàn diệt trừ cô ấy, nhưng hình như đều có sai sót ngẫu nhiên vì một mục đích khác, như trong vụ hỗn độn thanh liên tử trong Ngọc Hư Cung, bà ta giúp Sa Ngộ Tịnh thức tỉnh, không chỉ không làm các đại nhân vật khác phản ứng, mà ngay chính bản thân Sa Ngộ Tịnh cũng là cam tâm tình nguyện, làm các thần sứ khác không bất mãn. Sa Ngộ Tịnh thức tỉnh đã giúp La Giáo trở thành thế lực có truyền thuyết sớm nhất, trộm lấy một bộ di thể từ trong Linh Sơn hẳn là còn có bố trí khác, trận chiến ở phù tang cổ thụ giới vực, bà ta thông qua sa ngộ tình, hóa giải nguy hiểm ở chỗ đó, lấy được quả cây liên hệ đặc thù với thanh đế, sau đó lại vừa đúng lúc đưa cho ta, tạo nên tác dụng quan trọng giúp hôm nay thanh đế độ qua biển khổ, đăng lâm bỉ ngạn, tứ đại thần sứ tới cửa đánh nhau xong mục đích hình như chỉ là muốn giữ chân ngọc hư cung, tạo cơ hội cho di lạc và yêu tộc mà thôi. Lại nhớ tới kim ngao đảo hồng môn yến, vô sinh lão mẫu phái độ thế pháp vương tới thương lượng với viên hồng, hẳn là về Đông Hoàng chung, không ngờ bị thanh đế bắt gặp, dẫn tới đánh nhau, bà ta mượn ngay cơ hội này hàng xuống một chút sức mạnh, kích ra những chuyện xảy ra sau đó, làm đám người hắn bị đẩy về thời Trung Cổ, tuy bên trong cũng có bàn tay của đạo đức thiên tôn, nhưng kẻ màu dẫn ban đầu nhất định chính là Kim Hoàng, kết quả cuối cùng dẫn tới là điểm tỉnh cho dược sư vương Phật giúp thanh đế bước ra được bước quan trọng chứng đạo bỉ ngạn, mạnh kỳ lẩm bẩm hồi trước là kim hoàng hiện giờ là vô sinh lão mẫu hình như đều rất giỏi dùng kiểu thuận lý thành chương để che giấu tính toán của mình mà cái gọi là thuận lý thành chương đó rất có khả năng là do bà ta tự mình tạo ra kim hoàng không có mấy sát ý với ta vẫn luôn nương tay đối với chuyện tiểu tang sống lại vẽ thì vô cùng coi trọng nhưng thật sự tới khi cần mới hơi thể hiện ra một chút thôi như thế hoặc là tiểu tang căn bản không phải là mối đe dọa với bà ta không có cô ấy bà ta vẫn viên mãn được hoặc là bà ta đã để lại hậu chiêu gì đó mà chính tiểu tang cũng không biết, tự tin là dù tiểu tang có dở trò uy hiếp thì cũng vẫn dễ dàng giải quyết được trước khi cô ra tay, nên mới hạ quân cờ này, tùy cơ ứng biến, việc này đã từng bị bỉ ngạn đại nhân vật chú ý, nếu tiểu tang không phải mối đe dọa cho kim hoàng, không ngăn cản được bà ta viên mãn thì cơ bản không thể qua được mắt của họ vì đây là một điều cực kỳ quan trọng, không có khả năng kim hoàng bảo có thì họ tin là có, mà kim hoàng bảo không thì họ liền tin là không. Loại trừ dần các khả năng, chỉ còn lại một lời giải thích mà thôi, chính là Kim Hoàng đã cực kỳ chắn chắn có khả năng tiêu diệt Tiểu Tang trước khi cô ấy ra tay uy hiếp bà ta. Nhưng mà theo biểu hiện gần đây thì hình như Tiểu Tang cũng đã có chỗ dựa khác, giấu giếm rất nhiều bí mật, không biết có chống nổi Kim Hoàng hay không. Từ khi sống lại tới nay, lúc nào Tiểu Tang cũng biểu hiện ra khí chất rất giống với Kim Hoàng, có khi là do bản năng, có khi rõ ràng là cố ý bắt chước chẳng lẽ trong lòng cô ấy nghĩ sau khi chiến thắng kim hoàng sẽ hóa mình thành một kim hoàng khác nếu vậy thì kim hoàng đã để lại trong lòng cô ấy một bóng ma quá lớn càng hiểu thêm về đối phương càng có cả giác không thể nào thắng được đối phương chỉ còn cách bắt chước đối phương hóa thành đối phương may ra mới chống đỡ được một hai nhưng mà bắt chước kim hoàng thì sẽ không bao giờ ra được cái riêng chỉ thuộc về mình không bao giờ thoát được sự ràng buộc của bà ta không bao giờ chiến thắng được bà ta mạnh kỳ khẽ thở dài trong lòng cảm thấy thương tiếc cho Cố Tiểu Tang, mình và Ma Phật, bởi vì không có kế thừa ký ức và kiến thức, cho nên khi chém đứt liên hệ, chống lại đối phương, chỉ cần quan tâm tới thực lực, cảnh giới cấp độ, võ đạo thần thông, thể xác và tinh thần mà thôi, trong khi Cố Tiểu Tang tuy có được ít lợi từ ký ức và kiến thức của Kim Hoàng, còn thông thái hơn cả các tiền bối, luôn đạt được kết quả mà mình mong muốn, nhưng mà như vậy thì cuộc chiến giữa cô ấy với Kim Hoàng sẽ không phải chỉ là ở ngoài thân nữa mà còn ở trong tâm linh sự dày vò đó rất là khổ sở vất vả hèn gì dần dưỡng thành tâm tư khó lường bị tra tấn như thế bao năm hèn gì khi gặp được mình mới sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên dù không kinh động cố tiểu tang bế quan mạnh kỳ tin rằng cô cũng vẫn sẽ đoán ra được dụng ý thật sự của kim hoàng từ đó có bố trí phù hợp lần đầu tiên mạnh kỳ cảm thấy cố tiểu tang không phải là không thể nào hiểu được hắn lấy vạn giới thông thức phù ra liên hệ với tề chính ngôn chẳng nói gì tới chuyện giành quyền khống chế phong thiên đài chỉ bảo ta muốn làm xung hòa tiền bối sống lại xung đột của họ với cao lãm là do con đường theo đạo của bản thân do lý tưởng và chấp niệm khác nhau hắn tạm thời chưa tìm ra giải pháp nhưng cũng không thể đứng hẳn sang phe nào nên chi bằng không đề tập tới giọng tề chính ngôn chẳng chút cảm xúc phần lớn sức mạnh của phong thần bản đã bị bồ đề cổ phật phong ấn tuy sức mạnh không cao nhưng mà rất là huyền ảo dù có kiến thức của ma chủ nhưng ta vẫn chưa tìm ra được biện pháp trừ khử, phải đành hóa giải từ từ, ít nhất 5 năm mới có hy vọng thành công, bồ đề cổ Phật muốn cái gì? Mạnh kỳ ngạc nhiên, nói là chưa tới lúc, tách phong thiên đài, phong thần bản và quỷ thần chân linh đồ ra, chuyện này mình có thể hiểu được, vì những gì có liên quan tới thiên đình, đại địa và âm tàu, bỉ ngạn đại nhân vật đương nhiên sẽ không ngồi im nhìn. Nhưng ông ta phong ấn phong thần bản làm cái gì? Quỷ thần chân linh đồ có bị phong luôn không? Tề Chính Ngôn thản nhiên trả lời, ta không biết, nhưng Bỉ Ngạn giả làm việc đều là có lý do, nhất định lý do này rất thâm sâu. Có lý, Mạnh Kỳ gật đầu, hừ, chờ ta đăng lâm Bỉ Ngạn, sẽ làm liền mấy chuyện vô nghĩa cho các ngươi xem. Cười mỉm, Tề Chính Ngôn lại nói, lão ngũ có chút ấy nấy, nhưng hắn không hề hối hận, chúng ta định rút lui về Cửu U, rút lui về Cửu U, sắp phải chia tay nên tề chính ngôn có được một lần hiếm hoi giải thích trạng kẻ, cao lãm hiện đang thanh thế rất lớn, chúng ta chỉ có thể tránh đi mà thôi. Ở trong cửu U, thực lực của đại tự tại thiên tử và các ma thánh sẽ được tăng lên, hơn nữa tà ma tà thần bị cửu U ô nhiễm, bản tính sẽ tăng mạnh, khó mà liên kết lại được với nhau, dù không thể tiêu diệt từng bộ phận, cũng đủ giúp chúng ta có nơi sống yên ổn, có không gian trưởng thành, là truyền nhân ma chủ, đương nhiên y biết những thứ quan trọng đối với ma đạo, đột phá ở trong cửu u sẽ giúp dị tượng không bị hiển hiện lọc ra ngoài, vậy nam hoang thì làm sao? Mạnh kỳ nghĩ nghĩ, không có ý cản nữa, truyền nhân ma chủ trở về cửu u, có khác gì rồng về biển lớn, khiến người trong thiên hạ, không vì giàu nghèo quý tiện, tư chất cao thấp mà bị đối xử khác biệt với nhau, chỉ cần cố gắng tự cường thì đều sẽ có cơ hội có được một công pháp không kém ai. Tâm nguyện ban đầu đó của ta tới hôm nay xem như cũng đã đạt được rồi, giọng tề chính ngôn có phần cảm khái, nhờ thế giới vạn giới thông thức của ngươi, chuyện này cũng đã cắm được rễ xuống, dù ta có rời đi cũng không bị sao cả, mà những tà ma tà thần vào trong cửu u không vượt qua được bản tính, không tránh thoát được số mệnh kia cũng là sinh linh, chúng cũng cần có cơ hội, dù Nam Hoang có bị quy về Đại Chu, y vẫn tin rằng Mạnh Kỳ sẽ không làm cho xu hướng võ học hiện giờ thay đổi, cao lãm lại càng không bởi vì chuyện này có ích với nhân đạo. Mạnh kỳ nghe mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, niềm tin của tề sư huynh đối với hắn nặng nề quá, hắn há miệng thở dốc, chỉ nói được một câu, bảo trọng, sẽ có ngày tái kiến. Tề chính ngôn mỉm cười, sau đó quay đầu đi, cao giọng nói với đám đại tự tại thiên tử, triệu hằng, ma thánh và bọn thuộc hạ ở sau lưng, xuất phát, mục tiêu, cửu u, mạnh kỳ thở dài, sau đó thu hồi tâm thần, bắt đầu làm việc mình cần làm. Lần này hắn đã biết được sự đáng sợ của bỉ ngạn, biết được uy lực khủng khiếp của những kẻ đại thần thông cũng nhận thức được thực lực hiện giờ của mình là chưa đến đâu đến khi quan trọng lại chẳng đủ sức tạo ra được tác dụng gì ngay cả chuyện cướp lấy phong thần bản hay hỗ trợ mưu kế thành lập thiên đình của hàng quản cũng đều không thành công đều chỉ cần chuẩn đề đạo nhân tiện tay quẹt một cái là hoàn toàn tan thành mây khói chẳng làm gì được nữa đây chính là thiên ý cho nên suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn bây giờ chính là phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên chuyện thứ hai phải làm là hỗ trợ sư phụ ngầm thành lập một địa phủ khác hiện giờ đã có thanh đế thời gian sắp tới sẽ khá là yên bình vô cùng thích hợp bế quan để tăng thực lực mạnh kỳ lại thần du vạn giới lưu lại những ấn ký ta khác của mình ngọc hư cung lại chìm vào an bình và sâu thẳm tán thần sa mạc ở giữa hãng hải hoang mạc và tây cực hoang mạc càng đi về hướng tây thì càng hoang vắng đến nguyên hải thì không còn đường đi nữa nơi này là một trong những nơi bị ảnh hưởng dư ba mạnh nhất của trận chiến thượng của thiên đình rơi xuống không biết đã có bao nhiêu thần linh từ cửu trọng thiên tinh vẫn ở đây mai tán sâu trong lòng đất phá hủy hoàn toàn sự phì nhiêu màu mỡ biến nơi này trở thành tử địa từ thời vạn cổ đến nay mới lại dần có sinh cơ tái hiện hình thành được ít ốc đảo ở nơi này ẩn đâu đó là động thiên đã vỡ tan của các thần linh một phần nhỏ bị lộ ra ngoài tạo ra các di tích bí địa khiến địa thế của tán thần sa mạc trở nên vô cùng phức tạp những thần linh ấy đều là chấp niệm mãi mãi không tan hóa thành ác quỷ hoặc thứ gì đó tương tự không ngừng sinh lại diệt diệt rồi lại sinh vạn cổ không tiêu dù ánh nắng có chó chan chiếu xuống thì cũng vẫn nghe được tiếng quỷ khóc thê lương cũng chính vì vậy tán thần sa mạc đối với ngoại cảnh cường giả thì khá là nguy hiểm không có được thực lực nhất định thì tốt nhất là chỉ nên đi theo tuyến đường dọc theo các ốc đảo để đi qua nó mà thôi trong một ốc đảo nào đó hơi nước đậm đà, ướt át, sừng sững những kiến trúc cao như cự tháp, mang phong cách mặt da rất rõ ràng, cùng với người bản địa và lữ khách đi ngang qua sa mạc không ngừng lui tới tạo thành một khu vực phồn hoa không kém gì trung nguyên phúc địa. Điền vạn triết cắn một miếng cỏ bản địa chứa đầy nước ngọt, thừa dịp ngày nghỉ, lắc lư đi ra đường, con mắt nóng trực ngắm nghía đám phụ nữ Tây Vực có vẻ ngoài bốc lửa ở xung quanh. Hắn vốn là người Hoàng Châu, ở một vùng khỉ ho cò gáy, lại bị tông tộc thế gia bóc lột, thường thường chỉ vừa đủ no bụng, sau này được vạn giới thông thức phù mở rộng tầm mắt cho miễn phí, học tinh hỏa đại pháp, cuộc sống mới dần được cải thiện, tầm mắt cũng dần được mở rộng thêm ra, không muốn chôn cả đời ở cái nơi xa xôi hẻo lánh kia nữa, nên mới hưởng ứng lời kêu gọi của nhân hoàng, theo mặt cung và triều đình tạo thành đội ngũ di dân đến Tây Vực, muốn biến sa mạc thành ốc đảo, mở ra một vùng phồn hoa, mặt cung và vạn tượng tông, đại chu triều đình hợp tác với nhau, hai năm nay cuối cùng cũng đã tìm ra được cách hiệu quả hóa sa mạc thành đất sống, khiến diện tích ốc đảo nơi này nhanh chóng mở rộng, cả vạn người đồng lòng góp sức đã biến nơi này thành một trong những khu vực phồn hoa nhất Trung Nguyên. Di, vạn giới thông thức phù lại đang có hoạt động miễn phí. Điền vạn triết bây giờ đã trở thành người có ít tiền, có địa vị nhất định, nhưng vẫn giữ lại thói quen hồi còn niên thiếu là thích lang thang qua những phố xá sầm uất, dù chỉ để nhìn vì không đủ tiền mua những thứ mình thích. Đi được một hồi, trước mắt hắn bỗng sáng lên nhìn thấy một tấm biểu ngữ đỏ rực to tướng hình như là cái gì đó có liên quan tới vạn giới thông thức phù hắn vội nhìn kỹ vạn giới thông thức phù kiểu mới vượt thời đại có thể buộc định hồn phách không còn sợ bị mất hay bị trộm hôm nay được miễn phí lấy củ đổi mới còn chờ cái gì nữa qua wow, hay quá điền vạn triết nghĩ định xông vào đổi ngay cho mình với lão gia tử một cái ký ức bị mất vạn giới thông thức phù dẫn tới tổn thất biết bao nhiêu vẫn còn rất mới mẻ trong đầu hắn đương nhiên với kiến thức hiện giờ của hắn cũng đoán ra được hoạt động này sẽ không được thuận lợi đâu phàm là những người có thực lực và địa vị nhất định con đường võ đạo sáng sủa thì đâu có ai muốn cột hồn phách của mình vào với vạn giới thông thức phù thế chả phải đưa tính mạng của mình vào tay ngọc hư cung cho họ quyết định hay sao điền vạn triết lắc đầu quay người về nhà định lấy luôn tấm vạn giới thông thức phù của lão gia tử rồi quay lại đây còn những chuyện khác vốn không liên quan đến mình mà hắn cũng chẳng làm được gì lúc trước khi vừa mới tới tây vực là hắn đi cùng với ba mẹ hôm nay mẫu thân hắn đã mất phụ thân tuổi cũng đã cao cộng với hồi xưa làm lụng vất vả khiến thân thể đã cạn kiệt lâu lắm rồi không còn đi ra ngoài mà chỉ nhàn tản ở nhà có người hầu hạ lạc thú lớn nhất của ông chính là vạn giới thông thức phù nhanh chóng đổi xong Điền Vạn Triết cũng quên luôn việc này, quay về việc chính là hỗ trợ mặt cung, Vạn Tượng Tông đi sâu thêm vào tán thần sa mạc tiếp tục công trình cải thiện địa thế, mở rộng ốc đảo, nhoáng lên một cái mấy tháng qua đi, phụ thân Điền Vạn Triết cũng tới lúc dầu hết đèn tắt, không chống đỡ được nữa, buông tay ra đi, làm lễ tan xong, trong linh đường chỉ còn có một mình Điền Vạn Triết, hắn quỳ trước linh vị, hai mắt đỏ bừng, cầm tấm vạn giới thông thức phù phụ thân thường dùng, ra vẻ bình thường hài hước nói, cha, sinh tử có mệnh, thọ nguyên tại thiên, ít nhiều gì người cũng đã hưởng được gần 10 năm vinh hoa phú quý, không cần phải khổ sở nữa, nói đến hai chữ khổ sở, giọng hắn run run. nhớ ngày đó chúng ta vừa đến Tây Vực, ngay cả chỗ ngủ cũng không có, phải cắm lều ngủ hang đất, con ỷ mình có võ công, tuổi trẻ mạnh khỏe quyết định gác đêm để tránh giả thú, không ngờ cuối cùng lại ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại mới biết thì ra phụ thân và mẫu thân đã thay phiên nhau trực đêm, xua mũi cho con nói lãm nhảm một hồi lâu, tiếng khóc của hắn cũng dần to lên, hắn hít sâu một hơi, cha, người hãy yên tâm, tiền giấy nến sát rất đủ, người tới âm tàu địa phủ cứ tiếp tục thoải mái hưởng thụ đi nhé, nếu gặp được mẫu thân, nhớ báo mộng cho hài nhi biết, ừm, con biết người thích đi dạo thế giới vạn giới thông thức, thích đọc cố sự, thích xem những tiết mục quay trực tiếp, nên đã nhờ đạo trưởng có pháp lực cao chế cho cha ít chế bản, tí nữa đốt cho cha nhé. Có chút ít cũng còn hơn không ha, dù chỉ có bề ngoài thôi xem đỡ cũng được, vạn giới thông thức phù của cha con giữ lại, sau này con có con sẽ truyền lại cho nó. He he, cha à, thực ra bây giờ con cũng sướng rồi, ít nhất không còn bị cha mẹ hỏi bắt thành thân nữa. Thế giới này rộng lắm, con vẫn còn chưa xem đủ đâu. Câu nói nghe thì khôi hài nhưng thật sự lại mang theo ý vị bi thương. Điền Vạn triết biết người chết như đèn tắt, những lời nói vừa rồi chỉ là để xả hết cảm xúc của mình ra mà thôi chứ chẳng liên quan gì tới phụ thân. Hắn để vạn giới thông thức phù của phụ thân sang bên, định móc mớ ấn bản kia ra đốt cho cha. Đúng lúc này, hai căn nến trắng bỗng rung chuyển kịch liệt, trong linh đường nổi lên một cơn gió mạnh lạnh toát. Điền vạn triết dở khóc dở cười nói, thật là đúng lúc, suýt nữa làm con sợ muốn chết. Hắn vừa dứt lời, vạn giới thông thức phù ở dưới đất trung lên ong ong, tỏa ra quan mang nhàn nhạt. Ai tìm lão gia tử vậy cà? Không biết phụ thân đã qua đời rồi sao? Điền vạn triết không người cầm thông thức phù lên, không thấy có tên ai hiện ra cả, thì cao mày khó hiểu, alo, là ai thế, vạn triết, là phụ thân con đây. Một giọng nói mơ hồ vọng ra, cha. Điền vạn triết vừa bực mình vừa buồn cười, tên chết tiệt nào lại dám đùa kiểu khốn kiếp này vậy, tuy giọng nói bắt chước rất giống giọng của lão gia tử nhà hắn, nhưng cái linh đường đang ở trước mắt hắn này đâu phải chỉ để bài trí cho vui, nhất định phải tìm ra là ai, dạy cho y một bài học không bao giờ quên ta đang ở âm tàu địa phủ ở đây đáng sợ lắm chỗ nào cũng có tiếng kêu trên thảm thiết nói tới đây đối diện hơi ngừng lại hạ giọng con nghi ta giả hả không ai hiểu rõ con hơn cha không phải là nghi mà là khẳng định điền vạn triết yên lặng trả lời hắn còn chưa mở miệng đối diện đã tiếp tục nói con ba tuổi còn tè ra quần bảy tuổi rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối may mà ta phát hiện sớm cứu được kịp thời vì sợ mẹ ngươi quở trách nên không dám nói cho mẹ con hay, con không muốn thành hôn là vì đã có người mình thích, nhưng mà người ta không có thích con, từng chuyện được moi ra, điền vạn triết nghe mà cả người lạnh toát, ngọn nến trước mặt lay động không ngừng, chiếu gương mặt hắn xanh lè, thật sự là cha gọi từ âm tàu địa phủ tới nói chuyện với hắn, không phải người chết như đèn tắt, chỉ có chấp niệm sót lại, hóa thành ác quỷ sao, sao mình lại có thể nói chuyện với người đã chết, điền vạn triết tráng ướt mồ hôi, cả người căng thẳng, Sợn cả tóc gáy, khàng giọng hỏi, cha, sao, sao cha có thể liên hệ với con, à không, với Dương Giang, trước đó ta vẫn chưa biết, mãi tới lúc bị cảnh tượng đáng sợ xung quanh làm ta sợ quá tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy mình với vạn giới thông thức phù có một mối liên hệ kỳ lạ, có thể liên thông, liệu có phải là cái mà hồi trước con bảo là hồn phách buộc định gì đó không? Lão gia tự hỏi, đúng rồi, hồn phách buộc định có thể vẫn buộc định cho đến sau khi chết buộc định đến cả âm tàu địa phủ, điền vạn triết bật thốt. Ô, cái công năng này cũng quá trâu bò đi. Lão gia tử nuốt nước miếng, vạn triết, cha không sợ chết, dù sao cũng đã sống đủ lâu rồi, nhưng mà cái nơi âm tàu địa phủ này rất, rất đáng sợ, con có thể nghĩ cách nào không? Đó, con nghe không? Cái tiếng hét thảm thiết đó chính là một quỷ hồn bị để vào trong nồi dầu tạc đó, bên cạnh còn có một cây thiết thụ có thể cưa đứt người chúng ta luôn, còn có. Mà thôi, ta không nói nổi nữa, chết cũng đã chết, nhưng còn phải chịu tra tấn như thế này thì ghê quá. Hơn nữa ta còn nghe quỷ sai chung quanh nói chúng ta còn sẽ bị đầu nhập vào luân hồi, nói không chừng sẽ biến thành súc sinh, hoặc là trở thành ngạ quỷ vĩnh viễn ăn không đủ no nữa. Điền vạn triết cố gồng cả người lên mà đáp, cha, cha đừng sợ, cha vừa mới chết, nhất thời hẳn sẽ chưa tới phiên cha đâu, để con nghĩ cách xem xem có thể mời cao tăng đạo sĩ siêu độ đưa người ra khỏi đó không, à, còn cả mẫu thân nữa ừ, ừ, hay lắm, ta chỉ muốn nhắc cho con biết dự tính ba tháng sau là sẽ tới phiên ta đó, lão gia tử dừng một chút, nói tiếp, công năng của vạn giới thông thức phù ở trong âm tàu địa phủ bị giới hạn rất nhiều, hơn nữa xung quanh đều có quỷ sai, ta sợ thường xuyên sử dụng sẽ bị phát hiện, con nhớ kỹ mỗi ngày nhớ đốt cái mới cho ta, tiếp một ấn bản gì đó, để sau này ra khỏi địa phủ ta sẽ từ từ xem, điền vạn triết miệng há hốc, mắt đờ cả ra, nghe mà sửng sốt, lần đầu tiên nghe nói người chết còn có yêu cầu như thế đây rốt cuộc là cái thế đạo kiểu gì thế đúng rồi vạn triết con cũng không còn nhỏ nữa không thể chỉ theo đuổi người mình thích còn phải nối dõi tông đường sau này con chết mới có người đốt tiếp một ấn bản giải trí cho con lão gia tử lại bồi thêm điền vạn triết càng thêm ngây dại má ơi chết rồi mà vẫn còn nhớ chuyện bức hôn trò chuyện bị ngắt âm phong cũng tan đến trắng nhẹ nhàng đung đưa bốn phía chìm vào trong im lặng nhưng hơi nóng vạn giới thông thức phù trong tay điền vạn triết tỏa ra nhắc cho hắn biết những chuyện vừa xảy ra đều là chuyện thật. Ngày trăng tròn, tiếng quỷ khóc trong tán thần sa mạc càng thêm thê lương, như địa ngục giữa nhân gian. Ở một nơi nào đó trong hiểm địa, âm phong khắp nơi, hắc khí quay cùng, hư không chốc chốc lại lồi ra những gương mặt mơ hồ mà dữ tợn. Chốc chốc có những oán độc hồn linh kết thành quần kết đội bồi hồi hút lấy dương khí, xóa sạch sinh cơ của tự nhiên. Ở nơi đã vạn năm không người bước vào nơi này đột ngột xuất hiện một hòa thượng trung niên mặt tăng bào vàng, khoác cà sa đỏ, khuôn mặt tuấn nhã, dáng người gầy gầy, chính là thiếu lâm bồ đề viện thủ tọa huyền bi, khí chất u buồn bao năm của ông đã chuyển hóa thành bi thiên mẫn nhân nhàn nhạt ưu thương. Hô, có sinh linh đi đến, có khí tức huyết nhục, đám quỷ vật trong cốc lập tức điên cuồng, hắc khí ào ào vọt tới, âm lãnh tới mức khiến mặt đất xuất hiện những tầng băng dày, ngoại cảnh trở xuống mà đi đến nơi này căn bản không cần oan quỷ hấp hồn, chỉ trụ được mấy hơi là sẽ ngã lăn, bởi vì dương khí và nhiệt độ cơ thể đã bị hoàn cảnh nơi đây hút sạch không còn. Vạn quỷ dạ hành, tử khí tràn ngập, so với chúng, huyền bi nhỏ bé chẳng khác gì một tảng đá trong biển cả bao la, nhưng bước chân ông không hề ngừng, vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, hai tay chấp thành chữ thập. Sau hôm nay, trong trăm ngàn ức kiếp, ứng có thế giới, tất cả chúng sinh trong địa ngục và tam ác đạo chư tội khổ ta thề nguyện đều cứu rời khỏi địa ngục ác thú súc sinh ngạ quỷ khiến những người bị tội báo này đều thành phật ta mới thành chính giác trong phật âm tăng nhân đi trong sơn cốc dần biến thành một kim thân bồ tát chân đạp hắc băng ảm huyết lưu ly không hề bị lây nhiễm chút nào nét mặt thương hại trang nghiêm không có thống hận cũng không có thù ác như cừu từng vòng phật quan từ huyền bi địa tạng bồ tát kim thân tỏa ra làm tan những tầng băng tinh lọc máu đen xua tan âm phong đẩy tan hắc vụ mặt đất đầy âm lãnh mọc ra những đóa thần hoa màu vàng, không giống liên hà, cũng không giống bà la, mà giống hoa bỉ ngạn ở hai bờ hoàng tuyền cuồn cuộn. Theo tiếng niệm kinh, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mãn vang vọng, tịnh thổ thành hình, không ngừng lan rộng ra ngoài, bao phủ những hoang hồn ác quỷ vào trong. Công pháp đặc thù của Phật môn khác với đạo gia là cần phải thành truyền thuyết mới có thể ở chân thật giới tự tích động thiên, chỉ cần vừa chứng kim thân. La Hán là có thể ở ngoài thân diễn hóa ra một tịnh thổ thuộc về bản tôn. Đương nhiên, tịnh thổ của người trước cảnh giới truyền thuyết đều chỉ cùng loại với cấp tông sư, khác về mặt bản chất với động thiên tự tích. Huyền bi kim thân hai tay tạo thành chữ thập đi tới, quanh thân đều là tịnh thổ. Những đống kim quang như từng La Hán từng vị bồ tát lượng lờ, cùng tụng thánh hào địa tạng, phật âm vang vang. Những quan hồn ác quỷ oán độc nhanh chóng biến mất, gương mặt vặn vẹo thay đổi không còn, rơi xuống tịnh thổ rơi xuống phía sau lưng huyền bi kim thân nét mặt an bình mắt hiện thanh tịnh địa tạng bồ tát kim thân kết hợp báo thân phương tịnh thổ này chẳng khác gì một phật quốc thu nhỏ khoan hồn ác quỷ được huyền bi độ hóa đều có thể trường tồn ở đây tu trì phật pháp cho đến khi ông viên tịch nhưng nếu trước khi huyền bi viên tịch chứng được phật đà quả vị hoặc bước vào truyền thuyết cảnh giới tịnh thổ sẽ thật sự trở thành phật quốc hóa thành một thế giới khác thì nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại cho tới khi chung kết chỉ sau mấy hơi ngắn ngủi một nơi tử khí và âm lãnh dày đặc đã trở về yên tĩnh, không còn tiếng quỷ khóc, sinh cơ lại nảy mầm, huyền đi không hề thấy vui, ngược lại thở dài một tiếng, lại bị vị thí chủ kia chạy mất, sau khi chứng được địa tạng kim thân, ông tuân theo ý nguyện của mình, đi tới tán thần sa mạc độ hóa oan hồn ác quỷ trong các vùng hiểm địa. Nửa năm trước gặp được một quỷ vật mới chỉ vạn năm nhưng đã có vài phần cảm giác của thần linh thượng cổ, vô cùng hung lệ, khiến ông không ngừng muốn hóa giải chấp niệm trong lòng y hóa giải những cảm xúc tiêu cực của y, nhưng lúc nào cũng bị y sống mất, không chặn lại kịp. Quỷ vật mới chỉ mở một cấp linh trí mà đã khủng bố tới như vậy. Huyền bi khẽ niệm Phật hiệu, thu tịnh thổ vào trong cơ thể, dưới chân mọc ra kim liên, nâng ông bay lên trời, bay tới một khu vực khác của tán thần sa mạc. Dọc đường đi, ông không ngừng niệm kinh, vừa đi vừa siêu độ những oan hồn ác quỷ không còn bị chấp niệm cuốn thân. Ông đang bay qua một ốc đảo thì chợt dừng lại, mắt nhìn xuống vẻ nghi hoặc có âm khí chấp niệm khó tiêu nhưng lại không mang theo hung lệ và dữ tợn huyền đi lẩm bẩm nếu không phải ông tu luyện địa tạng kim thân vô cùng mẫn cảm với điều này thì e là đã không nhận ra được động quan hàng xuống huyền đi theo cảm ứng lần tới một căn nhà đã khá cũ gõ cửa đông 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 âm thanh có nhịp nhưng lại không làm cho người ta phiền lòng người gác cổng ngái ngủ mở cửa nhỏ nghi hoặc hỏi đại sư nửa đêm tới cửa có chuyện gì chăng quý trạch gần đây có bị quỷ nháo không? Huyền Bi hỏi thẳng, các cổng ngẩn người, không có nghe nói có quỷ nháo gì, nhưng lão gia nhà ta dạo này mời biết bao nhiêu là cao tăng và đạo trưởng nổi tiếng, tiếc là mãi vẫn chưa thấy hài lòng. Huyền Bi gật đầu, lão nạp vừa vặn am hiểu siêu độ quỷ vật, mong thí chủ báo cho chủ nhân một tiếng, các cổng chăm chú nhìn ông một hồi, có phải lại thêm một hòa thượng vì thấy giải thưởng treo nhiều tiền nên lần tới không đây, hòa thượng nào tới đây cũng nói như vậy hết nghĩ nghĩ, nhớ ra lão gia cũng thật sự coi trọng việc này, nên y khép cửa, đi vào trong bẩm báo, dây lát sau, điền vạn triết đi ra cửa đón, gia phụ hàng đêm đều về báo mộng với ta về cảnh đau khổ sau khi chết, mong đại sư từ bi vi hoài, giúp ta hóa giải. Điền vạn triết nói thẳng, khóe môi hắn mọc nhọt, mắt thâm quần nặng. Dạo này cầu tăng vấn đạo biết bao nhiêu người đều không cứu được lão gia tử ra, trên vạn giới thông thức thiên địa còn bị người ta cười nhạo cho một trận, dần dần trở nên sốt ruột nên dù đang đêm nhưng nghe nói có cao tăng tới cửa hắn thật rất hy vọng có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống nằm mơ cảnh sau khi chết huyền bi chăm chú điền vạn triết với thần thông phật môn của ông không cảm ứng được là hắn nói dối nên bất động thanh sắc nói tìm giúp một vật có ký thác chấp niệm của lão thí chủ để ta dùng phật pháp hóa giải theo lão nạp nghĩ hẳn là cái vạn giới thông thức phù bên hông thí chủ điền vạn triết lập tức lùi liền mấy bước suýt nữa vấp vào cửa ngã ngửa nhìn hòa thượng đầy kinh hãi vị đại sư này thật lợi hại viết một cái đã nhìn ra vạn giới thông thức phù có liên quan tới chấp niệm của lão gia tử nghĩ nghĩ do dự nửa ngày hắn nghiến răng thỉnh huyền bi vào thư phòng lấy tấm vạn giới thông thức phù ra giọng bi thương nói đại sư xin cứu gia phụ địa ngục quá đáng sợ chỗ nào cũng là tra tấn làm con cái sao có thể để cho phụ thân chịu cực khổ ấy huyền bi tiếp nhận vạn giới thông thức phù trong tay tỏa ra quang hoa hai màu đen trắng, khẽ vuốt lên một cái, nhưng chỉ cảm nhận được âm khí chấp niệm mà thôi, không còn gì khác. Thí chủ, việc này ngươi phải nói từ đầu tới cuối cho lão nạp biết, bằng không lão nạp cũng không làm gì được. Ông thật lòng nói, điền vạn triết không chút do dự, thành thành thật thật kể lại chuyện vạn giới thông thức phù sau khi buộc định hồn phách có thể nối tiếp xuống tới địa phủ, nói chuyện được với người chết, xong đầy hy vọng hỏi huyền bi, đại sư có cách không, âm tàu địa phủ huyền đi trong lòng kinh ngạc cái vật đã tiêu thất mười mấy hai mươi vạn năm không ngờ nay lại xuất hiện không phải chỉ còn xuất hiện trong kinh phật và thoại bản nữa mà vạn giới thông thức phù sau khi buộc định hồn phách lại còn có thể thẩm thấu vào tới địa phủ lại càng khiến ông sửng sốt theo lý âm tào địa phủ tất có ngăn cách không biết là kẻ bí mật thành lập giới này thực lực không đủ không che giấu được chư quả chi nhân hay là còn có nguyên do gì khác ừ trong tay đồ đệ nhà mình hình như có hoàng tuyền hài cốt Trầm ngâm một hồi, huyền bi nói, lão nạp phải tự mình trò chuyện với lão thí chủ một phen mới có thể xác định biện pháp, đại sư, vậy xin chờ một chút, đợi gia phụ chủ động liên hệ, nếu không sẽ bị quỷ sai của địa phủ phát hiện. Điền vạn triết lo lắng nói, huyền bi gật đầu, không nói gì nữa, khẽ niệm địa tạng độ hồn kinh, thiện âm nhẹ nhẹ khiến sự sốt ruột và sầu lo của điền vạn triết dần tan biến, không biết qua bao lâu, sách trời tờ mờ sáng bỗng nhiên vạn giới thông thức phù phát ra tiếng chấn động ong ong, tỏa ánh sáng trong suốt, âm phong cuộn lên trong phòng. Điền vạn triết cuốn quyết tiếp nhận, báo mọi chuyện cho lão gia tử, rồi đưa cho huyền bi, đại sư xin nói ngắn gọn thôi. Huyền bi gật đầu, lão thí chủ không cần phải gấp gáp, cũng không cần nói chuyện, ở trong lòng mặt niệm pháp danh huyền bi của lão nạp 7749 lần là được, ông sẽ dùng cái này để vận chuyển tha tâm thông. Xuyên thấu qua cảm thụ của Điền Lão Gia Tử để xem cảnh tượng dưới địa phủ. Huyền Bi Sư phụ Phật môn của Nguyên Hoàng, Huyền Bi Điền vạn triết sửng sốt, một lúc sau, Điền lão gia tử mặt tụng hoàn tất, Huyền Bi nhắm mắt lại, thân thể tỏa ra kim quang ôm nhu như nước, sắc mặt ông dần trở nên trầm trọng, càng thêm thương hại, từ bi, cảnh tượng thê thảm trong âm tàu địa phủ đã kích thích cực mạnh tới tâm linh ông, chết rồi mà vẫn còn phải chịu đựng sự thống khổ đến thế, tới lúc này, ông mới hiểu được tâm tình của địa tạng Bồ Tát khi phát ra đại nguyện có một loại cảm giác thần thánh song lại có nhiều hơn một cảm giác trách nhiệm khó tả ta phải thành lập tịnh thổ tiêu giải oán độc cho mọi sinh linh sau khi chết để họ không còn bị khổ địa ngục không trống thề không thành phật chúng sinh độ hết mới chứng bồ đề kết thúc trò chuyện viền bi mở to mắt ôm nhu nói điền thí chủ yên tâm lão nạp đã có biện pháp ta đi mời giúp đỡ chốc lát sẽ về ngay chỉ dựa vào mình thì không đủ sức cứu được người vạn giới thông thức phù này có thể liên thông địa ngục, lên ngọc hư cung thỉnh cầu hỗ trợ sẽ không sai. Nghĩ tới đây, ông bỗng thấy xấu hổ, mình là sư phụ và trưởng bối, lại phải tới chỗ đệ tử nhờ xin giúp đỡ, thật là có phần xấu hổ. Nhưng nếu có thể cứu ra được những hồn linh chịu khổ, một chút lúng túng ấy có tính là gì? Động quan vừa khởi, ông bay về hướng đông, tới Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung mới hạ xuống, lão nạp muốn cầu kiến trưởng giáo quý phái. Huyền Bi đi đến chỗ phòng gác cổng, nói với Đại Thanh Căng ở bên trong. Đại Thanh Căng vội chạy ra, cười nịnh nọt, Đại sư xin đừng thách khí như vậy, chỉ là, chỉ là trưởng giáo lão gia vừa vặn đã đi ra ngoài, không có ở trong nội môn. Huyền Bi giật mình, xin hỏi đã đi đâu? Có liên lạc được không? Nếu đã có thể dùng vạn giới thông thức phù câu thông, lại có đặc thù truyền thuyết không chỗ không ở, ra ngoài với không ra ngoài có gì khác nhau sao? Đại Thanh Căng cành lá đung đưa, sau lưng là hao thiên quyển đang thò đầu ra, cười tủm tỉm nói, đại sư mời vào, để tiểu bẩm ngay, có chuyện không tiện để cho người ngoài biết, hắc hắc, vào ngọc hư cung, có vạn giới thông thức cầu tạo thành gợn sóng, mới có thể che chắn đi rất nhiều tai mắt, huyền bi gật đầu cất bước, theo đại thanh căng bước vào ngọc hư cung, đi đến nơi đại khách, ngoài cửa sổ hoa cỏ phồn thịnh, bốn phía u tỉnh, đại thanh căng nhìn quanh một vòng, nói rất khẽ, đại sư không biết, chưởng giáo lão gia nhà ta mấy hôm trước từ chính miệng ma đế tề chính môn nghe được một chuyện bí mật chính là thượng cổ tà thần hoàng tuyền trở về xuất hiện ở bên bờ huyết hoàng trường hà hình như là muốn đi sinh tử nguyên điểm nói tới đây nó lại nịnh nọt cười loại chuyện này chính là chư thiên đại bí vốn không thể nói cho người ngoài nhưng mà đại sư đâu có phải người ngoài không chỉ chưởng giáo lão gia không bao giờ quên sư ân ngay cả tiểu cũng thường được nghe sự từ bi của đại sư đã sớm sinh kính ngưỡng và thân cận hôm nay nhìn thấy, thật là còn hơn xa những lời đồn đại, hào thiên quyển nghe mà cái đuôi dựng thẳng lên, thực muốn nhào lên cắn cho tên kia một phát, may mà đại thanh căng thấy huyền bi sắc mặt vẫn bình thản, không bị mấy lời nịnh nọt của y làm dao động, nên lập tức quay về chuyện chính, đại sư hẳn là cũng biết, trưởng giáo lão gia có hoàng tuyền hài cốt, không thể nào bỏ mặt chuyện thượng cổ tà thần hoàng tuyền trở về. Cho nên đã cố gắng dò xét được mấy lối bí mật vào cửu u từ chỗ ma đế. Hôm nay ra ngoài, chắc là đi vì việc này, người đang ở cửu U, vạn giới thông thức phù sợ là liên lạc không được, A-di-đà Phật, thì ra là vậy. Huyền Bi gật đầu. Chuyện quá rõ ràng, không có gì mà không tin tưởng, tính tình đồ đệ nhà mình ông biết rõ, hắn chẳng bao giờ làm được những chuyện tránh né coi như không thấy, nếu có thể tìm hiểu được bí mật của Hoàng Tuyền. Dung nhập vào tịnh thổ của mình thì có thể nào giải cứu được những quỷ hồn đang chịu khổ dưới âm tàu địa phủ khiến cho chúng sinh rời xa địa ngục ác thú hóa giải những oán độc chấp niệm ai muốn luân hồi chuyển thế liền được đưa đi luân hồi ai muốn tu trì phật pháp thì lưu lại tịnh thổ không bắt buộc ai được hay không thấy mạnh kỳ không có ở nhà huyền bi đứng dậy nói lão nạp đã làm phiền hôm nay còn có việc phải làm xin cáo từ đại thanh trăng cuốn quyết nói đại sư xin dừng bước nếu để trưởng giáo lão gia biết tiểu không đối đãi ngài đàng hoàng tiểu sẽ bị trừng phạt không biết ngài có chuyện gì khó xử cần phải thỉnh trưởng giáo lão gia hỗ trợ, nói xong, nó dày mặt bổ sung thêm một câu, có những chuyện không nhất định phải là trưởng giáo lão gia mới giải quyết được, tiểu tốt xấu cũng đã sống vạn cổ, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể giúp đại sư phân ưu giải nạn, ra chút chủ ý, nghe thấy mấy chữ sống vạn cổ, vẻ mặt huyền bi buông lỏng, hai tay tạo thành chữ thập nói, làm phiền thí chủ, ông kể xong chuyện phụ thân điền vạn triết ở trong địa ngục chịu khổ, đại thanh căng liền cười hắc hắc vẽ đã định liệu trước nói nếu đại sư muốn độ hết địa ngục quỷ hồn cứu hết những chúng sinh chịu khổ thì tiểu xác thật không có cách nào nhưng nếu chỉ là siêu độ một người thì rất là đơn giản lời còn chưa dứt nó liền chỉ cành vào hao thiên quyển đại sư đó là chó trong cửa của ngọc hư cung có truyền thuyết cảnh giới trong đó có một hình chiếu ta khác chính là có liên quan tới địa ngục ngài có thể lấy tấm vạn giới thông thức phù kia làm căn cứ ở trong tịnh thổ của ngài thi triển địa tạng thần thông cứ thế mang quỷ hồn kia ra khỏi âm phủ, để hắn ở trước tòa nghe giảng Phật Pháp, tiêu trừ chấp niệm, gâu, hào thiên quyển không ngờ lại xỉa tới mình, nhất thời đứng ngay ra, nghe thấy đại thanh căng tiếp tục nói, còn chuyện buộc định hồn phách quỷ linh, đại sư cũng có thể dựa theo cách này mà xử lý, không cần phải vội trả hào thiên quyển về lại ngọc hư cung, huyền bi đang sốt ruột, nghe thấy cách này quả thực có hy vọng thành công, nên lập tức quay sang nói với con chó, hào thiên thí chủ, có nguyện đi theo lão nạp siêu độ vong hồn không? Chúng linh bình đẳng, không thể bởi vì đối phương là con chó thì có thể ép buộc nó làm việc, nhất là nó là một con chó có truyền thuyết cảnh giới. Hao Thiên Quyển ngẩn người, nhớ lại thái độ của tiểu sư thúc đối với vị đại sư này, thì đáp, gâu. Ta, ta không thành vấn đề, đã thương lượng xong, Đại Thanh Căng đứng ở cửa ngọc hư cung, nhìn theo huyền bi và Hao Thiên Quyển đi xa, mất bóng, nó chống nạnh, cười ha ha, chó chết, ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không đánh lại gia trí tuệ như hải, bất động thanh sắc đã khiến ngươi phải rời xa ngọc hư cung, còn đi một hồi lâu cũng chưa về nổi, tự do. Tự do. Đại thanh căng ta đã lại có thể tiêu dao rồi, tiếng cười chưa dứt, bên cạnh nó đã hiện ra một con chó, chân sau nâng lên, một luồng nước vàng bắn ra, rơi xuống chân đại thanh căng. Hào thiên quyển nghi hoặc hỏi, gâu, ngươi đang cười gì thế? Nụ cười đại thanh căng cứng ngắc, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đặc thù không chỗ không ở, không chỗ không ở. Nhà điền vạn triết, huyền bi ngồi kết già, hiện ra địa tạng kim thân, quan diệu tỏa khắp phòng, khiến tất cả tựa như mạ một lớp lưu ly, trong vắt thanh tịnh, ấm áp an bình. Dưới thân ông dâng lên một cái đài sen vàng, xung quanh có những đám từng là oan hồn ác quỷ ngồi vây quanh, hết sức chuyên chú nghe giảng Phật Pháp, cảm thụ được luân âm, chấp niệm và thống khổ trước đây được tiêu tán không nhỏ trong các khe hở giữa họ là những đóa hoa vàng bỉ ngạn nở rộ, Điền Vạn Triết đứng nhìn mà tâm sinh kính sợ, không nhịn được cũng khẽ hé miệng niệm theo. Địa tạng tịnh thổ thành hình, huyền bi tay kết ấn pháp, ấn vào tấm vạn giới thông thức phù, thiện quan tỏa ra, hóa thành bảo luân hai màu đen trắng, như đang chấp chưởng chư thiên sinh tử. Hào thiên quyển thấy thế, bước lên một bước, đứng ở trước đài sen, hư không trên đầu hiện ra một con chó to có tới mấy chục cái đầu những đôi mắt chó đỏ rực đậm đặc khí tức tử vong, trống, tự khuyển gầm lên, một cánh cửa u ám như có như không u ám mở ra, khí tức địa ngục từ trong trào ra, bảo luân đen trắng trong tay huyền bi bay ra, bao phủ vạn giới thông thức phù, những chữ vạn vàng hiện ra, mang theo quang hoa đen trắng chui vào trong cánh cửa, lưu ly kim quang đại thịnh, ác cả đại môn u ám, một bóng người từ từ hiện lên, dần hiện rõ hình một lão nhân tóc trắng, vừa thấy thân ảnh này, Điền Vạn Triết lập tức lệ nóng danh trồng, vội vàng kêu, cha, ở trong âm tàu địa phủ, Phật quan lóe lên, các quỷ sai trong tích tắc mất đi cảm quan, tới khi chúng khôi phục lại, kiểm kê nhân sự mình quản lý, mới phát hiện thiếu mất một người, lại là đám con lừa ngốc kia, lần nào cũng tới cướp người với chúng ta. Quỷ sai đầu lĩnh hận đến mức nghiến răng, bao lâu nay phong đô đại đế ngủ say, âm tàu địa phủ bí mật phát triển, không cho người ngoài biết, những khi gặp phải hòa thượng đạo sĩ chiêu nhiếp vong hồn, siêu độ oán linh, bọn họ không hề dám tranh đoạt để khỏi bị lộ bản thân, mãi tới sau chuyện Giang Đông Vương Thị, âm tàu địa phủ cũng bị lộ ra dưới mắt các đại năng đại thần thông giả, chúng cũng không cần cố kỵ nữa, nhưng cũng không giành được những hồn phách được Phật Đà Tiên tới độ đi. Kẻ đầu tiêu ra cái trò này chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Nguyên Hoàng Tiên Tôn, hắn bày ra vẻ muốn hủy diệt cả địa phủ, mạnh mẽ muốn cướp đi một quỷ hồn tên là La Thắng Y chính vì sự nghẹn khuất lần đó sau này mỗi lần quỷ sai gặp phải loại chuyện này đều khó tránh khỏi phẫn nộ nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi chỉ là mấy cái quỷ hồn ngay cả phán quan cũng không buồn để mắt tới chuyện nhỏ tới mức không đáng giá nhắc tới Cung luân sơn ngọc hư cung mạnh kỳ vẫn ở trong tỉnh phòng không hề đi đâu cả hắn muốn trước khi thôi diễn được thiên cơ tới thời điểm thích hợp để vạn giới thông thức phù buộc định hồn phách xuất hiện công khai có thể giấu được những kẻ đại thần thông nhưng thân là đồ đệ, âm thầm giúp sư phụ hoàn thiện tịnh thổ, đạt thành nguyện vọng siêu độ oan hồn ác quỷ, để ông mau chóng đề cao kim thân, theo lý đó là chuyện đương nhiên hợp tình hợp lý, chỉ cần không làm quá phận, sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý, lại càng sẽ không có ai ngăn cản. Không ra mặt gặp giúp huyền bi chính là để chứng minh hắn không phải cố ý muốn xen vào chuyện địa phủ, dùng chuyện thuận lý thành chương để che giấu mục đích thật chính là trò hắn học được từ Kim Hoàng, hắn muốn giúp sư phụ tăng cường thực lực, ám độ trần thương. Đương nhiên, hắn không giỏi bằng Kim Hoàng làm xong chuyện mà không chút dấu hiệu nào, không có mấy ai nhìn ra được, khó tránh khỏi sẽ bị vài cường giả luôn để ý tới âm tàu địa phủ kia nghi ngờ. Nhưng không sao, mấu chốt là ở chỗ sư phụ, chứ không phải chỗ hắn, một cái tịnh thổ nhỏ bé yếu ớt chẳng có tiền đồ chính là một cái khiên hữu hiệu che mắt được rất nhiều cường giả. Nhưng nó có qua mắt được bỉ ngạn đại nhân vật hay không thì Mạnh Kỳ cũng không dám chắc cơ mà hắn đã có thanh đế và cả nguyên thủy thiên tôn che đỡ cho hy vọng sẽ không nhỏ trong tỉnh thất u ám quanh thân mạnh kỳ trở nên thâm thúy tựa như bầu trời đêm không trăng không sao hắn lặng lẽ vận chuyển vô cực và đạo nhất hai ấn che mắt thiên cơ và nhân quả ở bên cạnh đột nhiên hiện ra một bóng dáng mà ngoại giới khó mà nhìn thấy được chính là hoàng tuyền hài cốt thu nhỏ với những cái gai xương dữ tợn huyết hoàng hơi nước ô uế mạnh kỳ phân thần hóa niệm bay ra một đạo hỗn độn chi quang, rơi vào bộ hài cốt, khiến nó sinh ra huyết nhục và tóc, biến thành một lão giả mặt cẩm bào, tóc đen muôn, tóc mai hoa râm, mặt mũi vô cùng bình thường, nhưng nếu nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện sâu trong con ngươi đen có ẩn dấu sinh cơ màu trắng nhộn nhạo, trong màu trắng lại có màu đen tĩnh mịch, trong màu đen lại cất dấu màu trắng, cứ thế tuần hoàng, tầng tầng xen lẫn, nhưng lại không có ngọn nguồn, khiến người ta tâm thần khi xa vào là khó mà rút ra được thân ảnh vừa hiện, lập tức biến mất ở trong tỉnh phòng, không thấy đâu nữa. Nếu muốn lấy Minh Tu sạn đạo, ám độ trần thương mang thiên quá hải, thì phải làm cho thật giống. Ngoài sáng giúp sư phụ hoàn thiện tịnh thổ, trong tối cũng không thể nhàn rỗi, phải ngầm chuyện có liên quan tới âm tàu địa phủ, vừa đúng lúc dùng tới hoàng tuyền hài cốt, xuyên qua thông đạo bí mật tề sư huynh đã cho biết, lẻn vào cửu U, điều tra hành tung hoàng tuyền chuyển thế, dùng nó để thu thập thêm nhiều bí mật về sinh tử nguyên điểm để sau này khỏi bị phong đô đại đế lừa gạt, mà trong mắt người ngoài, truy tìm tung tích hoàng tuyền chuyển thế thân chính là ý muốn nhằm vào âm tàu địa phủ, dùng cái này để che giấu đi mục đích thật sự của mình. Như thế, dù sau này có phát hiện ra được dấu vết, thì các kẻ đại thần thông cũng chỉ bảo rằng, không ngoài sở liệu, quả thế, tô mạnh quả thật là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, mà thôi, họ sẽ bỏ qua chuyện của sư phụ. Về phần bỉ ngạn đại nhân vật, đã có thanh đế thậm chí nguyên thủy thiên tôn che lấp, nên hy vọng qua mắt được họ cũng không ít hoàng tuyền hài cốt biến mất tỉnh thất lại trở về yên tĩnh bình nguyên mênh mang rộng lớn đưa mắt nhìn lại bốn phía đều không thấy giới hạn có một cảm giác hoang vắng mà cổ xưa mặt đất một màu đỏ thẫm như do máu thịt đã tích lũy ngàn vạn năm xâm nhiễm mà thành nhộn nhạo huyết tinh dữ tợn và thị sát tàn nhẫn trên trời cao một mặt trời đen lặng lẽ đứng đó tỏa ra sự âm trầm và nóng trực khiến nơi này dù đang là ban ngày nhưng hôn trầm tựa như chạng vạn nơi này là cửu u tầng thứ năm hai thân ảnh xẹt qua hoang nguyên kéo theo một đường máu nồng đậm như đang đuổi theo cái gì đó nơi này bởi vì quanh năm suốt tháng đều có đánh nhau nên lúc nào cũng có thể nhìn thấy được khe rảnh, đầm lầy và ám hà rất thích hợp để né tránh khốn kiếp lại chạy mất rồi một âm thanh khàn khàn thô dày vang lên hai đạo động quan ngừng lại người nói chuyện là một nam tử khuôn mặt xấu xí thân hình cao lớn cơ nhục trắng chắc vỏn vẹn chỉ cuốn một tấm da ở quanh hông, làn da màu sẫm gần như đen, ẩn ẩn có những hoa văn quỷ dị, mắt đầy sát khí và phẫn nộ, tay sách một thanh trường đao hắt trầm nhuộm đỏ. Tu Luân, phía trước là đã tới Hoàng Tuyền, lúc này không có âm thuyền, cách lưỡng giới kiều lại xa, nhất định hắn không qua sông được, mà đang trốn ở gần đó, người còn lại là một nữ tử, dáng người thước tha, dung mạo xinh đẹp, cầm trong tay song kiếm răng cưa. Nam tử mặt xấu xí trợn mắt nhìn trước, chỉ thấy một đoạn huyết hoàng trường hà cuồn cuộn chảy qua, mơ hồ nghe thấy được tiếng quỷ khóc hồn, dù hắc nhật nhô lên cao, cũng không che được những trận hàng ý. Họ chính là cường giả của Atula bộ tộc nơi này, mới vừa đại chiến một trận với cả trăm tà ma ở gần đây, giết nhau thay ngã khắp nơi, khắp nơi đều là tay đứt chân cục, nhưng có một kẻ quan trọng thừa lúc lộn xộn đã chạy thoát. Hai người đã bị dục vọng giết chóc làm cho đỏ mắt quyết cắn chết không buông, một đường đuổi theo, cho tới tận bờ hoàng tuyền này đúng lắm. Không có âm thuyền và lưỡng giới kiều, dù có là thủy tổ cũng không vượt qua nổi hoàng tuyền, tên đó càng không có cái năng lực đó. Tu luôn nghiến răng, hoàng tuyền và minh hải là dị vật xếp hàng đầu cửu u, tượng trưng cho tử vong và sinh cơ, cho nên trên không của nó không thể phi độn được, phải nhờ vào 10 cái lưỡng giới kiều để đi qua. Mỗi tầng cửu u đều có một cái cầu, cái thứ 10 rất là thần bí mông lung, chỉ có một ít tà thần và tà ma là từng nhìn thấy nó chẳng biết thông tới đâu, ngoài ra, chỉ có âm thuyền với chất liệu đặc thù là nổi được trên nước sông Hoàng Tuyền. Nước này không phải tầm thường, tiên rơi vào, bị cọ rửa, cũng sẽ trầm luân, quên đi mọi ký ức quá khứ, trở thành thủy quỷ trọn đời không thể giải thoát. Dù có công pháp, thần thông đặc thù hay bảo vật hộ thể, trong khoảng thời gian ngắn khỏi bị ảnh hưởng, thì ở trong Hoàng Tuyền cũng có cực nhiều không đếm xuể những oan hồn trầm luân cũng sẽ cuốn lấy những kẻ tới chỗ chúng cho tới khi cùng chết. Tu Luân nói xong, thì thở dài, bố Lan, ngươi quả thật còn mạnh hơn ta, có thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên tính sát lục, còn có thể đưa ra những suy đoán lý trí. Bộ tộc Atula sinh ra trong chiến đấu, lớn lên nhờ sát lục, bản tính là như thế, số mệnh đã chú định, họ đắm chìm ở trong đó, chẳng khác gì tà thần, tà ma, ác quỷ, quan linh trải khắp cửu U, đương nhiên, họ sát lục là để lấy lòng cửu U, để lấy được phần thưởng tăng cường thực lực tới một mức độ nhất định thì sẽ xuất hiện lý trí, có thể miễn cưỡng khắc chế được bản tính, như thế mới có thể tiếp tục trưởng thành, nhưng ảnh hưởng của bản tính là thứ luôn luôn tồn tại, dù có đạt tới cấp độ của đại tự tại thiên tử, tà thần hoàng tuyền thì cũng không thể thoát khỏi được hoàn toàn, trừ phi trở thành cường giả như ma chủ, thiên sát đạo nhân, tới lúc đó, thứ họ tranh giành chính là đạo lộ, bố lan cười khổ, cũng không hơn ngươi bao nhiêu đâu. Cô giao hảo với Tu Luân chính là sau khi cả hai có được lý trí, song đều thường bị bản năng làm cho mất đi khống chế. Muốn thoát khỏi số mệnh bi kịch này, khác với những đồng tộc còn lại, thì càng phải chiến đấu, càng phải giết chóc. Hai người im lặng, động quan lướt đi, tìm kiếm khắp các khe rảnh và cốc địa, không bao lâu sau, đã nghe thấy rõ tiếng nước sông chảy cuồn cuộn, đã nhìn thấy thạch miếu màu xám xanh bên bờ. Mỗi lần nhìn thấy cái thạch miếu to lớn mà đơn sơ này, Tu Luân và Bố Lan đều tự nhiên sinh ra cảm giác hoang mang mà an hòa, như đã trải qua thế sự, nhìn thấu dục vọng. Những thạch miếu tương tự như vậy có rất nhiều, ở bên bờ sông Hoàng Tuyền trong những tầng khác, ở bên cạnh di tích Minh Hải, nghe nói là đã có từ khi cửu U sáng lập tới nay, cũng có nghe đồn là vì phong ấn một khủng bố nào đó nên sau này mới xây dựng. Tu Luân và Bố Lan sinh ra chưa tới 180 tuổi nên đương nhiên không biết được cái nào mới đúng, có khi nào hắn trốn vào trong miếu không? bố lan hỏi sự an hòa của thạch miếu xung đột với bản tính của đám tà thần tà ma khiến bọn chúng vô cùng không thoải mái nếu không phải không phá hủy được thì chúng đã sớm sang bằng những thạch miếu này nhưng trốn vào trong đó cũng có thể xem là một biện pháp tu luân đi nhanh tới trước thạch miếu kiểm tra là biết thôi thạch miếu đơn giản không có biển đề trong thiền đường dùng đá đen đỏ thường thấy ở cửu u khắc hình một tượng phật không mặt vô diện chi phật màu đá đỏ thẫm như đen làm phật như toàn thân nhiễm máu nhưng lại mang tới cảm giác an bình tường hòa rất kỳ quái, một ngư, thanh đăng, bồ đoàn vân vân cũng đều làm bằng loại đá đó. Phía trước vô diện chi Phật có một người đứng, tay chấp sau lưng, mặt trường bào đỏ thẩm, tóc xỏa tung, da tái nhật, người này mặt mày rất phổ thông, con mắt như là ẩn chứa từ ý, chỉ nhẹ nhàng đảo qua một cái, tu luân và bố lan liền như chúng phải mê hồn chi thuật, không kềm chế được đi qua. Bãi máu dưới chân y cảm giác rất quen thuộc, hình như chính là tên tà ma bọn ta đang đuổi giết, bố lan ngắm nghía bãi nước màu huyết hoàng dưới đất, nghĩ, hai bàn tay nam tử bào đỏ tỏa ra hồng quang, y khẽ hỏi, gần đây các ngươi có nhìn thấy ai giống thế này không, trong đầu bố lan và tu luân tự nhiên hiện ra một thân ảnh mặt bào đen, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt một đen thui, một trắng bóc, vô cùng quỷ dị, tu luân thành thực đáp, đã từng gặp, gã vào trong miếu này, sau đó có khi ẩn hiện ở xung quanh, mấy ngày sau thì biến mất nam tử kia gật đầu, lẩm bẩm, hoàng tuyền chuyển thế thân biến mất ở quanh đây, đúng vậy, hoàng tuyền chuyển thế thân chính là biến mất ở trong này. Từ bên ngoài miếu, một giọng nói vừa già vừa trẻ vọng vào, bố Lan và Tu Luân quay phát lại, mới phát hiện ngoài cửa miếu không biết từ lúc nào có một người, có vẻ là người đã có tuổi, mặt cẩm bào, tóc đen muôn, nhưng thái dương hoa râm, mặt mũi rất phổ thông. Chỉ có trong đôi mắt như là cất giấu những tầng lốc xoáy hai màu đen trắng. Nam tử bào đỏ nheo mắt, "Các hạ là ai?" Cũng muốn đi tìm tung tích Hoàng Tuyền chuyển thế thân, với thực lực của y hiện giờ chính là nằm trong hàng đầu của cửu u, người ngang hàng không quá 80, y đều biết hết, nhưng lão giả tà dị này lại hoàn toàn không có ấn tượng, là người ngoài vào hay là hóa thân của người nào đó. Lão giả chắp tay sau lưng đi vào, cười khẽ, "Lão phu là ai không quan trọng, quan trọng là đó là chỗ nào." Lão giả dù nói chuyện, mắt vẫn không rời khỏi pho tượng vô diện chi phật lướt qua tu luân và bố lan lướt qua nam tử bào đỏ tới hương án mới dừng nhìn pho tượng phật cảm khái nếu lão phu cảm giác không sai đây là bút tích của linh sơn phật tổ phật tổ nam tử bào đỏ ngạc nhiên quay qua nhìn vô diện chi phật lão giả búng tay thắp sáng thanh đăng bằng đá phù một cái cả miếu sáng bừng lên sáng tới từng ngóc ngách nam tử bào đỏ không nhịn được đưa tay lên che mắt tu luân và bố lan nhắm ngay mắt lại lùi liền mấy bước lão giả này chính là hoàng tuyền hóa thân của mạnh kỳ đã vào cửu u được một thời gian từ nơi hoàng tuyền chuyển thế thân xuất hiện lần đầu tiên truy tìm đến nơi này đây là tòa thạch miếu thứ ba mà hắn gặp nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha